chương 161, lấy cái nhỏ, bỏ cái lớn. Lời nói của Văn Duy Thần khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người anh ta, ngay cả Huỳnh Nhân cũng hơi nheo mắt, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cầu hôn, đừng nói người nhà họ Liên là Liên Thúy Na và Liên Hồng Vân, mấy người nhà họ Liễu cũng chẳng hiểu gì cả. Người này là... Liễu Cảnh Nhiên vô cùng thân thiết khoác lấy cánh tay của Văn Duy Thần, vẻ mặt hạnh phúc giới thiệu với mọi người. Thưa ba, mẹ, gì cả, gì nhỏ, còn có các chú các bác, anh ấy là anh Văn, cậu chủ của nhà họ Văn ở Giang Chiết, đồng thời cũng là bạn trai của con. Xôn sao? Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Liên Thúy Na và Liên Hồng Vân quay sang nhìn nhau. Với địa vị của hai người thì vẫn chưa thể tiếp xúc được với loại gia tộc khổng lồ như nhà họ Văn ở Giang Chiết, bọn họ cho rằng đây là chỉ là cậu chủ của một nhà giàu bình thường. Chỉ có Liên Truyền Quốc bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi tới trước mặt văn duy thần nắm tay anh ta thật chặt cậu cậu chính là cậu chủ của nhà họ văn ở giang chiết con trai của ông văn thành nam đó sao đúng vậy à audio điện tử võ tấn bền trước mặt gia chủ nhà họ liên đang kích động hỏi mình văn duy thần chỉ cười nhẹ nhàng ông liên không cần khách sao chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi ông là ông của cảnh nhiên thì cũng là ông của cháu được được tốt lắm sắc mặt của liên truyền quốc hồng hào liên tục nói ba chữ tốt sau đó quay sang nhìn liên thúy na cười to thúy na năm đó ba phản đối hôn nhân giữa con và cái thằng phế vật đó bây giờ xem ra đây cũng là một chuyện may mắn con sinh được một đứa con gái rất tốt chỉ cần cảnh nhiên bước vào nhà họ văn ở giang chiết nhà họ liên sẽ có thể kết thân với nhà họ văn đến lúc đó thành phố minh châu lại có thêm một nhà giàu có nữa rồi liên thúy na cũng rất kích động chuyện này là thật sao con thật sự sắp được gả vào nhà giàu rồi hả sao có thể giả được ạ à? liễu cảnh nhiên cười hì hì nói sở dĩ con không nói cho mọi người biết là vì sợ mọi người phản đối hơn nữa con và duy thần cũng chỉ mới ở bên nhau nghĩ lại thấy cũng hơi nhanh ai ngờ duy thần lại không nhịn được vội cầu hôn con trước càng nói về sau giọng nói của liễu cảnh nhiên càng nhỏ gương mặt cũng càng ửng hồng cô ta ngượng ngùng cúi đầu văn duy thần bị mọi người vây quanh tuy rằng vẫn ung dung đối đáp nhưng sâu trong ánh mắt lại xẹt qua một nét khinh miệt kín đáo. Nếu ba anh ta không bắt anh ta đến nhà họ liễu cầu hôn, sao anh ta có thể cưới liễu cảnh nhiên được chứ? Thời gian gần đây, nhà họ văn tiến vào thị trường ở thành phố Minh Châu có thể nói là rất khó khăn. Không nói tới tứ đại hào môn chẳng một ai lộ diện, nhà họ văn còn đắc tội với mấy nhân vật thổ địa lớn ở nơi này. Không chỉ tất cả các công ty mà nhà họ Văn tìm tới cửa để hợp tác đều từ chối, người ở phía trên còn nói rất rõ ràng, trên thị trường Minh Châu, nhà họ Văn mấy người đừng hòng mở được một cửa hàng nào. Đối với tình huống này, Văn Thành Nam cực kỳ không vui. Lúc Văn Duy Thần nói lại chuyện Tân Giang hội cho Văn Thành Nam, nhất là khi nhắc đến đoạn tổng phụ trách của thương hội Hồng Ưng lấn át bọn họ, cả người ông ta như muốn nhảy dựng lên. Sau đó, Văn Thành Nam khẳng định được một việc, nhà họ Liễu nho nhỏ này lại là một kẻ đáng gờm. Ông ta muốn Văn Duy Thần cưới Liễu Cảnh Nhiên, lợi dụng thân phận người nhà họ Liễu để ngầm hoạt động, điều tra toàn bộ sự thật bên trong. Tuy nhiên, Văn Duy Thần vĩnh viễn cũng không ngờ rằng, kẻ sai người phong sát nhà họ Văn lại đang ở ngay trước mặt anh ta. Bác gái, ông Liên, chuyện kết hôn giữa cháu và cảnh nhiên, Văn Duy Thần muốn nói lại thôi. Cảnh nhiên có thể được gả cho cháu thực sự là cái phúc mà nó đã tu được mấy đời. Liên Thúy Na là người đầu tiên tỏ thái độ. Duy Thần, chuyện kết hôn giữa cháu và cảnh nhiên, gì là người đầu tiên chấp thuận không sai liên truyền quốc cũng gật đầu nói chúng ta chọn một ngày lành trước tiên tổ chức lễ đính hôn không được tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này ngay lúc tất cả mọi người đang hân hoan vui mừng một tiếng hét chói tai phẫn nộ cắt đứt suy nghĩ của bọn họ liễu nham hùng hổ đứng dậy lạnh lùng nhìn văn duy thần nhà họ văn các cậu là một dòng họ lớn ở giang chiết thế lực không thua kém tứ đại hào môn ở minh châu Muốn cô gái nào mà chẳng được, sao cứ nhất quyết phải coi trọng con gái của tôi. Câu nói này vô cùng khó nghe, nụ cười trên mặt Phan Duy Thần lập tức hơi cứng lại, sau đó miễn cưỡng tươi cười nói. "Cháu và Cảnh Nhiên tâm đầu ý hợp, yêu nhau thật lòng, không có bất cứ ý đồ xấu xa nào ở đây cả." Liễu Nham xua xua tay, thản nhiên nói. "Con gái của tôi chỉ là một đứa con gái nhỏ của một gia đình bình thường, không với cao nổi đâu, cậu có thể đi rồi." Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ba, ba vừa nói cái gì vậy? Cặp mày liếu của liếu cảnh nhiên dựng đứng lên, cô ta cả giận nói. Vất vả lắm con mới tìm được một người bạn trai, ba muốn con và anh ấy chia tay sao? Ông cầm miệng lại cho tôi, có người cha nào như ông không? Vất vả lắm con gái mới được gả vào chỗ tốt, ông lại muốn ngăn cản. Bản thân sống chẳng ra gì nên cũng không muốn con gái sống tốt phải không? Liên Thúy Na nhất thời nóng này, lộ ra dáng vẻ của một người đàn bà tranh chua. Khó khăn lắm mới có cơ hội bước vào nhà giàu, sao bà ta có thể buông tha dễ dàng như vậy? Liên truyền quốc cũng đi tới trước mặt Văn Duy Thần, tỏ ra lấy lòng. Cậu Văn này, đây chỉ là một đứa ở rể tại nhà họ Liên thôi, chẳng có địa vị gì đâu. Nó có mắt như mù ấy mà, cậu không cần để trong lòng. Văn Duy Thần vui vẻ gật đầu, sau đó làm như vô ý nhìn về phía Huỳnh Nhân, lại phát hiện sắc mặt huỳnh nhân vẫn bình tĩnh như trước vì vậy anh ta đi tới chỗ huỳnh nhân nói anh là thanh mai trúc mã của cảnh nhiên hôn lễ của tôi và cô ấy anh nhất định phải tới tham gia đấy nhé liễu cảnh nhiên tỏ vẻ không thích mời anh ta ăn cơm anh ta có thể tặng bao đỏ chắc văn duy thần nở nụ cười làm như rộng lượng nói em và anh ấy lớn lên cùng nhau mà cần bao đỏ gì chứ để anh ấy làm phù rể cho anh đi những lời này khiến Huỳnh Nhân khẽ hít mắt. Chẳng lẽ anh cảm thấy anh sẽ lấy được cảnh nhiên thật à? Nhà họ Văn liên tục thất bại vốn là do anh ra lệch, anh có thể không đoán được suy nghĩ của nhà họ Văn chắc. Thế nhưng, lời này rơi vào lỗ tài Văn Duy Thần thì lại mang một ý tứ khác. Anh ta cười nói, sao không cưới được chứ? Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi đấy. Nói xong, anh ta nhìn về phía liên truyền quốc và liễu nham, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Ba vợ, Ông Liên, hình như lúc cháu đi vào vừa nãy thì mọi người đang có mâu thuẫn, có chuyện gì cháu có thể giúp được không? Ông Liên vội vã xua tay. Không cần đâu, chỉ là đòi một số thứ mà nhà họ Chu chúng ta nên có được thôi. Liễu Cảnh Nhiên kể lại mọi chuyện một lần, Văn Duy Thần cười nói. Cháu còn tưởng đó là chuyện gì, ba vợ chấm dứt hợp tác nhất định là có nguyên nhân của ông ấy. Dừng lại một chút, Văn Duy Thần còn nói thêm nếu như ông liên không chê nhà họ văn cháu nguyện ý giúp ông kiếm lại số tiền này thật sao anh ta vừa nói xong đám người liên truyền quốc và liên thúy na đều mừng như điên sau đó cũng không dây dưa chuyện hợp tác với long đằng nữa liên truyền quốc nặng nề hư một tiếng liếc nhìn liễu nham coi duy thần người ta đi nhìn lại mình xem nhà họ liên đúng là đã nuôi ra một kẻ vô ơn rõ là vật họp theo loài nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã mà Liên Thúy Na cũng quái gở chêm vào một câu. Nhận được hứa hẹn của nhà họ Văn, toàn thể người họ Liên đều mừng rỡ như điên. Văn Duy Thần cũng quay đầu lại cười cười nhìn Huỳnh Nhân, cứ như thể đang nói tôi muốn kết hôn với người phụ nữ như Liễu Cảnh Nhiên thật sự là vô cùng dễ dàng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một một tràng âm thanh tựa như động đất tới nơi, Liễu Phi Tuyết dẫn đầu một đám người đi vào. Gương mặt như ngọc cực kỳ lạnh lùng, khí thế rất lớn, cô đứng đó cùng với đám người phía sau, không gian nhất thời lặng ngắt như tờ. Tổng giám đốc Liễu. Liễu Nham vội vàng đứng lên nghênh đón. Nhìn thấy Liễu Phi Tuyết, nụ cười trên mặt Văn Duy Thần cứng lại, khóe mắt giật giật, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân càng thêm âm trầm. Phải biết rằng, cô gái trước đây anh ta thích chính là Liễu Phi Tuyết, thế mà lại bị thằng nhóc này nhanh chân giành trước. Lúc đang định nói thì bỗng nhiên Văn Duy Thần chú ý tới người đàn ông mặc đồ tây ở phía sau Liễu Phi Tuyết trên cổ mỗi người bọn họ đều mang một tấm thẻ công tác thuộc Cục Xây Dựng Thành Phố. Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là người của Cục Xây Dựng Thành Phố. Anh ta lập tức chạy tới. Ngài là Tổng Giám Đốc Thi của Cục Xây Dựng Thành Phố phải không? Mấy hôm trước tôi đại diện cho nhà họ Văn gọi điện thoại tới cho ngài. Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn anh ta một cái, trên mặt hiện vẻ chán ghét. Không nhớ rõ, cút sang một bên đi, đừng làm chậm chế công việc của tôi. Văn Duy Thần bị đầy một cái lảo đảo, đám người nhà họ liên nhìn mà choáng váng. Đây chính là cậu chủ của nhà họ Văn đấy, thế mà lại bị đối xử như thế. Tôi là Thi Văn Bân tổng cục xây dựng thành phố, cấp trên bảo tôi đến đây để nói chuyện với tổng giám đốc Liễu về dự án cải tạo lại bờ sông Minh Châu. Văn Duy Thần nghe vậy thì trực tiếp sững sờ. Dự án xây dựng mà mấy hôm trước Thiều Hải Hà còn quyết chí lấy cho bằng được vậy mà lại rơi vào trong tay tập đoàn lệ tinh những người nhà họ liên khác cũng mang vẻ mặt hâm mộ nhìn liễu phi tuyết liễu phi tuyết nhìn lướt qua tất cả mọi người khi thấy huỳnh nhân đang ngồi trong một góc sắc mặt cô càng thêm lạnh lùng nặng nề hừ một tiếng rồi không thèm nhìn nữa huỳnh nhân cười khổ một tiếng có vẻ như anh nói chuyện với thiều gia nguyệt tối hôm qua đã thực sự khiến phi tuyết giận rồi lúc này cô nhìn về phía liễu nham đến lệ tinh bàn với con về vấn đề sản phẩm chuẩn bị được phổ biến rộng rãi sắp tới được với lại không biết ngài liễu đây có hứng thú tham gia dự án của cục xây dựng hay không liễu phi tuyết đổi chủ đề câu chuyện đột nhiên hỏi một câu liễu nham ngây người sau đó kinh ngạc nói ba có thể tham gia sao đương nhiên thi văn bân mỉm cười nói lãnh đạo rất xem trọng tập đoàn lệ tinh và công ty long đằng chỉ cần long đằng không có dự án khác thì sẽ có thể bắt tay tham gia dự án này cùng chung tay xây dựng một minh châu rực rỡ lời này mang tính chính thức rõ ràng là trực tiếp tiết lộ một tin tức quan trọng tập đoàn long đằng và lệ tinh đều có nhân vật lớn bảo vệ văn duy thần nhìn chằm chằm tình cảnh trước mắt trong lòng càng thêm quyết tâm phải kết hôn với liễu cảnh nhiên vì gia tộc thì hy sinh hôn nhân có là cái gì đâu vậy tôi cung kính không bằng nghe theo liễu nham cố nén nỗi vui sướng trong lòng mở miệng đồng ý trong lúc nhất thời sắc mặt đám người liên truyền quốc Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên vô cùng khó coi. Tuy rằng bọn họ đã được hợp tác với nhà họ Văn, nhưng so với dự án của hai tập đoàn trên thì chẳng khác nào một trời một vực. Nhất là dự án của cục xây dựng thành phố, đó chính là thứ mà tất cả các công ty lớn nhỏ ở Minh Châu đều nhìn thấy mà thèm thuồng. Đúng là lấy cái nhỏ, bỏ cái lớn mà. chương 162, học trò của nhạc si. Đi theo phía sau liễu phi tuyết và tổng giám đốc thi của cục xây dựng thành phố, Liễu Nham chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Ông ấy không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn Huỳnh Nhân. Đây chính là người của cục xây dựng thành phố, sao lại đi lấy lòng tập đoàn Long Đằng chứ? Huỳnh Nhân không nói gì cả, trong lòng cũng bắt đầu có cái nhìn khác đối với La Bố, tốc độ và hiệu suất làm việc của ông ta quả là không tồi. Tuy rằng công văn dự án xây dựng đã được phê chuẩn, nhưng người của Tổng cục ai nấy đều rất kiêu ngạo. Nếu như La Bố không tạo áp lực liên tục, người phụ trách cục xây dựng cũng sẽ không tiếp nhận mà tới đây nhanh như thế. Tiến vào phòng làm việc, Liễu Phi Tuyết dẫn theo Thi Văn Bân và Liễu Nham đi thẳng đến khu vực tiếp khách thảo luận chi tiết. Huỳnh Nhân chẳng liên quan gì đến dự án xây dựng thành phố, anh tùy ý ngồi trên ghế salon. Lúc này cánh cửa mở ra, một nam một nữ đi vào. Cô gái có thân hình cao giáo, khí chất tuyệt hảo, vì đeo kính mát và mũ lưỡi chai cho nên không thấy rõ diện mạo người đàn ông phía sau lại có vóc dáng thấp bé đồng thời cặp mắt hay láo liên nhìn xung quanh thường xuyên liếc trộm phần đùi của cô gái mà cô ta cũng không phát hiện ra ngồi xuống bắt chéo chân ở trước mặt huỳnh nhân yêu nhã gật đầu với anh huỳnh nhân cũng mỉm cười đáp lại hình ảnh này bị tên đàn ông thấp bé nhìn thấy anh ta lập tức giống như gặp phải kẻ thù mà chắn giữa hai người anh là ai có biết cô ấy là ai không dám nhìn lén nữa chứ anh từ sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi cô ta kêu một tiếng rồi áy náy nhìn về phía huỳnh nhân xin lỗi anh người đại diện của tôi không có ác ý anh đừng để bụng huỳnh nhân lắc đầu hoàn toàn không thèm để ý sau đó anh cũng không nói thêm câu nào người đàn ông thấp bé ngồi ở giữa huỳnh nhân và cô gái cao gầy nhìn chằm chằm huỳnh nhân như nhìn kẻ trộm rất sợ anh sẽ làm ra chuyện gì xấu xa huỳnh nhân cũng cảm thấy quái lạ sau cùng dứt khoát đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở gần đó. Cũng vì vậy mà cô gái nọ càng thêm ngượng ngùng. Cũng may, rất nhanh sau đó cửa đã mở ra, thì văn bân người của cục xây dựng cảm ơn Liễu Phi Tuyết và Liễu Nham rồi vội vàng rời đi. Tiếp theo chúng ta cần bàn bạc về việc đóng gói, thiên sứ, và đưa ra thị trường. Liễu Phi Tuyết dẫn Liễu Nham đi tới trước mặt cô gái cao gầy giới thiệu. Người này chính là diễn viên mà con mời tới, cô Huỳnh Thăng Phát người này chính là chủ tịch tập đoàn long đằng ông liễu nham xin chào cô gái cao gầy tháo kính mát và mũ lưỡi chai xuống cười vươn tay về phía liễu nham huỳnh nhân thuận thế nhìn sang trong mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc cô ta chính là ngôi sao lớn huỳnh thăng phát sao huỳnh nhân nhớ kỹ cái tên này không phải bởi vì cô ta nổi tiếng cỡ nào mà bởi vì cô ta là học trò của nhạc si không phải ai cũng có thể trở thành học trò của nhạc si vậy mà cô ta lại có thể như vậy cũng đủ chứng tỏ cô ta có chỗ hơn người. Khi cô ta tháo kính mát và mũ lưới chai xuống, Huỳnh Nhân cũng thoáng cảm thấy ngạc nhiên. Mái tóc dài nhẹ nhàng rũ xuống bờ vai, che đi phần lớn khuôn mặt khiến cho mặt vốn đã nhỏ nhìn càng nhỏ hơn. Ngũ quan cân đối hài hòa, khí chất xuất trần tự nhiên, cô ta chỉ mặc một chiếc váy dài điểm xuyết hoa văn màu trắng đơn giản, phối hợp với một đôi giày vải cũng mang màu trắng, thoạt nhìn tựa như một chị gái nhà bên bình dị dễ gần nhưng ai cũng không phát hiện sau khi Liễu Phi Tuyết xuất hiện, ánh mắt của người đàn ông thấp bé vẫn luôn nhìn chằm chằm từng cử chỉ động tác của Liễu Phi Tuyết, trong mắt chứa đầy vẻ tà ác. Người ta thường nói tổng giám đốc lệ tinh đẹp tựa thiên tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên lời đồn không ngoa. Mà lúc này, ánh mắt Huỳnh Nhân nhìn về phía anh ta rốt cục cũng hiện lên ý lạnh, nhưng anh vẫn không nói gì. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông thấp bé đưa một phần bản thảo cho Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết xem xong thì nhíu mày, nhìn về phía Huỳnh Thăng Phát. Chẳng phải trước đó cô ký hợp đồng với thanh nhạc hoa ngữ sao? Vì sao lại chuyển đến dưới chứng công ty giải trí Huy Hoàng? Huỳnh Nhân đứng ở bên cạnh, trong mắt hiện lên sự sắc bén, giải trí Huy Hoàng. Đó không phải là công ty giải trí của nhà họ Hào Hà. Huỳnh Thăng Phát áy náy mỉm cười, đang định nói chuyện thì người đàn ông thấp bé đã giành trước. Sở dĩ Thăng Phát đổi nơi làm việc là vì không gian phát triển ở đó rất tốt hiển nhiên tài nguyên của công ty giải trí Huy Hoàng cũng nhiều hơn, thành tựu của thăng phát sẽ càng lớn hơn. Nghe vậy, Liễu Phi Tuyết lập tức nhớn mày. Anh là ai? Khổ! Người đàn ông thấp bé lập tức tằng hắng một cái, ung dung nói. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Từ Lượng, hiện đang là người đại diện của thăng phát. Huỳnh Nhân nhìn Từ Lượng thêm mấy lần nhưng không lên tiếng. Bởi vì công ty giải trí Huy Hoàng từng mang tiếng nợ lương không trả, Liễu Phi Tuyết có ấn tượng rất xấu đối với công ty này. Thế nhưng, nếu Huỳnh Thăng Phát đã đến dưới chứng công ty giải trí Huy Hoàng, cô cũng không tiện nói cái gì, dù sao hai bên cũng đang có ý định hợp tác. Từ lượng đưa ra ba bản thảo, nói với ba người Liễu Phi Tuyết. Đây là bản kế hoạch quảng cáo sản phẩm mới, thiên sứ, của quý công ty, mời mọi người xem qua. Trong phòng làm việc còn có một người nữa, đó chính là Huỳnh Nhân. Mà từ lượng lại không định đưa cho Huỳnh Nhân một bản, hoàn toàn gạt phát anh sang một bên sau khi xem xong liễu phi tuyết lắc đầu nói tinh hoa của quảng cáo là phải ngắn gọn bản anh đưa cho tôi quá dài từ lượng hơi nhíu mày nhưng vẫn cười nói đây chỉ là bản sơ thảo về sau sẽ còn thay đổi chủ yếu là để mọi người xem xem có chỗ nào không hợp lý cần phải sửa đổi không thôi rất nhanh huỳnh thăng phát đã phát hiện ra một vấn đề tôi cảm thấy nên bỏ bớt cảnh hôn ở chỗ này đi tôi chưa bao giờ hôn môi Cô ta vừa nói xong, sắc mặt Từ Lượng lập tức trở nên âm trầm, sau đó cười nói với Liễu Phi Tuyết: Tổng giám đốc Liễu, tôi xin phép vắng mặt một chút. Nói xong, anh ta lập tức mang theo Huỳnh Thăng Phát bước ra khỏi phòng làm việc. Khoảnh khắc vừa đi ra ngoài, biểu cảm trên mặt Từ Lượng tức khắc trở nên dữ tợn. Sắp ký hợp đồng rồi, trong lúc quan trọng thế này, cô không được phép kiếm chuyện khiến tôi xui xẻo, nghe hiểu không? Sắc mặt Huỳnh Thăng Phát hơi thay đổi cô ta mở to hai mắt nhìn từ lượng chẳng phải trước đó anh đã đồng ý với tôi không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào sao anh lừa tôi lừa cô thì sao từ lượng cười nhạt ngôi sao lớn cái gì tôi nhổ vào cô có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào tôi không có tôi cho dù cô có tài năng cỡ nào thì sao chứ cô có cách để trở nên nổi bật sao lời này khiến sắc mặt của huỳnh thăng phát lúc đỏ lúc trắng cô ta nghiến răng nhưng không nói tiếng nào từ lượng thấy thế còn nói thêm, "Huỳnh Thăng Phát, tốt nhất là cô làm rõ vị trí của mình cho tôi. Cô chỉ là công cụ kiếm tiền của công ty, công ty vui vẻ thổi phồng cô lên thì cô chính là ngôi sao lớn vạn người mê. Nếu như cô làm ra chuyện gì ngu xuẩn chọc cho công ty mất hứng, đến lúc đó công ty đem giấu cô đi, cô cực khổ nhiều năm như vậy, không cảm thấy uổng phí à?" Trầm mặc một lúc lâu, vành mắt Huỳnh Thăng Phát ửng đỏ, nhưng cô ta vẫn khuất phục gật đầu. "Như vậy còn được?" Lúc này từ lượng mới hài lòng gật đầu, sau khi đi vào lần nữa, vẻ lo lắng trên mặt cậu ta đã bị quét sạch, thay vào đó là ý cười rực rỡ. Tổng giám đốc liễu, để mọi người đợi lâu rồi. Con người huỳnh nhân đen nhánh, lặng lẽ liếc nhìn từ lượng. Cuộc trò chuyện của bọn họ ở bên ngoài đã bị huỳnh nhân nghe rõ mồn một. Từ lượng bị ánh mắt của huỳnh nhân nhìn mà cảm thấy sợ hãi trong lòng, thế nhưng cậu ta nhanh chóng phản ứng lại, nhìn liễu phi tuyết cười ha hả nói không chỉ có cảnh hôn mà còn có cảnh làm thịt nữa. Huỳnh Thăng Phát vốn đang miễn cưỡng vui cười nghe được câu nói này, cả người giống như bị đánh mạnh một cái, không thể tin nổi nhìn chằm chằm anh ta. Từ lượng thuận thế quay đầu lại, hung ác trừng mắt với Huỳnh Thăng Phát, ý bảo cô ta không được nói gì cả. Mặt khác chúng tôi còn bàn bạc qua, làm sao để khiến sản phẩm của quý công ty nổi tiếng luôn một lần, cuối cùng đưa ra một kết luận rất tốt, đó chính là để Tổng Giám Đốc Liễu Đích Thân tham gia vào quảng cáo. Từ Lượng nhìn gương mặt tinh xảo như ngọc của Liễu Phi Tuyết, mở miệng nói. Chương 163: Chim sợ cành cong. Vẻ mặt Liễu Phi Tuyết đầy ngạc nhiên trước câu nói này của Từ Lượng. Còn ánh mắt Huỳnh Nhân cũng dần trở nên tối sầm. Lúc trước, anh đã cảm thấy ánh mắt người này nhìn Liễu Phi Tuyết không đúng cho lắm. Nhưng vì không có chứng cứ nên anh không lên tiếng. Dù bản thân có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ ở bên ngoài văn phòng, anh cũng chưa muốn ra tay. Nhưng bây giờ cậu ta lại dám nhắm lên người vợ mình, đây chính là hành vi tự tìm đường chết. Liễu Phi Tuyết còn chưa nghĩ tới mức này, trong mắt chợt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Hãy cho tôi một lý do hợp lý. Từ lượng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cậu ta thong dong nói. Tuy rằng Tổng Giám Đốc Liễu không phải là người trong giới giải trí, nhưng điều kiện trời ban lại tốt hơn rất nhiều so với những ngôi sao lớn chạm tay là bỏng. Tôi nghe nói, trong giới kinh doanh ở Minh Châu, Cô còn được mệnh danh là tổng giám đốc băng lãnh nổi tiếng. Mặc dù từ lượng nói ra đều là những lời khen ngợi liếu phi tuyết, nhưng không hề khiến cô rung động, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. Vậy thì đã sao? Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để đánh lừa sự chú ý của khán giả. Thậm chí xét theo khía cạnh nào đó, với danh tiếng của cô sẽ mang lại hiệu quả còn lớn hơn cả ngôi sao huỳnh thăng phút. Hai bút cùng vẽ, sản phẩm mới của quý công ty chắc chắn sẽ rất đắt hàng cậu ta nói đâu ra đấy, khiến Liễu Phi Tuyết hơi dao động. Nếu như là sản phẩm bình thường, cô cũng không cần phải tự mình tuyên truyền. Nhưng sản phẩm này là sự gửi gắm của cô với con gái, là tâm huyết 5 năm qua của cô. Liễu Phi Tuyết trần chờ một chút rồi lại lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Vẫn thôi đi, tôi đã kết hôn rồi. Từ lượng ngây ra, ngạc nhiên nhìn Liễu Phi Tuyết. Tổng giám đốc Liễu còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi ư. Cô thản nhiên gật đầu, từ lương vẫn còn chưa chịu từ bỏ. Kết hôn rồi cũng không sao, chỉ mấy cảnh quay vụn vặt mà thôi. Chúng tôi sẽ đặt trọng điểm quảng cáo lần này lên người cô. Ngay cả thăng Phát cũng chỉ hỗ trợ cho cô, thật sự không cân nhắc một chút ư. Dưới sự thuyết phục hết này đến lần khác của từ lược, Liễu Phi Tuyết đột nhiên liếc nhìn Huỳnh Nhân. Khóe miệng bỗng dương lên rồi gật đầu. Vậy được rồi, nhưng tôi sẽ không xuất hiện quá nhiều. Huỳnh Nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới liễu phi tuyết lại thật sự đồng ý nhưng nhìn ánh mắt của cô anh đã hiểu ra điều gì đó khóe mắt giật mạnh một chút người phụ nữ này hay ôm thù mà vẻ mặt từ lượng lập tức trở nên kích động trong mắt hiện lên nụ cười đã đạt được mục đích cậu ta nói cảm ơn tổng giám đốc liễu đã hợp tác tôi giới thiệu nam diễn viên hợp tác lần này cho cô một chút chắc thăng phát cũng quen đấy cậu ta vẫy tay với bên ngoài vào đi ngay sau đó một người đàn ông biển trai có làn da trắng nón dạng dỡ như ánh mặt trời bước vào anh ta cười ha ha quan sát huỳnh thăng phát vẻ yêu mến trong mắt không gì che giấu nổi nhưng lúc anh ta nhìn thấy liễu phi tuyết ở bên cạnh trong mắt lại tràn ngập kinh ngạc dây tiếp theo ánh mắt càng thêm nóng bỏng vị này là từ lượng cười nói đây là cô liễu tổng giám đốc của tập đoàn lệ tinh cô ấy đã đồng ý lời mời của chúng ta tham gia diễn xuất cậu ta vừa thốt ra lời này biểu cảm của người đàn ông trắng trẻo lập tức trở nên kích động. Tôi là Đồng Ngọc Thụ, cũng là nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Huy Hoàng. Liễu Phi Tuyết gật đầu, cô đã từng nghe nói tới cái tên này. Vì vậy cô biết anh ta là thần tượng tài năng đang nổi, cũng là nghệ sĩ hàng đầu của công ty họ. Nhưng Huỳnh Thăng Phát lại nhíu mày, trong mắt ngập tràn vẻ chán ghét. Sao anh lại tới đây? Tôi tới, tất nhiên là vì công việc rồi. Đồng Ngọc Thụ cười ha ha nói nghe nói tổng giám đốc liễu đang thiếu nam diễn viên, tôi tự mình đề cử, hơn nữa còn không cần một đồng thù lao nào. Sắc mặt Huỳnh Thăng Phát vô cùng khó coi, không lên tiếng. Mà ánh mắt của đồng ngọc thụ liên tục đảo qua đảo lại trên người cô ta và liễu phi tuyết. Cảnh hôn sửa thành cảnh giường chiếu, hơn nữa lại còn có nữ tổng giám đốc, băng lãnh, làm khách mời tham gia diễn xuất. Anh ta là nam chính duy nhất, thật sự diễm phúc không cạn. Tuy nhiên, anh ta vừa mới dứt lời, thì có một giọng nói hở hững vang lên. Ngại quá, anh đến muộn, vai nam chính đã có người rồi. Lời này vừa được thốt ra, ngoài liễu phi tuyết ra thì vẻ mặt tất cả mọi người có mặt ở đó đều thay đổi. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía huỳnh nhân. Người sau chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt đồng ngọc thụ rồi nói. Hơn nữa còn xóa hết toàn bộ cảnh hôn của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng nhìn huỳnh nhân. Nếu không phải là vừa rồi anh nói chuyện, thì họ còn tưởng rằng anh là người vô hình đấy. Ngay sau đó, Huỳnh Thăng phát tỉnh táo lại, nhìn Huỳnh Nhân đầy biết ơn. Liễu Phi Tuyết cũng mỉm cười với ý vị sâu xa. Mà từ lượng cùng đồng ngọc thụ lại hoàn toàn xa sầm mặt mày. Anh là ai thế hả? Đây là chỗ cho anh lên tiếng hả? Cút ra ngoài cho tôi. Khóe miệng Huỳnh Nhân nở một nụ cười diễu cợt. Tôi là ai anh không xứng để biết, anh còn chưa đủ tư cách để diễn quảng cáo lần này nhưng lúc anh nói ra câu này đuôi mắt ngó sang liễu phi tuyết phát hiện vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cô đã biến mất quả nhiên vì trả thù việc tối qua mình trò chuyện đêm khuya với thiểu gia nguyệt nên cô mới đồng ý tham gia đóng quảng cáo cô đã đoán được anh nhất định không nhịn nổi mà ra mặt đồng ngọc thụ lập tức nổi giận nhìn từ lượng đây rốt cuộc là có chuyện gì từ lượng không chỉ là người đại diện của huỳnh thăng phát mà đồng thời cũng là người đại diện của anh ta nên tất nhiên anh ta càng tức hơn. Nhưng Từ Lượng lại không nổi nóng, mà chậm rãi đi đến bên cạnh Huỳnh Nhân, rồi đè thấp giọng nói. "Tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi khuyên anh đừng có xen vào chuyện người khác. Đừng để mất mạng còn không biết." Cậu ta tưởng rằng Huỳnh Nhân sẽ sợ hãi vì điều này, ai dè anh lại như thể nghe thấy chuyện cười gì đó. Anh cũng nhỏ giọng nói với vẻ mặt trêu đùa. "Trở về nói với Hào Tinh Húc rằng" Yên phận một chút thì nhà họ Hào vẫn còn có thể sống thêm mấy ngày. Nhớ hôm nào tôi mất kiên nhẫn, tới cửa nhà họ một chuyến thì sự việc đã không có kết cục tốt như vậy đâu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Anh vừa thốt ra những lời này, con người của Từ Lượng lập tức mở lớn, bỗng sợ hãi nhìn về phía huynh nhân. Anh lại quen biết với ông chủ lớn. Nhưng ngay sau đó, ý tưởng này đã bị cậu ta vứt bỏ, cười chế giễu một tiếng. Anh tưởng rằng nghe được tên của ông chủ lớn ở đâu đó thì có thể cáo mượn oai hùng hả? Ông Hào đường đường là gia chủ nhà họ Hào, há phải loại người vô danh tiểu tốt như anh có thể gặp chứ? Huỳnh Nhân cũng không tức giận, khẽ ôm lấy đầu từ lược, giọng nói lạnh lẽo. Anh cũng giúp tôi chuyển hộ một câu với đồng ngọc thụ gì kia rằng, nhà họ Thiều đã bị tiêu diệt rồi, nhà họ Đồng cũng phải cẩn thận một chút. Thình thịch, nếu câu nói phía trước chỉ khiến từ lượng hoảng sợ, thì đến câu nói thứ hai đã hoàn toàn dọa anh ta hồn bay phách lạc hai chân trực tiếp mềm nhún, chật vật ngã ngồi trên đất. Đồng Ngọc Thụ là thành viên nhà họ Đồng, bí mật này chỉ có anh ta và Hào Tinh Húc biết thôi. Sao tên nhóc này lại biết được? Còn có nhà họ Thiều. Nhà họ Thiều là một trong bốn nhà giàu lớn, sao có thể bị tiêu diệt chứ? Lúc này, Đồng Ngọc Thụ xảy bước đi tới bên cạnh từ lược. Anh lược, anh làm sao thế? Mau giúp tôi đánh anh ta đi. Đi mau. Từ lượng túm lấy cánh tay của Đồng Ngọc Thụ, nhấc chân lên chạy như chuột thấy mèo. Nhìn thấy hai người chạy trốn như con chuột cục đuôi, Huỳnh Thăng phát mở to mắt. Một giây trước, đồng ngọc thụ còn vinh váo ngông cuồng, sau giây sau đã chạy trốn rồi. Cô ta nhìn về phía Huỳnh Nhân, tò mò hỏi. Anh nói gì với họ thế? Huỳnh Nhân lắc đầu mỉm cười. Bí mật, chương 164, mục tiêu là tiểu như. Từ lượng dẫn theo đồng ngọc thụ chạy trốn khỏi tòa nhà quốc tế như chạy nạn, trở về công ty giải trí huy hoàng với tốc độ nhanh nhất. Sao họ lại trở về nhanh như vậy nhỉ? Hào Tinh Húc tò mò hỏi. Từ lượng không hề giấu giếm nói cho Hào Tinh Húc một tin vui và một tin xấu. Ông ta nghe xong cũng ngây người, vẻ mặt kinh ngạc. Cậu chắc chắn mình không hề nghe nhầm chứ? Hoàn toàn chính xác. Vẻ mặt từ lượng nặng nề. Người thanh niên đó thật sự đã biết được thân phận của Ngọc Thụ. Thật không ngờ, Chúng ta đã thực hiện các biện pháp bảo mật tốt như vậy, thế mà vẫn bị anh ta nhìn ra. Biểu cảm của Hào Tinh Húc cũng trở nên nghiêm túc, ông ta sờ cầm, đi qua đi lại trước bàn làm việc. Đồng Ngọc Thụ trầm ngâm dây lát rồi nói, liệu có phải mèo mù với được cá rán, vừa hay tên khốn đó đoán chúng. Vừa nghĩ tới vai nam chính của mình bị huỳnh nhân cướp đi, anh ta tức đến ngứa răng. Anh mến mộ huỳnh thăng phát không phải ngày một ngày hai, khó khăn lắm mới có cơ hội gần quan được ban lộc thì cứ thế bị cướp mất. Không thể nào. Hào Tinh Húc xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu anh ta đã nói rằng cậu là người nhà họ đồng, thì chứng tỏ anh ta hoàn toàn không sợ trả thù. Từ lượng không nhịn được xen lời, chủ tịch, rốt cuộc huỳnh nhân kia là ai thế? Tại sao ngay cả nhà họ đồng một trong bốn nhà giàu lớn của Minh Châu cũng không thèm đặt vào mắt? Còn có, nhà họ thiều thật sự đã bị tiêu diệt rồi ư? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hào Tinh hút không trả lời câu hỏi này. Không phải ông ta không muốn trả lời, mà là không thể nói. Buổi tối hôm nhà họ Thiều bị diệt, ông ta cũng có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến cảnh tượng xe bọc thép kéo tới như lũ, cùng với hình ảnh tất cả người nhà họ Thiều bị bắt đi, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ai cũng không rõ tại sao người của quân khu sẽ đột xuất tới kiểm tra. Người biết được thân phận thật sự của Huỳnh Nhân, e rằng chỉ có một mình Thiều Hải Hà đáng tiếc là anh ta đã trở thành người thực vật. Vốn còn muốn để Liễu Phi Tuyết phải khổ sổ một chút, nhưng nếu Huỳnh Nhân có mặt tại đó, vậy thì chuyện này thôi đi, đừng nhắc lại nữa. Hào Tinh Húc trầm giọng lên tiếng. Hơn nữa, từ nay về sau tất cả người nhà họ Hào đều không được chọc tới Huỳnh Nhân. Ngoài ra, tận lực dốc hết tài nguyên trên tay cho Huỳnh Thăng Phát. Chủ tịch, lẽ nào cứ để yên như vậy ư? Đồng Ngọc Thụ không cam lòng. Tất nhiên là không, trong mắt hào tinh hút thoáng hiện vẻ độc ác chỉ dựa vào nhà họ hào tôi chắc chắn không làm được gì chỉ khi mượn sức nhà họ đồng mới có cơ hội đối phó với tên huỳnh nhân kia tôi nghe nói dự án xây dựng thành phố mà trước kia tất cả các doanh nghiệp và gia tộc đều nhớ thương đã rơi vào trong tay tập đoàn lệ tinh đúng vậy đồng ngọc thụ gật đầu nói tôi cũng nghe ông nội từng nhắc tới chuyện này ông ấy còn buồn bực một thời gian vì chuyện này nhà họ đồng chỉ phụ trách cải tạo thượng nguồn của sông minh châu vốn định một hơi giành được kế hoạch sửa chữa hạ lưu vào trong tay ai dè lại bị tập đoàn lệ tinh nhanh chân chiếm mất ông cụ đồng thật sự rất phiền muộn hả nào có thể là giả chứ còn suýt nữa không nuốt nổi cơm như vậy vừa hay đây có lẽ trở thành điểm đột phá của chúng ta hào tinh húc tự lẩm bẩm một mình còn có huỳnh thăng phát tôi có dự cảm cô ta cũng là nhân vật mấu chốt để lật đổ tập đoàn lệ tinh bởi vì Liễu Phi Tuyết đã đưa ra quyết định cuối cùng, nên Huỳnh Nhân sẽ đóng vai nam chính. Còn cô không chỉ sẽ diễn vai khách mời mà còn đưa Tiểu Như cùng xuất hiện trong cảnh quay. Tuy rằng Huỳnh Thăng Phát không biết tại sao Liễu Phi Tuyết sẽ quyết định như vậy. Nhưng cô ta cũng không hỏi nhiều, sau khi xác định được ngày bấm máy thì rời đi. Trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, chỉ còn lại hai người Huỳnh Nhân cùng Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết gõ bàn phím, lạch cạch, Huỳnh Nhân cũng chỉ im lặng ngồi trên sofa bầu không khí có vẻ hơi một ngạt. Cuối cùng, Liễu Phi Tuyết dừng những ngón tay linh hoạt lại, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Huỳnh Nhân. Có phải anh rất tức giận đúng không? Huỳnh Nhân cười khổ một tiếng. Không tức, chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên và tò mò. Không nghĩ tới em cũng sẽ dở tính giống như những người phụ nữ bình thường. Biểu cảm của Liễu Phi Tuyết vẫn bình thản như cũ. Em là phụ nữ chứ không phải nữ thần. Huỳnh Nhân như thể nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khó hiểu nhưng lần trước chẳng phải em còn nói phụ nữ bên cạnh anh nhiều lên cũng tốt đấy thôi bốp liễu phi tuyết lập tức dừng công việc trong tay lại lạnh lùng nói em có thể không để ý tới mấy cô oanh oanh yến yến bình thường nhưng em cũng không rộng rãi đến mức để anh đi gặp vợ cũ trước đây của mình huỳnh nhân thở dài quả nhiên là vì chuyện của thiều gia nguyệt tuy rằng huỳnh nhân không biết làm sao liễu phi tuyết điều tra ra được nhưng anh cũng biết với thân phận là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, cô nhất định có cách vào mối quan hệ riêng của mình. Nhìn thấy Huỳnh Nhân im lặng, biểu cảm của Liễu Phi Tuyết dịu đi đôi chút, cô lại nói: "Em cũng hiểu đôi chút về chuyện giữa anh và cô ta. Nếu như không có cô ta thì 5 năm, năm trước chúng ta cũng sẽ không gặp nhau." Huỳnh Nhân hơi suy tư rồi chậm rãi nói: "Đúng vậy, nếu không có cô ta, chúng ta sẽ không gặp nhau." Thật ra hẳn nên nói câu này là nếu không có đám người mặc áo đen kia họ cũng sẽ không gặp nhau bởi vì đám người bắt cóc kia hoàn toàn không phải do thiều gia nguyệt sai khiến cách xa cô ta một chút cô ta rất nguy hiểm liễu phi tuyết hờ hững nói hình như em rất hiểu cô ta nhỉ huỳnh nhân đột nhiên nghi ngờ hỏi không chỉ lần này còn có trước đây mỗi khi nhắc tới thiều gia nguyệt biểu cảm của liễu phi tuyết cũng vô cùng vi diệu anh chỉ thấy cô nói đầy sâu xa Cô ta là bạn cùng lớp đại học với em, cũng là đối thủ cạnh tranh của em." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Sau khi rời khỏi tòa nhà quốc tế, trong lòng Huỳnh Nhân thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Anh không nghĩ tới, Liễu Phi Tuyết và Thiều Gia Nguyệt sẽ có mối quan hệ như vậy. Người xuất sắc sẽ luôn coi người càng ưu tú hơn làm đối thủ. Cả hai người cùng tốt nghiệp trường đại học Cambridge của anh, là hai cô gái phương Đông duy nhất được bầu chọn làm hoa hậu giảng đường trăm năm từ lúc trường được thành lập đến nay sau khi tốt nghiệp họ lại vào thực tập ở phố thương mại uôn cả hai đều thể hiện tài năng kinh doanh và đầu tư cực kỳ tuyệt vời nhưng từ đầu đến cuối liễu phi tuyết đều áp đảo thiều gia nguyệt vẫn luôn như vậy tới tận bây giờ thiều gia nguyệt kế thừa công ty của gia tộc còn liễu phi tuyết lại tay trắng khởi nghiệp ai mạnh ai yếu vừa nhìn là biết ngay không hổ là người phụ nữ của mình huỳnh nhân nghĩ tới đây cũng mỉm cười vui vẻ. Lúc đến gần trường mầm non Kaiser, Lưu An dừng xe lại. Chiếc Rolls-Royce quá bắt mắt, cho nên Lưu An nghe theo đề nghị của Huỳnh Nhân, lại mua một chiếc Magotan màu đen khiêm tốn. "Ba ơi." Không lâu sau, Tiểu Như đã chạy ra từ trong trường mầm non, nhìn thấy Huỳnh Nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. "Nào, ba đưa con về nhà." Hai người đứng hai bên đường, Huỳnh Nhân cũng không đi qua mà ngồi xổm xuống, giang đôi tay ra chờ tiểu như chạy tới phút phút đúng lúc này một chiếc xe hammer như thú giữ liên tục bấm còi trực tiếp lao thẳng tới đây mắt thấy chiếc xe hammer kia sắp đụng phải tiểu như nhưng không hề có dấu hiệu giảm tốc độ như cũ tiểu như nhìn thấy cảnh tượng kinh hồn này huỳnh nhân co rụt mắt lại dốc hết sức lực toàn thân hét lên mà dường như tiểu như cũng cảm nhận được bất giác quay đầu nhìn nhưng trong mắt lại phản chiếu một bóng đen khổng lồ. Cô bé lập tức dừng lại, ngơ ngác đứng giữa đường, nhìn chiếc xe Hammer điên lao vun vút về phía mình. chương 165, Tôn Minh Đào. Phút, 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 bóng đen giống như quái vật khổng lồ, bao trùm lấy tiểu như vẫn đang ngây dại. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 5 mét. Thậm chí tiểu như có thể cảm nhận được cơn cuồng phong như chiếc Hammer đang giết gào lao tới, thổi sát khuôn mặt. Cô bé nhắm mắt lại theo bản năng. Đột nhiên, mũi chân cô bé rời khỏi mặt đất, cả người như thể bay lên. Tiểu như bất giác mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một bờ vai dày rộng có lực, còn chính mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp. Ba, tiểu như kích động kêu lên, ôm chặt lấy lồng ngực của huỳnh nhân. Huỳnh nhân cách không nhảy vọt, ôm lấy tiểu như xoay chuyển trong không trung, sau đó đáp xuống đất. Cả quá trình chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, ngay cả Lưu An cũng lập tức thoát tim. Tít, chiếc hammer kia thắng gấp bánh xe cọ sát mạnh với mặt đất vẽ ra mấy dấu vết thật sâu lúc này mới từ từ dừng lại lúc này một người thanh niên nhảy xuống xe có ba tên vệ sĩ đi theo phía sau hung hùng hổ hổ bước tới chỗ huỳnh nhân con cái nhà ai qua đường không mà không chịu nhìn thế hả vội đi đầu thai hả tuy nhiên huỳnh nhân không hề để ý tới anh ta chỉ cực kỳ lo lắng kiểm tra tiểu như có bị thương hay không tiểu như gắng hết sức đè nén nỗi sợ hãi trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch gượng cười. Ba ơi, con không sao. Tiểu Như, xin lỗi con, vừa rồi ba nên qua đó. Nhìn thấy con gái bị dọa sợ, trong lòng Huỳnh Nhân vô cùng áy náy, anh giao cô bé cho Lưu An. Dẫn con bé đi mua chút đồ ăn. Lưu An biết Huỳnh Nhân muốn làm gì, mau chóng ôm Tiểu Như rời xa. Cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để cho trẻ em nhìn thấy. Ánh mắt nhìn theo Tiểu Như dần rời xa, Biểu cảm trên khuôn mặt Huỳnh Nhân dần biến mất, mà thay vào đó là một sát ý âm trầm đến tột độ. Anh chậm rãi đi tới chỗ người thanh niên vừa nãy. "Tao hỏi mày đấy, đứa trẻ vừa rồi là con mày hả?" Người thanh niên còn không biết ngày chết của mình sắp tới, vẫn ngông nghênh chửi mắng. "Tao đã bấm còi rồi, mà nó vẫn làm như không nhìn thấy chạy qua, bị đâm chết cũng đáng đời." Bộp. Giọng nói bỗng nhiên dừng lại, Huỳnh Nhân nện một đấm lên mặt anh ta huynh nhân dồn hết lửa giận vào một đấm này, khuôn mặt của người thanh niên máu me be bét, tiếng sống mũi bị gãy vang lên. Cơ thể anh ta cũng vang ra xa như diều đứt dây. Cậu chủ, ba tên vệ sĩ thấy vậy, vội vàng chạy tới bên cạnh người thanh niên, đỡ anh ta dậy. Anh ta đau đến mức che mũi, chật vật bò dậy khỏi mặt đất. Nó lại dám đánh tao, chúng mày còn ngây ra đó làm gì, tất cả lên hết cho tao. Ánh mắt của ba tên vệ sĩ lập tức trở nên lạnh lẽo, xông tới chỗ huỳnh nhân với tư thế bao vây bọc đánh. Chỉ thấy huỳnh nhân đứng thẳng người, dẫm mạnh một chân xuống đất. Ầm. Uhm, đường cái trải nhựa lập tức rạn nứt, sụp xuống. "Tao chỉ muốn lấy mạng anh ta, ai dám tiến lên thì cùng chết với nó." Giọng nói lạnh nhạt vang vọng, thế nhưng ba tên vệ sĩ không một ai dám tiến lên trước. "Mày, mày." Người thanh niên khiếp sợ mở to mắt, không nghĩ tới người đàn ông này lại có sức mạnh như này nhưng anh ta có chỗ dựa nên không sợ hãi nói. Mày biết tao là ai không? Tao là Tôn Minh Đào, là người của nhà họ Tôn đấy. Ồ, nghe thấy mấy chữ này, Huỳnh Nhân cũng chỉ mỉm cười rạng rỡ Tôn Tuyết và Tôn Du Phong có quan hệ gì với mày? Mấy ngày trước, trong bữa tiệc của nhà họ Thiều, anh chưa từng gặp người này trong số các thành viên của nhà họ Tôn. Tôn Minh Đào sướng sờ một lát, liếc nhìn Huỳnh Nhân nhiều hơn mấy cái. Không nghĩ tới, anh lại quen biết ba và chị gái mình lẽ nào là người quen của ba và chị ư vì thế anh ta nói mày đừng tưởng quen biết với ba và chị gái tao thì có thể không sao tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha mày đánh tao như thế nào thì tao cũng phải trả lại như thế nụ cười trên gương mặt huỳnh nhân càng đậm hơn vốn tao cũng khinh thường đối phó với gia tộc hạng hai như nhà họ tôn chúng mày nhưng chúng mày lại cố tình có mắt như mù nhất định phải chọc giận tao mặt của chị gái mày đã bị hỏng rồi đây chỉ là một lời cảnh cáo còn về phần mày đâm tao cũng được nhưng mày lại suýt chút nữa đụng đến con gái tao hôm nay dù ông trời có đến thì cũng không cứu được mày đâu gì cơ chính mày hủy hoại mặt chị tao nghe huỳnh nhân nói xong cả người tôn minh đào run lên dữ dội nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ anh ta đã nhìn thấy gương mặt kia của tôn tuyết máu tươi đầm đìa vết thương chằng chịt trên mặt thậm chí những đường nét đều trở nên mơ hồ đến tận bây giờ vẫn còn đang cứu chữa trong bệnh viện anh ta không nghĩ tới người trước mắt này lại chính là đầu sỏ gây tội huỳnh nhân lạnh lùng nhìn anh ta ánh mắt như đang xem một xác chết không còn sức sống sau đó anh chậm rãi sải bước đi tới chỗ người nọ tôn minh đào bị dọa giật mình đột nhiên tức giận hét lên với ba tên vệ sĩ chúng mày mau xông lên ba tên vệ sĩ căng ra đầu xông về phía huỳnh nhân anh tung một cú đá thật mạnh, lập tức hất văng tên vệ sĩ tiến lên đầu tiên ra 5-6 mét. Cùng lúc đó, anh bất ngờ duỗi tay ra, túm lấy cổ tên vệ sĩ thứ hai, nhấc cả người gã ta lên cao rồi ném lên người tên còn lại. Chỉ mới một hiệp, mà tất cả vệ sĩ của Tôn Minh Đào đều bị hạ gục. Anh ta lập tức không dám tin mở to mắt. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân lại không tiếp tục bước tới, mà nhìn chằm chằm anh ta rồi nói: "Mày nói rất đúng, tội chết có thể miễn." nhưng tội sống khó tha. Nói xong, Huỳnh Nhân xoay người ngồi lên chiếc Magotan, chậm rãi khởi động xe. Rùm bốn bánh xe nhanh chóng xoay tròn, cọ sát lên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Nhìn từ tốc độ vận chuyển của động cơ, anh đã dẫm chân ga hết cỡ, tốc độ vượt quá 200 km h Nhưng xe vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng qua thân xe rung lên dữ dội, như thể một quả bom C4 sắp kích nổ. Huỳnh Nhân ngồi trên vị trí ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng, nhìn Tôn Minh Đào với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thân xe rung lên, dường như Tôn Minh Đào cũng đã hiểu ra gì đó, con người có rút, sợ hãi hét trói tai. Mày, mày muốn làm gì? Đây là nhà trẻ đấy. Mà sự ẩm ý nơi này cũng thu hút rất nhiều phụ huynh đang đón con ở cổng nhà trẻ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía chiếc xe Magotan cũng như Huỳnh Nhân đang ngồi trong xe. Huỳnh Nhân cười chế giễu một tiếng, mày cũng biết nơi này là nhà trẻ à? Sao vừa rồi mày muốn lái xe đụng vào con gái tao lại không nhớ đây là nhà trẻ thế? Cùng với giọng nói lạnh lùng đến tột cùng, Huỳnh Nhân đột một thả phanh xe ra. Chiếc xe giống như tia chớp, bởi vì vừa nãy anh vẫn luôn gạt phanh tay, cho nên lực cản trở của bánh xe càng lớn. Bây giờ phanh tay đã được kéo xuống, chiếc xe đã không còn bất cứ trở ngại nào, bốn bánh chuyển động cực nhanh, thậm chí còn cọ ra tia lửa bắt mắt những người xem xung quanh cũng không khỏi che miệng lại, như thể đã đoán được tai nạn xe sắp xảy ra. Cứu tôi với! Tôn Minh Đào có rụt con ngươi, không hề nghĩ ngợi, dùng cả chân tay ra sức bò trên đất như chó. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn bị rút ngắn trong nháy mắt. Huỳnh Nhân lái chiếc Magotan, tốc độ xe bay vọt lên hơn 200 km h phản chiếu rõ ràng trong mắt Tôn Minh Đào. Bốn chiếc bánh xe lớn như lưỡi hái lấy mạng, tuyên án tử hình với anh ta. Cả người Tôn Minh Đào nằm trên đất, ôm chặt lấy đầu mình, co rúm người người lại. Cơ thể Tôn Minh Đào run bần bật, giây phút này, rất nhiều suy nghĩ chợt thoáng hiện trong đầu. Anh ta là cậu cả của nhà họ Tôn, tiền tiêu không hết, anh ta còn chưa lấy vợ sinh con hay kế thừa nhà họ. Nhưng một lúc lâu sau, cơn đau dữ dội như trong tưởng tượng lại không rơi xuống đầu mình. Tôn Minh Đào không nhịn được mở mắt ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc anh ta mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng cả đời này không thể xóa bỏ. Bánh xe cực lớn đã dừng ở vị trí cách mình chưa đầy một cm. Nếu nó lại tiến thêm một chút thì có thể nghiền nát đầu anh ta. Audio điện tử võ tấn bền chương 166, hai lựa chọn. Động cơ xoay chuyển tới cực hạn, thân xe nóng lên, bánh xe đã long ra, còn tỏa ra mùi cháy khét. Tất cả mọi chuyện tạo thành đà kích thật lớn đánh mạnh vào tâm lý của Tôn Minh Đào. Anh ta hoảng sợ mở to hai mắt, vừa kích động, đúng quần đã chảy ra một bãi màu vàng. Vậy mà lại trực tiếp bị dọa tè ra quần. Mà những đứa trẻ cùng phụ huynh ở trước cổng trường mẫu giáo cũng lần lượt chết lặng. Theo lý mà nói, chiếc xe sẽ không thể nào phanh kịp với khoảng cách ngắn cùng với tốc độ nhanh như vậy. Nhưng người đàn ông này lại trực tiếp điều khiển tốc độ xe lên đến cực hạn, chứng tỏ rằng kỹ thuật lái xe của anh đã đạt tới trình độ biến hóa khôn lường. Dường như chú ý tới ánh mắt xung quanh, Huỳnh Nhân hờ hững liếc qua, ngay lập tức các vị phụ huynh kia lần lượt dẫn con rời khỏi. Chưa đến một phút, cổng nhà trẻ đã vắng bóng người. Huỳnh Nhân xuống xe, từ trên cao nhìn xuống tôn Minh Đào. Cuối cùng, tôn Minh Đào cũng phản ứng lại, anh ta vội vàng bò lăn ra khỏi gần xe, định bò đi. Nhưng anh ta mới bò được một mét, thì một bàn chân dẫm xuống sống lưng. Đừng, đừng giết tôi! Tôn Minh Đào sợ tới mức cả người run rẩy ngay cả sức lực bò tiếp cũng hết sạch hai tia sáng sắc lạnh bắn ra từ trong mắt huỳnh nhân vừa rồi chỉ là cảnh cáo nói ra tại sao muốn ra tay với con gái tao thì tao sẽ tha mạng cho mày tôi tôi chỉ vừa khéo đi ngang qua tôn minh đào ngẩng đầu nhìn huỳnh nhân lắp ba lắp bắp nói ánh mắt huỳnh nhân trở nên lạnh lùng một lần nữa lên xe rồi nhanh chóng quay xe sau đó giẫm chân ga nhắm thẳng vào tôn minh đào răng rác chỉ nghe thấy một tiếng động giòn tan khiến toàn thân ớn lạnh vang lên một chân của tôn minh đào đã bị bánh xe nghiền gãy a à, anh ta cũng phát ra tiếng thét thảm thiết xé ruột xé gan cả người co giật trên trán chảy đầy mồ hôi to như hạt đậu huỳnh nhân hạ kính xe xuống nhìn tôn minh đào bị đè dưới gầm xe rồi nói tao không có nhiều kiên nhẫn như vậy nếu mày lại nói dối hoặc không nói thì tao sẽ nghiền nốt cái chân còn lại của mày ánh mắt tôn minh đào giấy ruộng một chút, nhưng vẫn im lặng như cũ. Trong lúc anh ta im lặng, Huỳnh Nhân xoay chuyển tay lái, bánh xe đang đè lên chân trái của tôn minh đào lắc sang trái rồi lại sang phải. Răng rắc, răng rắc. Vì thế, xương cốt vốn đã vỡ vụn, càng bị nghiền nát hoàn toàn. Tôn minh đào đau đến mức trực tiếp vỗ đất. Tôi nói, tôi nói. Lúc này Huỳnh Nhân mới dừng lại, bình tĩnh nhìn anh ta. Là ba tôi kêu tôi làm vậy. Tôn Minh Đào nói chuyện đều phải hút khí lạnh. Anh hủy hoại khuôn mặt của chị tôi như vậy, tức là đã hủy cả đời chị ấy. Ông ấy cũng muốn anh nếm thử tư vị này. Anh ta dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Ông ấy nghe ngóng biết được anh đã kết hôn, còn có một cô con gái đang học mẫu giáo, cho nên. Kêu tôi đi đâm con gái anh, không cần đâm chết, chỉ cần đụng thành tàn phế là được. ầm, um, giây phút lời này vừa thốt ra, trên người huỳnh nhân đột nhiên toát ra sự lạnh lẽo âm u, giọng nói càng thêm giá buốt tận xương. Tiểu như nó mới 5 tuổi, còn là một đứa trẻ. Mà mày lại nhẫn tâm ra tay với một đứa bé như vậy, đúng là táng tận lương tâm. Táng tận lương tâm, đối mặt với sát ý của huỳnh nhân, cũng không biết tôn minh đào lấy đâu ra dũng khí, cười diếu cợt một tiếng. Anh hủy hoại mặt chị tôi như vậy, sao không cảm thấy táng tận lương tâm hả? Lấy gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng mà thôi. Mày tự mình hỏi tôn tuyết xem, cô ta đã làm những chuyện độc ác gì? Vẻ mặt Huỳnh Nhân bình thản nói. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta gieo gió gặt bão. Nếu đã như vậy, những gì nhà họ tôn chúng tôi làm cũng chẳng đáng trách, chỉ có điều thất bại mà thôi. Cũng không biết là đau nhức hay do căm phẫn, tôn minh đào mặt mày dữ tợn. Một lần thất bại thì vẫn còn lần thứ hai, lần thứ hai không được thì làm tiếp. Tương lai còn dài, chắc chắn một ngày nào đó, anh sẽ phải hối hận vì điều này huỳnh nhân lắc đầu nhìn tôn minh đào với ánh mắt thản nhiên mày sai rồi tao làm việc chưa từng để lại hậu họa nếu đã bị tao phát hiện thì nhà họ tôn cũng không cần phải tồn tại nữa cạch anh nói xong lùi xe quay lại sau đó nhắm thẳng vào chân phải của tôn minh đào nghiền qua răng rác xương cốt chân phải của tôn minh đào cũng bị nghiền nát theo đó nếu chúng mày đã muốn đâm con gái tao tàn phế thì tao sẽ để mày trở thành kẻ tàn tật trước huỳnh nhân lạnh lùng liếc nhìn tôn minh đào đã ngất xỉu vì đau đớn ánh mắt bình thản như đã mất nhân tính ba ơi đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng gọi vui vẻ vẻ lạnh lùng trong mắt huỳnh nhân nháy mắt rút đi thay vào đó là ý cười dịu dàng anh quay đầu nhìn chỉ thấy tiểu như dắt tay lưu an nhanh chóng chạy tới chỗ mình trong tay cầm một que kẹo bông gòn sặc sỡ trên đầu đội cặp trang sức sừng hưu trông cô bé giống như thiếu nữ tuần lộc cực kỳ đáng yêu. Lưu An cũng đeo một cặp sừng hươu trong đầu, trông kích cỡ to nhỏ hẳn là cùng một bộ, chỉ có điều vẻ mặt cô ta cực kỳ mất tự nhiên. Có vẻ như, vừa rồi dẫn cô bé đi một lát, Lưu An cũng bị tiểu như, lăn lộn, không ít. Huỳnh nhân ôm tiểu như vào trong lòng, lại quay đầu nhìn Lưu An, đột nhiên lên tiếng. Thật ra, thứ này khá hợp với cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lưu An bất giác sờ sừng hươu trên đầu, trực tiếp đỏ bừng mặt ba ơi, tiếp theo chúng ta đi đâu thế? Trẻ con tính hay quên, chui tâm vào lòng huỳnh nhân rồi mở miệng hỏi. Ba đưa con đi tham quan, vườn bách thú. Huỳnh nhân yêu chiều sờ đầu tiểu như, tận sâu trong đáy mắt lại là tia sáng lạnh lùng khiếp người. Tới nhà họ tôn. Vâng, nhớ tới vừa rồi tiểu như suýt chút nữa bị xe đụng, vẻ mặt lưu an cũng trở lên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, tại nhà họ tôn. Tuy rằng, nhà họ Tôn là gia tộc hạng 2 ở Minh Châu, nhưng cũng có trang viên biệt thự riêng. Lúc này, tất cả con cháu dòng chính nhà họ Tôn đang vây xung quanh một chiếc giường bệnh trắng tinh. Một người phụ nữ dựa vào trong lòng Tôn Du Phong gia chủ của nhà họ, giọng nói trầm thấp oán độc. Con muốn anh ta chết, con muốn anh ta phải chết. Nếu đứng gần, sẽ phát hiện cả đầu cô ta bị quấn bởi gạc trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt, trông giống một xác ướp dữ tợn đáng sợ người hủy hoại khuôn mặt của cô ta không phải là Huỳnh Nhân, mà là Lưu An. Nhưng Tôn Tuyết lại tính món nợ này lên người anh. Tôn Du Phong vội vàng nói: "Tôn Tuyết, con yên tâm, ba đã kêu Minh Đào ra tay với con gái anh ta rồi. Ba sẽ để nó nếm thử tư vị mất đi con gái của mình." Ầm. Um, ông ta vừa mới dứt lời, bên ngoài trang viên nhà họ Tôn lại truyền tới một tiếng nổ vang trời. Tất cả mọi người vừa nhìn qua cửa sổ, lập tức hai mắt trợn tròn một chiếc xe magotan màu đen xông thẳng đâm tới cánh cổng lớn của trang viên như thể tờ giấy bị hất văng kẻ nào vậy tôn du phong tức giận tuy rằng nhà họ tôn không phải là gia tộc đứng đầu minh châu nhưng cũng là không để kẻ nào tùy ý nắn bóp ông ta dẫn theo người xông ra chỉ thấy cửa xe mở ra một đôi nam nữ với ánh mắt lạnh lùng đi xuống xe trong tay người đàn ông vẫn đang dắt một cô bé mềm mại trắng nõn đập vào trong mắt những người có mặt ở đây lại vô cùng hài hòa. Tiểu Như, chờ một lát nhé. Huỳnh Nhân dịu dàng nói với Tiểu Như, sau đó chậm rãi quay đầu. Trong nháy mắt, sát khí vô tận bắn ra từ trong mắt anh, giọng nói bút giá đến tận xương của Huỳnh Nhân vang vọng khắp sân lớn của nhà họ Tôn. Tất cả mọi người nhà họ Tôn, một là thần phục, hai là... Chết, chương 167, như thấy người thật. Chờ đến khi thấy rõ người tới, tất cả mọi người nhà họ tôn đều hốt hoảng biến sắc. Huỳnh nhân cười mỉa mai một tiếng nói. Hình như ông rất hy vọng con gái tôi xảy ra chuyện nhỉ. Tất cả người nhà họ tôn đưa mắt nhìn nhau, gia chủ đã cử tôn minh đào đi đâm con gái anh. Theo lý mà nói, hẳn là con gái anh đã bị đụng tàn phế rồi mới đúng. Sao tiểu như vẫn bình yên vô sự thế? Nhất thời, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác lo lắng. Đột nhiên, dường như tôn du phong nghĩ tới điều gì, co rụt con ngươi lại, tức giận nhìn Huỳnh Nhân rồi quát lên. Minh Đào đâu rồi? Người đi đâm xe vẫn chưa trở lại thì người bị đụng lại tìm đến tận cửa. Điều này khiến trong lòng Tôn Du Phong cực kỳ không yên. Ánh mắt Huỳnh Nhân bình tĩnh lướt qua xung quanh, ngay sau đó anh nhìn sang Lưu An. Trả lại đứa con trai cho ông ta đi. Vâng. Khóe miệng Lưu An cũng khẽ cong lên, liếc mắt xíu cợt họ. Sau đó cô ta mở cốp xe ra, ném tôn minh đào không thể động đậy giống như chó chết xuống trước mặt tôn du phong. Con chó già, con trai ông ở đây. Trong thoáng chốc, bầu không khí trong trang viên của nhà họ tôn trở nên im ắng chết chóc. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn tôn minh đào chật vật bò trên đất, bất giác che miệng lại. Lúc này, một tiếng kêu chói tai xé gan xé ruột vang lên. Minh đào. Một người phụ nữ xinh đẹp liều mạng chạy tới bên cạnh Minh Đào, ôm anh ta lên, nước mắt giản ruộng. Sao chân con lại thế này? Mẹ. Tôn Minh Đào cũng đỏ bừng hai mắt, ôm chặt lấy người phụ nữ xinh đẹp kia. Giọng nói khàn đặc và đau đớn. Chân con bị bánh xe nghiền nát rồi. Ầm. Uhm, anh ta vừa thốt ra lời này, tất cả người nhà họ Tôn kể cả Tôn Du Phong đều lộ ra dáng vẻ như bị sét đánh trúng, lảo đảo sắp ngã. Rõ ràng Tôn Minh Đào là kẻ đi đụng người ta, sao lại bị xe nghiền thế? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia vừa nghe thấy lời này, càng không chịu nổi đả kích. Hai mắt tối đen, trực tiếp ngất xỉu. Mau đưa bà ấy về phòng. Tôn Du Phong vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, mở miệng nói. Cả nhà họ tôn dối như tơ vò, nhưng ánh mắt huỳnh nhân vẫn lạnh lùng như cũ. Đối mặt với kẻ địch, anh không hề mềm lòng. Vẻ mặt Tôn Du Phong ngập tràn giận dữ, nhìn huỳnh nhân rồi quát lên. Suốt cuộc cậu đã làm gì minh đào thế? anh ta muốn ra tay với con gái của tôi, thì dĩ nhiên tôi sẽ không để anh ta được sống tử tế. Đôi mắt huỳnh nhân rất bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng cua nói. Không giết chết anh ta là tôi đã rất tử bi rồi. Cậu, Tôn Du Phong tức giận không thôi, nhưng vừa nhìn thấy Lưu An đang đứng sau anh, ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba, có chuyện gì thế? Lúc này, trong phòng truyền tới tiếng một người phụ nữ. Tôn Tuyết đi ra với khuôn mặt quấy đầy băng gạc thật dày. Giây phút trông thấy Huỳnh Nhân, cô ta lập tức thét lên một tiếng. Huỳnh Nhân, là mày. Cô ta cầm phẫn ngút trời xông tới chỗ Huỳnh Nhân. Mày biến mặt tao thành như vậy, còn dám tới nhà họ tôn tao ư, tao liều mạng với mày. Nhưng mà, cô ta chỉ đi được một bước thì đã không dám động đậy. Cơ thể cứng đờ đứng yên tại chỗ. Một con dao găm sắc bén kề trên cổ cô ta, Liêu An xuất hiện sau lưng cô ta như ma quỷ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tiến thêm bước nữa thì chỉ có chết. Ưng ừ ực, ừ, Tôn Tuyết lập tức không dám nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh. Cô ta quay đầu nhìn Tôn Du Phong. Ba, cứu con với. Tôn Du Phong bị cảnh này kích thích thật sâu, vẻ mặt càng thêm giận dữ. Huỳnh nhân, cậu đừng tưởng rằng có vệ sĩ tài giỏi thì có thể ngang ngược làm càn. Vậy nhà họ Tôn Ông có thể ngang ngược làm càn hả? giọng nói của huỳnh nhân vô cùng buốt giá chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi cũng dám ra tay với con gái tôi đúng là to gan anh vừa dứt lời một luồng sát khí băng giá toát ra theo đó tôn du phong bị luồng sát khí này dọa cho phải lùi lại ba bước cả người như rơi vào hầm băng cực kỳ lạnh lẽo minh đào đã bị cậu làm cho tàn phế cậu còn muốn thế nào nữa tôn du phong tức giận chất vấn Tôi đã đưa ra hai con đường trước mắt cho các người, là sống hay chết về ông lựa chọn. Tất nhiên, Tôn Du Phong biết sự lựa chọn mà huỳnh nhân nói là gì, thần phục hay là chết. Lúc này, Tiểu Như ở bên cạnh tò mò nhìn về phía huỳnh nhân, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiểu Như lên xe ngồi một lát trước đây. Được, bây giờ huỳnh nhân vẫn chưa ra tay với nhà họ Tôn, cho nên Tiểu Như cũng không sợ hãi. Cô bé ngoan ngoãn bước lên xe, chơi đồ hàng. Tôn Du Phong biết Huỳnh Nhân mạnh mẽ, nhưng ông ta có chỗ dựa nên tỏ ra không sợ. Huỳnh Nhân, tối hôm đó cậu gây chuyện ở nhà họ thiều. Thật không nghĩ tới cậu vẫn có thể sống sót rời khỏi. Cậu không chịu an phận một chút thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn đối đầu với nhà họ tôn tôi. Đúng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhà họ tôn tôi là bạn bè làm ăn với nhà họ thiều. Nếu để nhà họ thiều biết được cậu ở chỗ tôi, thì cậu xem họ sẽ làm thế nào trong mắt ông ta chỉ cần mình gọi người nhà họ thiều tới huỳnh nhân sẽ không hề có năng lực phản kháng huỳnh nhân nở nụ cười quỷ dị không lên tiếng hôm nhà họ thiều bị diệt bởi vì tôn tuyết bị hủy hoại khuôn mặt nên nhà họ tôn là người rời khỏi hội trường sớm nhất vì vậy họ không biết tin tức gia tộc kia đã bị tiêu diệt tôn du phong thấy huỳnh nhân không nói gì thì tưởng rằng anh sợ hãi nụ cười diếu cợt càng đậm hơn biết hối hận rồi à muộn rồi bây giờ tôi sẽ gọi điện cho nhà họ Tống ngay, để họ phái cao thủ tới đây. Huỳnh Nhân không hề ngăn cản, mặc kệ cho Tôn Du Phong gọi điện thoại. Gọi đi, ông có thể gọi ra được một người nhà họ thiều thì coi như tôi thua. Hừ, sắp chết đến nơi rồi cứng miệng. Khóe môi Tôn Du Phong nở một nụ cười mỉa mai, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Tuy nhiên, âm thanh truyền đến lại chỉ có tiếng chuông không ai bắt máy. Tôn Du Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, lại gọi cho một dãy số khác vẫn không người nhận như cũ kỳ lạ tại sao không có ai nhận điện thoại nhỉ vẻ mặt tôn du phong đầy khó hiểu lẩm bẩm nói huỳnh nhân cùng lưu an nhìn ông ta như đang xem trò vui tôn du phong cảm nhận được ánh mắt huỳnh nhân như thể đã chịu kích thích ông ta không cam lòng lại gọi thêm mấy dãy số nữa những số điện thoại này đều là công ty tập đoàn thuộc quyền quản lý của nhà họ thiều tất cả đều có quan hệ làm ăn qua lại với nhà họ Tôn, nhưng vẫn không gọi được. Lúc này, trên trán Tôn Du Phong đã úa mồ hôi lạnh, không khỏi liếc nhìn Huỳnh Nhân. Ánh mắt anh lạnh lẽo, trên mặt hiện lên vẻ diễu cợt đã nắm chắc toàn bộ cục diện. Ông ta nhìn số điện thoại trong danh sách liên lạc, cuối cùng chỉ còn lại số của tập đoàn thiều thị. Ông ta hạ quyết tâm, bấm nút gọi. Giây phút này, Tôn Du Phong lại cảm nhận được áp lực cực lớn mà ông ta cũng không biết sốt cuộc áp lực này từ đâu ra alo chẳng mấy chốc điện thoại được kết nối một giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên tuy rằng giọng nói vô cùng lạnh nhạt nhưng tôn du phong lại như nghe thấy giọng tiên áp lực trên người bỗng chốc tan thành mây khói vội vàng nói có phải tổng giám đốc trương không ông là ai thế tổng giám đốc trương không kiên nhẫn hỏi tôi là tôn du phong gia chủ của nhà họ tôn lần trước đã gặp mặt ngài trong bữa tiệc nhà họ thiều tổng giám đốc trương này chỉ là một quản lý bình thường trong tập đoàn thiều thị nhưng tôn du phong vẫn tỏ ra khách sáo như cũ cũng hết cách ai bảo tập đoàn thiều thị là tập đoàn có quy mô lớn nhất và nổi tiếng nhất của nhà họ thiều chứ có chuyện gì nói mau tôi đang vội không rảnh để ý đến ông tôn du phong cố nén lửa giận trong lòng gượng cười nói là như vậy tổng giám đốc trương nhà họ tôn chúng tôi ở đây xảy ra một chút rắc rối mong rằng ngài có thể tới một chuyến chúng tôi nhất định sẽ hầu tạ đúng là vô dụng ngay chút chuyện còn con cũng không giải quyết nổi thảo nào nhà họ tôn ông chỉ có thể xếp ở vị trí hạng hai tổng giám đốc trương cười diếu cợt một tiếng rồi cúp điện thoại tuy rằng bị coi thường nhưng tôn du phong vẫn lộ ra nụ cười hung tợn nói với huỳnh nhân tôi đã gọi người của tập đoàn thiều thị tới cậu không được phép đi yên tâm trước khi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ không đi huỳnh nhân mỉm cười cứ thế đứng chờ cùng lưu an không lâu sau một chiếc bmw màu đen dừng ở trước cổng nhà họ tôn một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm bước vào tôn du phong vừa nhìn thấy lập tức tiến lên tiếp đón rồi chỉ vào huỳnh nhân nói tổng giám đốc chính là tên rác rưởi này gây rắc rối cho nhà họ tôn tôi tổng giám đốc trương kia nhìn theo khoảnh khắc trông thấy huỳnh nhân ông ta lập tức bị dọa hồn bay phách tán, quay đầu lại trầm giọng hỏi. Ông chắc là anh ấy hả? Chính là anh ta, không sai. Tôn Du Phong nói đầy chắc nịch. Bốp! Ngay lúc Tôn Du Phong thừa nhận, Tổng Giám Đốc Trương Tát một nhát lên mặt ông ta, mở miệng chửi mắng. Mắt chó nhà ông mù rồi, ngay cả anh Huỳnh mà cũng dám đắc tội. Tổng Giám Đốc của chúng tôi đã dặn dò, nhìn thấy anh ấy như thấy Tổng Giám Đốc. mươi 168, như thiên lôi sai đâu đánh đó hai câu mà Tổng Giám Đốc Trương nói ra giống như tia sét đánh ngang tai tất cả những người nhà họ Tôn. Tôn Du Phong trợn to hai mắt không thể tin nổi. Tổng, Tổng Giám Đốc Trương, ngài không nói đùa đấy chứ. Nếu câu nói đầu tiên chỉ khiến ông ta khiếp sợ thôi, thì câu nói thứ hai suýt chút nữa khiến ông ta tối sầm mắt lại, lăn đùng ra ngất. Ai cũng biết Huỳnh Nhân và nhà họ Thiều có mối thù sâu như biển, nhất là Thiều Gia Nguyệt, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tống Thị, lại còn là kẻ thù đối đầu trực tiếp với Huỳnh Nhân nhưng bây giờ tổng giám đốc trương lại nói nhìn thấy huỳnh nhân như nhìn thấy bản thân thiều gia nguyệt vậy sao lại thế này tổng giám đốc trương cười khẩy khinh thường nói với cái loại gia chủ của một gia tộc hạng hai như ông mà tôi cần phải nói đùa sao những lời này vô cùng sỉ nhục người khác nhưng lúc này tôn du phong đã không để ý được nhiều như vậy nữa túm lấy tay của tổng giám đốc trương kích động nói tổng giám đốc trương nhất định là ngài nhầm rồi sao tổng giám đốc tống có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ năm năm trước đồ bỏ đi này ngang nhiên chạy trốn khỏi hôn lễ của cô thiều gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với danh tiếng của cô thiều toàn bộ người nhà họ thiều đều muốn giết chết cậu ta sao ngài lại còn bảo vệ cậu ta chứ câm mồm cho tôi thấy lão già trẻ danh này lại còn lôi vụ bê bối năm năm trước ra nói tổng giám đốc trương giận dữ đẩy tôn du phong một cái thật mạnh loại tép siêu như ông há lại có thể biết được thân phận của ngài đường cơ chứ hơn nữa nếu còn phỏng đoán suy nghĩ của tổng giám đốc thiều nữa thì đừng trách tôi không khách khí tiếp đó ông ta lại đi thẳng đến trước mặt huỳnh nhân cúi đầu xuống một cách trịnh trọng ngài huỳnh tôi sẽ hủy bỏ toàn bộ vụ hợp tác với nhà họ tôn ngay ạ à. ngài đừng giận trong lúc nói giọng nói của tổng giám đốc trương còn có chút run rẩy trong lòng hoảng sợ tột độ giúp nhà họ tôn đối phó với huỳnh nhân không lẽ ông ta sống lâu quá nên ăn thạch tín, không muốn sống nữa sao? Tại buổi tiệc của nhà họ Thiều hôm đó, ông ta may mắn được đi theo Thiều Gia Nguyệt, chứng kiến sự diệt vong của nhà họ Thiều. Đặc biệt, ông ta vẫn còn nhớ như in cái cảm giác áp lực không thở nổi lúc hơn 10 chiếc xe bọc thép lái tới từ phía chân trời, 10.000 chiến sĩ dũng mãnh tay cầm súng bao vây bọn họ. Đứng thẳng lên đi, Huỳnh Nhân cười nhạt, nói. Tôi còn nhớ ông đấy, ông là người đứng thứ bảy bên trái phía sau Thiều Gia Nguyệt. Trí nhớ của anh rất mạnh, chỉ cần liếc một cái là có thể nhớ kỹ được khuôn mặt của rất nhiều người. Thấy Huỳnh Nhân còn nhớ mình như vậy, Tổng Giám Đốc Trương lập tức được sủng ái mà lo sợ, nói với vẻ mặt kích động. Thưa Ngài Huỳnh, đúng rồi ạ. À. Tôi không muốn chuyện ngày hôm nay có quá nhiều người biết, có thể làm được không? Huỳnh Nhân hít mắt, nói. Đương nhiên rồi ạ. À. Tổng Giám Đốc Trương lập tức đồng ý, quay đầu lại nhìn về phía toàn bộ người nhà họ tôn với vẻ mặt uy nghiêm. Nếu mấy người dám cả gan tiết lộ chuyện hôm nay dù chỉ một chữ thì tôi nhất định sẽ báo đúng sự thật với Tổng Giám Đốc Thiều, mấy người cũng đã biết thủ đoạn của cô chủ nhà tôi rồi đấy. Toàn bộ nhà họ tôn đều lạnh run, nếu Thiều Gia Nguyệt quyết tâm muốn diệt trừ nhà họ tôn thì nhà họ tôn không sống quá một buổi tối đâu. Ngoài ra, nhà họ Thiều đã xong đời rồi. Tổng Giám Đốc Trương lại cao giọng tuyên bố một tin tức nặng ký nhà họ thiều này không phải nhà họ thiều kia nữa, từ nay về sau, Minh Châu chỉ có một nhà họ thiều mà thôi, đó chính là một mình cô chủ nhà tôi, một mình một gia đình quyền thế. Biết được tin tức này, tất cả người nhà họ tôn đều như bị dáng một đòn nặng nề, toàn bộ giống như bị đần độn vậy, ngơ ngác nhìn Tổng Giám Đốc Trương. Tôn Du Phong còn mềm nhũn hai chân, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt dại ra. Nhà họ thiều, diệt phong rồi trong đầu của những người khác trong nhà cũng đều đang quanh quẩn vấn đề này. Không ai dám tin rằng nhà họ Thiều, một gia đình quyền thế lâu đời có tiếng ở Minh Châu, lại bị diệt vong trong một đêm. Suốt cuộc là ai lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy? Không biết vì sao, trong lòng của tất cả người nhà họ Tôn đều có một ảo giác là cùng với sự diệt vong của nhà họ Thiều, bầu trời Minh Châu cũng sắp thay đổi rồi. Tất cả các thế lực đều được thanh tẩy một lần nữa. Ngài Huynh, cô chủ còn nói, nếu như có ai trong số các thuộc hạ nhìn thấy ngài thì thay cô ấy nói một câu đột nhiên tổng giám đốc trương lại nói thêm hả lông mày của huỳnh nhân nhướng lên nở nụ cười cô ta nói gì cô chủ nói tuy ân oán ngày xưa đã bị xóa bỏ nhưng cô ấy và ngài vẫn không phải là bạn bè ai mạnh ai yếu so tài rồi sẽ rõ lời nói của tổng giám đốc trương cả nhà họ tôn nghe rất rõ ràng sớm đã vô cùng chấn động rốt cuộc mối quan hệ thực sự giữa anh và Thiều Gia Nguyệt là như thế nào. Ấy thế mà có thể được Thiều Gia Nguyệt đối xử một cách nghiêm túc như vậy. Huỳnh Nhân không sợ hãi chút nào, thậm chí khóe miệng còn cong lên một nụ cười nhìn ngẫm xấu xa. Ông cũng thay tôi chuyển lời tới cô ta, nói là Đây được coi là yêu nhau lắm cắn nhau đau à. Nghe vậy, tim của Tổng Giám Đốc Trương đập thình thịch, người nhà họ tôn cũng được mặt ra. Như này là, trêu ghẹo à. Trong Minh Châu, không, thậm chí là ở trong khu vực Giang Bắc Cao này, có ai dám đùa dỡn thiểu Gia Nguyệt cơ chứ? Trên thế giới này chỉ có một cái tên Huỳnh Nhân mà thôi. Được rồi, chúng ta quay lại điểm ban đầu đi. Huỳnh Nhân đi tới trước mặt Tôn Du Phong đang khiếp sợ đến nỗi đần ra, lạnh nhạt nói. Hai lựa chọn, thề trung thành, hoặc là diệt phong. Cảm nhận được sát khí mỏng manh, lúc này ánh mắt của Tôn Du Phong mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Tôi chọn, trung thành trên mặt huỳnh nhân lập tức hiện lên một nụ cười nhạt. Nhưng mà, tôi có một điều kiện. Tôn Du Phong bỗng ngẩng đầu lên. Tha cho những người khác trong nhà họ tôn chúng tôi, tất cả những chuyện này đều là chủ ý của một mình tôi. Lời nói của Tôn Du Phong lại khiến huỳnh nhân thấy hơi bất ngờ, lập tức hở hững nói. Ông nên cảm thấy may mắn đấy, con gái tôi không sao, tôi cũng sẽ không gây khó xử cho ông quá. Dừng một lát, huỳnh nhân nói tiếp chỉ cần ông có thể đóng giả làm động vật trong vườn bách thú, khiến con gái tôi cười, thì tất cả ân oán sẽ như vậy mà bỏ qua. Vốn dĩ anh còn cho rằng Tôn Du Phong nhất định sẽ kiên quyết từ chối, không ngờ ông ta lại đồng ý luôn không chút suy nghĩ. Được, so với tương lai của nhà họ Tôn thì bản thân mình đóng giả làm khỉ làm ngựa có đáng là gì chứ? Bắt đầu đi, để tôi gọi con gái ra. Sứt lời, Huỳnh Nhân quay lại xe, tiểu như đang chơi đồ chơi rất vui vẻ. Huỳnh Nhân vừa cười vừa nói. Tiểu Như, ra xem động vật nào con. Thật à? Tiểu Như lập tức quăng đồ chơi đi, hỏi với vẻ mặt mừng rỡ. Đương nhiên là thật rồi, đã bao giờ ba lừa con chưa nào? Huỳnh Nhân ôm Tiểu Như xuống, cô nhóc tỏ ra hưng phấn, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía trước. Tôn Du Phong đã nằm dạp dưới đất, bò tới trước mặt Tiểu Như, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cháu gái, ông làm ngựa cho cháu cưới có được không nào? tiểu như ngẩng đầu lên nhìn huỳnh nhân thấy ánh mắt cổ vũ của anh bèn đồng ý vâng ạ à, cháu cảm ơn ông nói xong thì thận trọng bò lên trên lưng tôn du phong sợ làm ông ta đau tiểu như chợt thấy khuôn mặt tôn du phong có hơi xanh tím không khỏi nghi ngờ mà hỏi ông ơi mặt của ông bị sao vậy ạ à? tôn du phong vội vàng quay mặt đi miễn cưỡng cười nói ông không sao đâu vừa mới nói xong một bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lập tức nhẹ nhàng xoa lên miệng vết thương của ông ta ông ơi ông còn đau không ạ à? chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của tiểu như hỏi mẹ nói chỉ cần xoa xoa như vậy là sẽ hết đau ngay tôn du phong hoàn toàn đờ đẫn toàn bộ cơ thể khẽ run rẩy hai mắt đỏ bừng từng cử chỉ hành động của cô nhóc đều chạm sâu đến đáy lòng của ông ta một cô bé đáng yêu tốt bụng như thế mà mình lại nhẫn tâm xuống tay với cô bé quả thực không bằng heo chó mà. Tôn Du Phong vô cùng tự trách, một giọt nước mắt cũng chảy xuống từ trong mắt. Xin lỗi, cậu huynh, tôi có lỗi với cậu. Ông ta cóng tiểu như bò trong sân, động tác khó coi, vô cùng nhục nhã, nhưng ông ta lại cam tâm tình nguyện. Tiểu như cũng vui vẻ cười khanh khách, ánh mắt của Huỳnh nhân trở nên sâu xa, gật đầu hờ hững, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tổng Giám Đốc Trương một cái. Tổng Giám Đốc Trương lập tức hiểu ý của Huỳnh nhân, bước nhanh tới trước mặt tôn du phong ký tên vào chỗ này đi ngài huỳnh đã lên tiếng nhà họ tôn của ông chính thức trở thành đối tác của thiều thị tôi toàn thân tôn du phong chấn động không có vui sướng chút nào mà chỉ có sự cảm kích vô bờ bến ông ta bỏ đến trước mặt huỳnh nhân dập đầu một cái thật mạnh cảm ơn cậu huỳnh đã bỏ qua sau này nhà họ tôn chúng tôi sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó của cậu đường tuy nhiên huỳnh nhân chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu nhớ kỹ lấy, đây là nể việc ông đã chọc cười con gái tôi nên mới bỏ qua cho ông đấy. Nói xong, anh ôm tiểu như đi khỏi, chương 169, cô nàng phóng xe như bay. Tôn Du phòng vẫn quỷ gối trong trang viên, mãi đến khi xe của Huỳnh Nhân đi xa rồi mới đứng dậy, quay vào nhà. Trong tay của ông ta cầm hợp đồng của tập đoàn thiều thị, cho đến giờ phút này ông ta mới lấy lại tinh thần, người thanh niên này có năng lực khổng lồ cỡ nào. Ông ta hiểu rõ, đây không phải là trong hỏa có phúc gì mà hoàn toàn là sự tha thứ và ban ơn của huỳnh nhân ba lúc nãy suýt chút nữa là con đã đi đời rồi đều là do tên khốn huỳnh nhân kia làm hại ba nhất định phải báo thù giúp con lúc này tôn tuyết đi tới với khuôn mặt đầy băng gạc cắn răng nghiến lợi mà nói chát cô ta vừa dứt lời tôn du phong lập tức cho cô ta một cái bạt tai thậm chí trong mắt còn sinh ra sát ý cầm miệng cho tao sau này nếu dám nói xấu cậu Huỳnh dù chỉ một câu thôi thì cút ra khỏi nhà họ tôn càng sớm càng tốt cho tao. Câu nói vừa được thốt ra, tôn tuyết lập tức trợn to hai mắt nhìn với vẻ khó mà tin nổi, những người khác của nhà họ tôn cũng đều đưa mắt nhìn nhau. Tôn tuyết là cô con gái mà gia chủ thương yêu nhất đấy, thế mà lại bởi vì nói xấu kẻ thù một câu mà bị bạt tai. Bộp, một tiếng, tôn du phong ném hợp đồng của tập đoàn thiều thị lên bàn, nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Đáng lẽ hôm nay nhà họ tôn chúng ta đã bị diệt phong rồi, nhưng may mắn lại tránh được một kiếp, còn được hợp tác với tập đoàn thiều thị nữa, tất cả đều là nhờ sự nhân từ và khoan dung của cậu Huỳnh đấy. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, tôn tuyết đờ người ra ngay tại chỗ. Truyền lệnh xuống, rút 50% cổ phần của tất cả các công ty con ra đưa cho công ty long đẳng của nhà họ liễu. Tôn Du Phong biết Huỳnh Nhân đến từ nhà họ Lâm nên mới nói vậy. Ông ta vừa dứt lời, Người nhà họ Tôn đều vô cùng sợ hãi. 50% cổ phần của tất cả các công ty con của nhà họ Tôn chẳng khác nào đưa một nửa nhà họ Tôn cho nhà họ Lâm luôn rồi. Hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là bọn họ không còn là cổ đông lớn nhất của các công ty con nữa. Tin tức này nhanh chóng bị Huỳnh Nhân biết được. Ông ta đang quy hàng với tôi. Huỳnh Nhân đứng ở phía trước chiếc cửa sổ sát đất lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, cười nhạt mà nói, một nửa cổ phần của tất cả các công ty con của nhà họ Tôn, Tôn Du Phong bỏ vốn lớn phết đấy. Mã Bách Điền, người giàu có nhất Minh Châu, đang đứng cung kính ở phía sau mà nói. Sau này, nâng đỡ nhà họ Tôn nhiều hơn chút. Vâng, Mã Bách Điền biết xếp lớn đang bồi dưỡng thế lực của mình. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Huỳnh Nhân nhìn sang, vậy mà lại là cuộc gọi từ Liễu Cảnh Nhiên. Huỳnh Nhân lập tức nhìn bọn họ, mã bách điền hiểu ý ngay nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng lúc này huỳnh nhân mới nhận điện thoại anh đang ở đâu thế trong điện thoại liễu cảnh nhiên hỏi với vẻ cực kỳ sốt ruột tôi đang ở tòa nhà quốc tế xuống ngay đi quay về nhà họ liễu với tôi một chuyến sao thế huỳnh nhân hơi kinh ngạc trước đây chẳng phải nói không đời nào cho mình vào nhà họ liễu sao sao bây giờ lại dẫn mình về hỏi nhiều thế làm gì mau xuống đi cho tôi. Nói xong, Liễu Cảnh Nhiên cúp máy. Huỳnh Nhân do dự một lát, vẫn đi đến bãi đậu xe ngầm. Một chiếc Ferrari 488 màu đỏ chót rừng ở trước mặt Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên đeo kính dâm, liếc anh một cái. Lên xe, cô đổi xe rồi à? Huỳnh Nhân đánh giá chiếc xe tia chớp đỏ có giá hơn 3-4 tỷ này, kinh ngạc hỏi. Liễu Cảnh Nhiên nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Anh thì biết cái gì, đây là món quà mà vị hôn phu của tôi mua cho tôi đấy vị hôn phu huỳnh nhân lập tức nhớ ra là văn duy thần của nhà họ văn đừng ngắm nữa có ngắm nữa ngắm mãi thì anh cũng không mua nổi loại siêu xe này đâu liễu cảnh nhiên nhắc nhở với cả lúc lên xe thì cẩn thận một chút đừng làm bẩn đệm da của tôi làm hỏng rồi anh có bồi thường nổi không huỳnh nhân không nói gì ngồi xuống liễu cảnh nhiên đạp chân ga tia chớp đỏ lập tức phóng tới nhà họ Lâm. Vèo. Tuy nhiên, chạy được nửa tiếng thì lại có một chiếc tia chớp đỏ đuổi theo từ phía sau với tốc độ cực nhanh. Liễu Cảnh Nhiên sợ tới mức đánh thẳng tay lái, kết quả kỹ thuật lái xe không tốt, lốp xe bị trượt, suýt nữa thì đâm vào giải cây phân cách ở bên lề đường. Còn chiếc xe tia chớp đỏ kia cũng dừng ở bên cạnh, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp đang cười giống như hồ ly tinh, mái tóc xoăn sóng to gợi cảm, chẳng qua là ánh mắt mang theo vẻ xem thường kỹ thuật lái xe không tốt thì đừng có mà đòi lái loại xe thể nào này lại từ từ giơ ngón giữa lên nghênh ngang rời đi không lái nhanh được liễu cảnh nhiên trợn chừng hai mắt chửi ầm lên lại còn lái cùng loại xe với tôi nữa lúc này huỳnh nhân mới nói thật ra cô không cần phải tức giận như vậy đâu cô ta lái xe thể thao đã được cải tiến nên tất nhiên là cô không thể so được rồi sao anh biết được Liễu Cảnh Nhiên ngờ vực mà hỏi. Huỳnh Nhân Từ Tốn nói: "Tuy xe của cô ta cùng kiểu với xe của cô nhưng mà kết cấu tốt hơn của cô nhiều, tốc độ nhanh hơn cô, cô lấy cái gì mà đọ với người ta được đây?" Liễu Cảnh Nhiên giật mình nhìn Huỳnh Nhân, không ngờ đồ bỏ đi lại hiểu những thứ này. Xong, câu nói này cũng hoàn toàn chọc giận Liễu Cảnh Nhiên. Khó khăn lắm mới có một con siêu xe như thế này, Liễu Cảnh Nhiên tự nhiên là dương dương tự đắc lời nói của huỳnh nhân trực tiếp dội một gáo nước lạnh lên cô ta anh thì biết cái gì lý luận suông mà thôi liễu cảnh nhiên giận dữ nói huỳnh nhân không phản bác chỉ liếc cô ta một cái xuống xe liễu cảnh nhiên sửng suốt một lát sau đó càng tức giận hơn đây là xe của tôi ý của tôi là chẳng phải cô nói muốn lấy lại sĩ diễn sao tôi vượt mặt cô ta giúp cô nghe vậy ánh mắt của liễu cảnh nhiên trở nên kỳ quái anh biết lái xe không đấy biết một chút vậy là ánh mắt của liễu cảnh nhiên lại quay về vẻ khinh thường như lúc trước tôi được điểm tối đa bài thi thứ hai và thứ ba mà còn không vượt qua được cô ta chứ đừng nói gì là anh cứ thử xem thấy huỳnh nhân kiên trì như vậy liễu cảnh nhiên do dự một lúc đổi vị trí với huỳnh nhân liễu cảnh nhiên vẫn không yên lòng mà nói anh cẩn thận một chút đây là xe mới của tôi vị hôn phu của tôi tặng tôi đấy đâm vào đâu thì anh lấy cái gì để bồi thường đây thắt chặt dây an toàn vào huỳnh nhân cắt ngang câu nói của cô ta nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô cùng sắc bén tại sao phải thắt dây an toàn á à, liễu cảnh nhiên còn chưa nói hết câu thì đèn đỏ đã chuyển sang xanh huỳnh nhân đạp chân ga chiếc xe lập tức hóa thành một tia chớp đỏ lao về phía trước liễu cảnh nhiên hét lên một tiếng thân thể bởi vì lực quán tính mà dính sát vào ghế ngồi khóe mắt nhìn lướt qua chân ga, lập tức sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Tốc độ đạt đến 150 km h Trên con đường đông nghịt chỉ có một tia chớp màu đỏ rẽ trái quẹo phải, vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, khiến những chiếc xe hai bên đường đều phải né tránh. Sắp đâm rồi, sắp đâm vào rồi. À, liễu cảnh nhiên ngồi trên ghế lái phụ, sợ hãi kêu lên liên tục. Người được trải nghiệm cái gì gọi là tốc độ bàn thờ, nhiều lần như huỳnh nhân thì lại mang vẻ mặt bình tĩnh không lâu sau thì nhìn thấy chiếc ferrari cùng kiểu dáng kia đồng thời vượt qua nó trong giây phút vượt qua huỳnh nhân đánh mắt sang nhìn cô ta với ánh mắt bình thản thời gian dường như dừng lại tại khoảnh khắc này cô gái tóc xoăn sóng trong xe nhìn huỳnh nhân với ánh mắt vô cùng khiếp sợ bởi vì quá khiếp sợ nên thậm chí cô ta còn không chú ý tới đèn đỏ ở phía trước suýt nữa thì phóng qua kinh ngạc nhìn theo huỳnh nhân lái xe đi xa, cô gái tóc xoăn sóng đột nhiên nở nụ cười quyến rũ. Thú vị, thật thú vị, người có thể vượt mặt xe của tôi ít khi gặp được, chúng ta sẽ còn gặp lại. Chiếc xe vững vàng chạy tới nhà họ Lâm với tốc độ đều đều. Liễu cảnh nhiên ngồi ở ghế lái phụ, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí dạ dày còn cuộn trào lên mấy lần, muốn ói ra. Này, Huỳnh Nhân đưa cho cô ta một chai nước. Thấy được ý tốt của Huỳnh Nhân, Liễu Cảnh Nhiên cảm thấy toàn thân rất gượng gạo, nhưng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, nhận lấy rồi tu ứng ực. Tu hết sạch một chai nước khoáng xong, Liễu Cảnh Nhiên mới thoải mái hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía Huỳnh Nhân vô cùng sốc. Sao kỹ thuật lái xe của anh lại tốt thế được? Kỹ thuật lái xe vừa rồi cũng thừa đủ để tham gia giải đấu chuyên nghiệp. May mắn thôi, Huỳnh Nhân cười nói. Loại xe thể thao như Ferrari vốn dĩ không thích hợp đi ở trên đường đông, chỉ có những con đường trống trải kia mới là nơi phát huy được tính năng của chúng, tôi có thể vượt mặt cô ta là vì cô ta bị đèn đỏ chặn lại thôi. Liễu cảnh nhiên không nói lời nào, chỉ quan sát huỳnh nhân với ánh mắt kỳ lạ, giống như ngày đầu tiên mới quen biết anh vậy. Từ trước tới giờ, cô ta luôn cảm thấy huỳnh nhân là đồ bỏ đi, thậm chí suy nghĩ này vẫn còn tồn tại trước khi cô ta rời khỏi tòa nhà quốc tế, nhưng mà sự kiện đua xe này lại khiến cô ta có chút thay đổi lờ mờ rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta một cái rồi biến mất, cô ta kinh ngạc phát hiện ra có rất nhiều chuyện đã qua đều có bóng dáng của huỳnh nhân. Trùng hợp sao? Có lẽ ngay cả chính cô ta cũng không chú ý tới, việc huỳnh nhân là đồ bỏ đi đã được thêm dấu ngoặc kép. Ê! Liễu cảnh nhiên đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía huỳnh nhân. Trước khi bước vào nhà họ Liễu, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý trước. Nghe vậy, Huỳnh Nhân lập tức sửng sốt tại sao phải chuẩn bị tâm lý? Ngày mai là lễ mừng thọ 70 tuổi của ông Trịnh, cháu trai ruột của ông ta là Trịnh Hảo đã chết trên tay anh đấy. Vẻ mặt của Liễu Cảnh Nhiên vô cùng nghiêm túc, nói. Lần này gọi anh tới nhà họ Liễu là để bàn bạc xem nên giải thích chuyện này như thế nào. chương 170, Cảnh Nhiên đổi ý. Huỳnh Nhân hơi híp mắt lại, lập tức hiểu ra mối quan hệ lợi hại bên trong. Nhà họ Liên và nhà họ Trịnh thân thiết bao đời, cả hai bên đều có ý muốn tác hợp cho Trịnh Hạo và Liễu Cảnh Nhiên, kết quả hai người bên nhau chưa được bao nhiêu ngày thì Trịnh Hạo đã bị Huỳnh Nhân dùng kim bạc giết chết. Người nhà họ Trịnh vẫn chưa biết tin này, ngày mai là đại thọ 70 tuổi của ông Trịnh, trong bữa tiệc chắc chắn sẽ bị người ta hỏi đến chuyện này, đến lúc đó nên trả lời như thế nào đây? Liễu Cảnh Nhiên nói là thương lượng, nhưng thực tế là đang thí tốt sư tướng. Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên một tia sắc lạnh, khí thế trên người cũng bùng phát dữ dội. Cô cũng nghĩ vậy sao? Anh đột nhiên nhìn Liễu Cảnh Nhiên và hỏi. Ánh mắt Liễu Cảnh Nhiên lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn kiên quyết nói. Xin lỗi, Huỳnh Nhân, anh đừng trách tôi. Tôi sắp kết hôn rồi, nhà họ Liễu và nhà họ Liên cũng nhận được sự ủng hộ của nhà họ Văn, tốc độ tiến triển rất nhanh, không thể vì chuyện này mà làm hỏng được, cho nên chỉ có thể hy sinh anh thôi. Lời nói của Liễu Cảnh Nhiên khiến Huỳnh Nhân chìm vào im lặng, nhưng nét mặt anh lại chẳng có một chút gì gọi là buồn bã. Vì lập trường mà cả hai trở mặt thành thù, nhưng trong lòng Huỳnh Nhân vẫn nhớ kỹ khoảng thời gian đẹp đẽ thời thơ ấu. Có lẽ vì ái náy, Liễu Cảnh Nhiên vội vàng nói. Nhưng mà anh yên tâm, nếu nhà họ trịnh thật sự muốn giết anh, tôi sẽ cầu xin giúp anh. Không cần. Huỳnh Nhân bình tĩnh cắt ngang lời của Liễu Cảnh Nhiên. Tôi chưa có lưu lạc đến mức cần sự giúp đỡ của cô, cho dù các người giao tôi cho nhà họ trịnh, nhà họ trịnh cũng phải có gan nhận mới được. Câu nói này cực kỳ kiêu ngạo, liễu cảnh nhiên cũng sướng sờ, môi hé mở, nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nhà họ liễu. Phòng khách chật ních người, Liên Thúy Na, Liên Hồng Vân, Liễu Đông Quân và các thành viên khác của nhà họ Liễu đang ngồi ở hai bên, Liễu Nham ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn Huỳnh Nhân đầy do dự, nhưng vẫn không có cách nào khác. Chị hai, tên rác rưởi đó về rồi kìa, bắt đầu thôi nhìn thấy huỳnh nhân trở về, Liên Hồng Vân lập tức nhìn Liên Thúy Na rồi nói. Mở miệng là rác rưởi ánh mắt huỳnh nhân cũng u ám dần, nhưng cũng chẳng nói gì cả. Liên Thúy Na cũng khẽ nhìn huỳnh nhân, nói thẳng vào vấn đề. Ngày mai là đại thọ 70 tuổi của ông Trịnh, cậu đi cùng chúng tôi. Nếu ông Trịnh không hỏi gì, thì tất cả bình yên vô sự, nếu hỏi đến chuyện của Trịnh Hảo, cậu thừa nhận là cậu giết nó, không liên quan gì đến nhà họ Liên và nhà họ Liễu, có hiểu không? huỳnh nhân đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh lùng. Trước khi đến đây, anh tính sẽ một mình gánh chịu, bây giờ xem ra, đột nhiên lại không muốn làm như vậy nữa. Bắt tôi nhận hết, các người đừng có hối hận. Ánh mắt anh sắc bén nhìn Liên Thúy Na, nói. Liên Thúy Na bị huỳnh nhân nhìn chầm chầm, giống như đang bị một con thú giữ lăm le, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Khi định thần lại, bà ta lại thẹn quá hóa giận. Cậu còn dám chừng mắt nhìn tôi bà ta lao tới trước mặt huỳnh nhân giống như một người đàn bà tranh chua hai tay chống nạnh liên tục mắng mỏ tốt nhất cậu nên cầu nguyện ngày mai ông trịnh đừng hỏi đến chuyện trịnh hảo chết nếu không với tính cách của ông trịnh chắc chắn cậu không thể sống nổi đến lúc đó nếu cậu liên lụy đến chúng tôi tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu được rồi liễu nham hét lớn trừng mắt nhìn liên thúy na nói đại thọ ngày mai ở nhà họ trịnh nếu thật sự không xảy ra chuyện gì tôi sẽ ra mặt thương lượng chuyện bồi thường với ông Trịnh, nhưng muốn động đến Huỳnh Nhân thì tôi không đồng ý. Nghe thấy giọng điệu vang dội đanh thép của Liễu Nham, trong lòng Huỳnh Nhân như có một luồng nước ấm chảy qua. Liên Thúy Na ngẩn ngơ một lúc, sau đó càng tức giận hơn, chỉ vào Liễu Nham mắng. Ngày mai chúng ta sẽ đại diện cho nhà họ Liên, ông muốn đối địch với nhà họ Trịnh vì tên rác rưởi này sao? Liễu Nham im lặng một lúc rồi nói, cho dù Huỳnh Nhân có giết Trịnh Hảo, cũng là do cậu ta tự tạo nghiệp không thể sống, tôi tin ông Trịnh không phải là hạng người không hiểu chuyện. Vậy thì ông không hiểu ông Trịnh rồi. Liên Thúy Na chống nạnh, tức giận nói. Ai mà không biết ông Trịnh rất hay lấp liếm, nếu để ông ta biết Trịnh Hạo bị tên rác rưởi đó giết, chờ mặt thành thù với nhà họ Liên là chuyện nhỏ, nói không chừng còn bắt người nhà chúng ta chôn cùng cháu ruột của ông ta. Trong mắt Huỳnh Nhân cũng hiện lên một tia sắc bén, ông Trịnh này cũng không phải là người tốt lành liễu nham cân nhắc hồi lâu nhưng vẫn là nghiến răng nói huỳnh nhân làm nhiều việc cho nhà họ liễu như thế tôi không thể trơ mắt nhìn nhà họ trịnh ra tay với nó cậu ta đã làm gì cho nhà họ liễu liên thúy na chỉ vào huỳnh nhân tức giận nói cậu ta toàn mang tai họa đến cho nhà này nếu không có cậu ta nói không chừng nhà họ liễu đã trở thành gia tộc hạng hai rồi hà tất phải để ý sắc mặt của người khác mẹ đây là mạng người đấy Liễu Cảnh Nhiên cũng kéo Liên Thúy Na lại, nói. Nếu ông Trịnh hỏi tới, chúng ta bồi thường chút tiền xin lỗi là được rồi, không cần phải lấy tên rác rưởi này ra đền mạng đâu. Tuy cô ta cũng tức giận Huỳnh Nhân trước đây đã không từ mà biệt, càng hận anh đã làm liên lụy đến nhà họ Liễu, nhưng cũng vẫn chưa đến mức muốn anh chết. Con gái, con bị làm sao thế? Liên Thúy Na nhìn Liễu Cảnh Nhiên đầy hoài nghi, nói. Nếu không có người đứng ra chịu tội, nhà họ trịnh sẽ trở mặt thành thù với chúng ta đối với chúng ta mà nói là một đả kích rất lớn liễu cảnh nhiên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có người kéo lấy cánh tay cô ta cô ta quay lại nhìn chỉ thấy huỳnh nhân đang bình tĩnh nhìn cô ta không cần cầu xin thay tôi tôi chính là muốn nói cho nhà họ trịnh biết trịnh hạo là do tôi giết bọn họ có thể làm gì được tôi ánh mắt liên thúy na lóe lên bà ta nói đây là do cậu nói đấy Trịnh Hạo là do cậu giết, không thể liên lụy đến chúng tôi. Buổi trưa ngày mai, tự tôi sẽ đến nhà họ Trịnh. Huỳnh Nhân nói xong thì xài bước rời khỏi nhà họ Liễu. Liễu cảnh nhiên nghiến răng, chạy nhanh ra ngoài đuổi theo Huỳnh Nhân, tức giận nói. Anh điên rồi sao? Nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt Liễu cảnh nhiên, Huỳnh Nhân có hơi sửng sốt, sau đó cười nhạt. Cô lo lắng cho tôi sao? Ai lo lắng cho anh chứ? Giờ là lúc nào rồi, vậy mà huỳnh nhân còn đùa giỡn liễu cảnh nhiên càng thêm tức giận hơn nữa anh có biết mình sắp chết rồi không ông trịnh rất hay tự bênh vực cho bản thân nếu mẹ tôi đổ cái chết của trịnh hảo lên đầu anh anh sẽ bị đánh đến chết đấy nghiêm trọng thế sao huỳnh nhân kinh ngạc hỏi tất nhiên liễu cảnh nhiên lấy trong túi ra một chiếc vé máy bay đây là vé máy bay tôi đã giấu mẹ tôi mua được nhưng lúc mẹ tôi chưa phát hiện anh mau bỏ trốn đi Huỳnh nhân không lấy, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt liễu cảnh nhiên, đột nhiên mỉm cười. Cô không hận tôi nữa sao? Tôi hận. Liễu cảnh nhiên nghiến răng nói. Năm năm trước từ khi anh bỏ trốn khỏi hôn lễ nhà họ thiều, liên lụy nhà họ liễu, tôi đã bắt đầu hận anh. Có lẽ, năm năm trước anh không phải là tên rác rưởi ăn nhờ ở đậu, nhưng tôi cũng sắp phải kết hôn rồi. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt huỳnh nhân có chút thay đổi. Cô chưa từng nghĩ Phan duy thần đang lợi dụng cô sao? Không thể nào, anh ta rất thích tôi. Liễu cảnh nhiên cố chấp lắc đầu, tiếp tục nói: Tôi sắp kết hôn rồi, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo của nó, tất cả thù hận không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người được yên ổn mới là kết quả tốt nhất. Nói xong, cô ta hít một hơi thật sâu nói với Huỳnh Nhân: Cho nên anh mau chạy trốn đi. Nghe Liễu cảnh nhiên nói vậy, Huỳnh Nhân chỉ mỉm cười, rồi nhận lấy tấm vé đó. Tuy nhiên, thay vì bỏ nó vào túi, anh lại gấp nó làm đôi và xé nó ra từng mảnh. Những mảnh giấy vụn tung bay trên bầu trời, Huỳnh Nhân nhàn nhạt cười với Liễu Cảnh Nhiên. "Cô quá xem thường tôi rồi, chỉ là một nhà họ Trịnh nhỏ bé, tôi chẳng để tâm đâu. Nếu bọn họ không biết thức thời thì nhất định sẽ bị diệt." Bỏ lại hai câu này, Huỳnh Nhân lạnh lùng xoay người bước ra khỏi cổng nhà họ Liễu. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 171, nhà họ Trịnh khiêu khích. Ngày hôm sau, do Lưu An lái xe, Huỳnh Nhân vội chạy lên Thượng Thành, kịp đến nhà họ Trịnh đúng giờ chưa? Thượng Thành là một nơi tương đối thịnh vượng ở thành phố Minh Châu, đồng thời cũng là khu vực tập trung các gia tộc bậc nhất, trong đó nổi tiếng hơn cả là nhà họ Liên và nhà họ Trịnh. Khác với gia tộc mới được lên tuyến đầu như nhà họ Liên, thì nhà họ Trịnh sớm đã là một gia tộc hàng đầu lâu đời ở Minh Châu, chỉ là vẫn chưa xếp vào hàng hào môn mà thôi lúc này đã là buổi trưa cửa nhà họ trịnh trần ních từng chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại giống như một buổi triển lãm ô tô ngược lại chiếc magotan của huỳnh nhân lại khiêm tốn hơn nhiều huỳnh nhân và lưu an bước vào sân của nhà họ trịnh thấy trang viên rộng lớn đã sắp xếp đầy bàn tiệc khách khứ cũng đã đến gần đủ bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất thiếu chủ gia chủ nhà họ trịnh trịnh tiến thành là người thích việc lớn hám công to càng lớn tuổi càng chú ý đến thể diện của mình sau 60 tuổi, tiệc sinh nhật nào cũng sẽ tổ chức vô cùng hoành tráng mời mọi người từ nhiều các gia tộc khác nhau, càng phô trương càng tốt. Lưu An thì thầm sau lưng anh. Huỳnh Nhân trầm ngâm một hồi, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Hy vọng ông ta không tự phá hỏng sinh nhật lần thứ 70 của mình. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, có thể trải qua bữa tiệc một cách suôn sẻ thì tốt, nhưng nếu Trịnh Tiến Thành nhất định muốn gây rắc rối với anh, vậy thì không thể trách anh được tên rác rưởi, ở đây." Đột nhiên, bên tai vang lên một âm thanh chát chúa. Huỳnh Nhân nhìn xung quanh, thấy Liên Thúy Na đang vẫy tay với anh với vẻ mặt khinh thường. Liên Thúy Na hét rất to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của các gia tộc có mặt ở đây. Lập tức, có người nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt kinh ngạc. Người này có hơi lạ mặt, không biết là thuộc gia tộc nào. Chắc là người của nhà họ Liên. Mấy cậu ấm của các gia tộc hàng đầu đều tò mò nhìn Huỳnh Nhân, xì xào thảo luận. Ánh mắt Lưu An lạnh đi, vừa định nói, nhưng lại bị Huỳnh Nhân ngăn lại, hai người đi tới chỗ nhà họ Chu trong những lời bàn tán xung quanh. Lúc này, một thanh niên khoảng 25 tuổi đi tới, tươi cười hỏi: "Liên gia chủ, người này là người của nhà họ Liên à, sao không đi cùng các người mà lại đến một mình, có phải không được nhà họ Liên các người chào đón không?" Sắc mặt của Liên Truyền Quốc có hơi khó coi nhưng vì sĩ diện ông ta vẫn nói hùa theo lời bọn họ cậu trịnh đoán không sai quả thật cậu ta chỉ là một tên vô dụng thuộc một nhánh nhỏ trong nhà họ liên tôi thôi dẫn cậu ta đến rất là mất mặt ồ thanh niên được gọi là cậu trịnh kia càng thích thú nhà họ liên các người có nhánh nhỏ gì chứ dựa vào nhà họ trịnh tôi mới miễn cưỡng đứng vào hàng gia tộc hàng đầu mà thôi theo tôi biết nhánh nhỏ của các người dường như chỉ có nhà họ liễu đó thôi nhỉ anh ta chỉ vào huỳnh nhân hỏi anh ta là người nhà họ liễu ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhất thời sắc mặt đám người liên truyền quốc liễu nham và liên thúy na đều không mấy dễ chịu ánh mắt của họ nhìn huỳnh nhân càng trở nên u ám như thể huỳnh nhân đã làm cho họ xấu hổ liễu cảnh nhiên cau mày trông rất bất mãn với lời nói của thanh niên đó anh là ai dựa vào đâu mà nói chúng tôi như thế người nhà họ trịnh liễu cảnh nhiên chỉ quen biết với ông trịnh và trịnh hạo những người khác đều chưa từng gặp trên mặt thiếu gia nhà họ trịnh lộ ra vẻ kiêu ngạo anh ta nói tôi là trịnh lâm là gia chủ được ông nội khâm định lời này vừa thốt ra đám cậu ấm ở cái bàn đó đều phá lên cười ánh mắt diễu cợt nhìn nhà họ liên gia tộc hàng đầu cũng có mạnh có yếu thế lực đồng đội với nhà họ trịnh đương nhiên sẽ không yếu đối với một gia tộc như nhà họ liên dựa hơi nhà họ trịnh để trèo cao bọn họ thật sự chẳng xem ra gì ngừng một chút anh ta lại nhìn huỳnh nhân nghe nói năm năm trước nhà họ liễu và nhà họ thiều một trong tứ đại hào môn đã liên hôn với nhau nhưng chú rể lại trốn ngay vào đêm tân hôn chú rể đó không phải là anh chứ huỳnh nhân nhấp một ngụm trà nhàn nhạt nói vậy thì sao anh thực sự bỏ trốn sao trịnh lâm nhìn huỳnh nhân bằng ánh mắt đùa bỡn nói với giọng điệu ẩn ý sâu xa. Huỳnh nhân đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên sâu hun hút, còn Liễu Nham, Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên đều sướng sờ một lúc, kinh ngạc nhìn Huỳnh nhân. Năm năm trước, khi anh liên hôn với Thiểu Gia Nguyệt, tất cả mọi người đều cho rằng Huỳnh nhân đã bỏ trốn, chẳng lẽ phía sau có ẩn tình gì sao? Tôi nghe từ một nguồn tin đặc biệt, đêm hôm đó, ở cảng sông Minh Châu, có một nam một nữ bị bắt cóc. Trịnh Lâm cười nói đặc biệt là người phụ nữ đó, phải nói là cực phẩm, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi. Cậu Trịnh, nếu anh muốn biết, tôi có thể nói cho anh biết." Một cậu ấm cùng bàn cười nói. Người phụ nữ bị bắt cóc tên là Liễu Phi Tuyết, hiện tại cô ấy là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, bây giờ đã là vợ người ta rồi, ngay cả con cũng đã lớn luôn rồi. Nghe câu này, mọi người trong nhà họ Liễu và nhà họ Liên đều ngẩn ra, tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh hóa ra 5 năm trước lại gặp phải tình cảnh như thế này sao? Người đàn ông bị bắt cóc đó, là ai chứ? Chẳng ai nhận ra, sắc mặt huỳnh nhân đã trở nên cực kỳ u ám, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sát ý. Tuy nhiên, đám cậu ấm kia hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vẫn tiếp tục trêu chọc. Cậu Trịnh không phải thích loại phụ nữ đó rồi chứ? Không sai, tôi luôn cảm thấy con gái trưởng thành một chút mới có thể xứng làm phụ nữ trịnh lâm lại điềm nhiên thừa nhận sau đó nhìn thanh niên đã nói tên liễu phi tuyết ra giống trách móc chuyện quan trọng như vậy sao anh không nói cho tôi biết sớm nếu anh nói sớm một chút bây giờ không chừng cô ấy đã là người phụ nữ của tôi rồi cậu trịnh thứ tội cậu ấm đó tươi cười nói nếu cậu trịnh thích thì cứ gọi tổng giám đốc nữ đó qua chơi cùng đi ha 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 có thể nói cho tôi biết các người nghe được tin tức này từ đâu không trong lúc bọn họ đang cười nói rôm giả, thì một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Tiếng cười ngừng lại, mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Huỳnh Nhân. Anh vẫn ngồi ở đó, trên mặt mang theo ý cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh đến thấu xương. Bàn của Trịnh Lâm nhìn thấy Huỳnh Nhân, lập tức khinh bỉ nói. Tên của nhân vật lớn đó, sao lại để cho người như anh muốn biết là biết? Hơn nữa, nói cho anh biết, anh có thể làm gì được? chỉ có dường như liếu cảnh nhiên nhớ đến cảnh trịnh hạo chết toàn thân cô ta run lên vội vàng nói huỳnh nhân bình tĩnh lại đây là nhà họ trịnh thật không may đã quá muộn một tia sát ý lạnh lùng lóe lên trong mắt huỳnh nhân ngay sau đó giọng nói băng lạnh chậm rãi vang lên các người đã không chịu nói vậy thì vĩnh viễn đừng nói nữa lưu an tước đoạt giọng nói của bọn họ đi vâng Lưu An không quan tâm hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của gia chủ nhà họ Trịnh, bước ra một bước, lập tức hóa thành một ảo ảnh, xuất hiện trước mặt cậu ấm đã phao tin Liếu Phi Tuyết bị bắt cóc. Lòng bàn tay thò ra giống như tia điện, trực tiếp thọc sâu vào trong họng của cậu ấm đó, thọc vào rất sâu rất sâu. Quẹ, Cậu ấm đó lập tức mở to mắt, nôn khan một trận. Đôi mắt Lưu An chợt lạnh, bàn tay siết chặt, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, như có thứ gì đó bị xé ra. Phụt. Một lượng lớn máu bất ngờ trào ra từ miệng cậu ấm đó, anh ta ngã xuống đất, lấy hai tay che miệng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người biết anh ta muốn hét lớn, nhưng lại không có một chút âm thanh nào. Mọi người lại nhìn Lưu An, thấy cô ta thản nhiên ném những thứ trong tay xuống đất. Lúc đó mọi người mới hiểu cái gì vừa mới bị đứt ra. Là lưỡi. Chương 172: Nhà họ Kỳ đến. Cả hội trường buổi tiệc yên lặng như tờ trái tim của tất cả khách mời đều đập rất mạnh. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, không đến một giây, trong chớp mắt, lưới của anh chàng kia đã bị cắt đứt. Anh ta nằm dưới đất, sắc mặt phản vẹo, ra sức há miệng, nhưng một câu cũng chẳng nói nên lời. Nhóm người liên truyền quốc, liên thúy na, liễu nham đã sớm bị dọa đến choáng váng. Lưu An chỉ từng ra tay một lần trước mặt bọn họ, đó là lần đối phó với vệ sĩ của thiếu nghiêm, so sánh với thủ đoạn hôm nay quả thật là quá đỗi dịu dàng trịnh lâm cũng khiếp sợ nhưng rất nhanh gương mặt hiện lên vẻ phẫn nộ mày thật to gan tiệc mừng thọ của ông nội tao sắp bắt đầu vậy mà mày lại dám bảo vệ sĩ của mày hành hung người ta không moi được tin tức hữu dụng từ miệng của tụi mày miệng chỉ biết nhả phân tụi mày không xứng có tiếng nói giọng nói lạnh nhà truyền đến từ đầu đến cuối sắc mặt huỳnh nhân chưa từng có sự thay đổi người tiếp theo soạt vừa dứt lời thân hình lưu an lại biến mất ngay tại chỗ xuất hiện trước mặt một anh chàng khác. Cách ra tay hệt như lúc trước, lòng bàn tay thọc sâu vào miệng, kéo đứt đầu lưỡi anh ta. Cho nên, anh chàng kia cũng giống người đầu tiên, dùng sức há miệng, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Bọn họ rất đau đớn, ngay cả kêu cũng không thành tiếng, thật sự là một loại tra tấn. Thân hình Lưu An biến mất một lần, sẽ có một anh chàng mất giọng nói, người của bàn đó chỉ còn lại một mình Trịnh Lâm. Ánh mắt lạnh lẽo của Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn qua, Lưu An lập tức xuất hiện trước mặt Trịnh Lâm, bóp chặt cổ họng của gã, nhấc người gã lên. Tay còn lại, đã dừng lại bên miệng gã, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Nói không, Trịnh Lâm bị dọa đến choáng váng, ngơ ngác nhìn trong mắt đỏ như máu của Lưu An, vội vàng nói. Tôi nói, tôi nói, là nhà họ đồng, tôi nghe được từ miệng đồng ý hành của nhà họ đồng. Nhà họ đồng, đồng ý hành. Huỳnh Nhân khẽ hít mắt, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Trịnh Lâm nói tiếp, Đồng Ý Hành, người trẻ tuổi tài giỏi nhất của nhà họ Đồng, tên hiệu Tiên Đạt. Tin tức này tao nghe được từ chỗ của Đồng Ý Hành, chỉ biết nhiêu đó thôi. Ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lẽo, hung hăng đạp vào cằm Trịnh Lâm. Cút, cú đạp này khiến cằm của Trịnh Lâm chật khớp, rụng mất mấy cái răng, máu tươi nhỏ xuống, nhưng so sánh với kết cục bị kéo đứt lưới của mấy anh chàng khác, đã coi như nhân từ lắm rồi. Trịnh Lâm che miệng mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm huỳnh nhân rất nhanh bước vào nhà họ trịnh có đoạn nhạc đệm ban nãy không còn ai dám trêu chọc nhà họ liên nữa nhưng mà không khí ở hiện trường cũng chẳng còn thoải mái vui vẻ như trước nghiêm túc hơn không ít người nhà họ liên đã sớm quên sạch chuyện 5 năm trước mà trịnh lâm đã nói bởi vì bây giờ trong đầu họ chỉ có một chuyện huỳnh nhân đã đánh cậu chủ nhà họ trịnh không chỉ cậu chủ nhà họ trịnh còn có ba bốn anh chàng của những gia tộc hạng nhất không thua kém nhà họ trịnh đều bị đánh. Chuyện này với nhà họ liên mà nói, quả thật là tai họa. Mà huỳnh nhân vẫn bình tĩnh, như thể chỉ làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Liên Thúy Na nhìn đến mức hai mắt đỏ ngầu, hối hận tại sao lại đưa anh đến đây làm gì. Cậu, cái đồ xui xẻo nhà cậu. Bà ta tức đến không nói nên lời, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, chỉ huỳnh nhân mắng. Suốt cả ngày, không làm việc đàng hoàng, ngày nào cũng gây sự cho tôi, cậu có biết mình đã đánh ông trời con nào hay không? Tự mình tìm chết, đừng liên lụy đến nhà họ liên chúng tôi. Huỳnh Nhân liếc liên Thúy Na, thản nhiên nói. Tin tức Trịnh hảo đã chết, sớm muộn cũng đến tai nhà họ Trịnh, đây đã là cục diện không chết không thôi, nhiều thêm một Trịnh Lâm, kết quả có gì khác biệt? Cậu, cậu, ánh mắt lạnh lẽo của Huỳnh Nhân, dọa cho liên Thúy Na suýt nữa rớt xuống ghế, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ khốn kiếp, lần này nhà họ Liên xong đời rồi. Liên truyền quốc vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ra đầu tê giải. Nếu chỉ Trịnh Hạo chết, nhà họ Trịnh chưa chắc sẽ trở mặt, vậy thì bây giờ, giúp Trịnh Hạo báo thù nhà họ Liên đã là chuyện ván đóng thuyền. Tuy gần đây nhà họ Liên nhận được đầu tư từ nhà họ Văn, nhưng vẫn không thể so sánh với nhà họ Trịnh như cũ, nếu để nhà họ Văn biết chuyện này, nói không chừng sẽ sợ hãi bị liên lụy, rút lại hôn ước của Liễu Cảnh Nhiên. Nghĩ như vậy, sắc mặt người nhà họ liên trắng bệch. Chính vào lúc này, của lớn nhà họ trịnh chậm rãi mở ra, một khúc nhạc sinh nhật du dương vang lên, báo hiệu tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông trịnh chính thức bắt đầu. Một ông lão mặc quần áo nhà đường màu đỏ từ từ bước ra, chính là gia chủ nhà họ trịnh, trịnh tiến thành. Hiển nhiên ông ta không biết chuyện đã xảy ra trước tiệc mừng thọ, sắc mặt hồng hào quan sát toàn trường, cao giọng nói. Cảm ơn mọi người mặc dù bận rộn vẫn dành chút thời gian đến đây, tham gia tiệc mừng thọ của họ Trịnh tôi, họ Trịnh tôi rất biết ơn. Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên như sấm, ngay sau đó cũng đến lúc tặng quà. Lúc này, Trịnh Lâm rửa mặt xong cũng bước qua, khi đi ngang qua nhà họ Liên, có một thoáng chốc trong ánh mắt của gã hiện lên sát ý mãnh liệt. Nhưng mà, gã không phát tác, giờ là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội, bất kỳ chuyện gì cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Ông nội đây là bức tranh núi tùng đón khách mà cháu đã ra giá cao nhờ bạn bè mời văn sĩ có tiếng vẽ đấy ạ à. trịnh lâm lấy ra bức tranh sơn thủy núi rừng hùng vĩ lớn tiếng nói chúc ông nội phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn trịnh tiến thành nhận bức tranh sơn thủy tỉ mỉ quan sát sau đó cười lớn ha ha tốt núi có hơi thở của núi mây có từng khóm cuộn đúng là tranh vẽ cực phẩm ông nội rất thích ai cũng biết Ông Trịnh thích bút mực giấy nghiên nhất, món quà này của Trịnh Lâm quả thật đã tặng đến tâm khảm của ông ta rồi. Ngay sau đó, các gia tộc lớn cũng lần lượt tặng quà mừng thọ, mỗi một món quà đều có giá trị liên thành, nhưng mà đều bị ông Trịnh thờ ơ đặt sang một bên. Cảm ơn quà tặng của các vị, tiệc mừng thọ hôm nay, hy vọng mọi người sẽ xem nhà họ Trịnh như nhà mình, ăn ngon, uống say, chơi vui. Người của các gia tộc lớn đều xôn xao bước qua mời rượu. Ông Trịnh chưa từng từ chối, uống cạn một hơi. Từng bàn mời rượu, rất nhanh đã đến nhà họ Liên. Trái tim của người nhà họ Liên cũng theo đó muốn vọt ra khỏi cổ họng. Nhà họ Kỳ đến, chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Một thanh niên đẹp trai dẫn theo một nhóm người đông đảo bước vào nhà họ Trịnh, chính là Kỳ Hạ Huy. Nhưng ánh mắt của Huỳnh Nhân lại không nhìn Kỳ Hạ Huy, mà là cô gái đi bên cạnh Kỳ Hạ Huy. Cô ta để tóc xoăn gợn sóng đầy vẻ quyến rũ nữ tính, đôi mắt hoa đào như đang phóng điện, hễ là đàn ông bị cô ta nhìn chúng, ai nấy đều như chúng ta, không nhịn được nhìn về phía cô ta. Váy dài đỏ rực chạm mắt cá chân, tà váy được xẻ rất cao, để lộ hai đùi trắng nón, mỗi cá nhân mày mỗi một nụ cười, đều mang theo khí chất quyến rũ như hồ ly tinh. Là cô ta, Huỳnh Nhân khẽ hít mắt, liễu cảnh nhiên bên cạnh lại không nhịn được bật thốt, trợn to mắt chương 173, con gái nhà họ hoác. Cô gái tóc xoăn váy đỏ không phải ai khác, chính là người lái cùng một kiểu xe thể thao với liễu cảnh nhiên, đồng thời dựng ngón giữa lên với họ. Huỳnh nhân chỉ nhìn thoáng qua, lập tức rời mắt. Thân hình nóng bỏng, tướng mạo quyến rũ, không thể không nói, loại phụ nữ này quả thật là hình mẫu mà tất cả đàn ông đều thiết tha mơ ước. Cô gái chạy xe đua kia cũng phát hiện Huỳnh Nhân và Liễu Cảnh Nhiên, ngó lơ Liễu Cảnh Nhiên, Đôi mắt hoa đào hút hồn nhìn chằm chằm huỳnh nhân, sóng mắt chuyển động, không chút che giấu hứng thú dành cho anh. Thậm chí còn nghiêng đầu, nói gì đó với Kỳ Hà Huy bên cạnh. Sau đó, Kỳ Hà Huy cũng nhìn qua đây, nháy mắt khi trông thấy huỳnh nhân, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Huỳnh nhân khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Kỳ Hà Huy và cô gái chạy xe đua, anh không bất ngờ khi Kỳ Hà Huy đến đây, bởi vì anh đã bảo Kỳ Hà Huy đến, điều anh để ý là quan hệ giữa cô gái kia và Kỳ Hà Huy cô gái chạy xe đuôi như hiểu ra gì đó đột nhiên bật cười ngay sau đó cô ta giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình cây súng chỉ vào trái tim huỳnh nhân môi đỏ hé mở còn dùng khẩu hình nói gì đó sắc mặt huỳnh nhân khẽ thay đổi nhìn ra cô ta đang nói gì cô ta nói bằng thanh thế khi nhà họ kỳ đến cũng thu hút sự chú ý của nhà họ trịnh hễ là gia tộc có quan hệ tốt với nhà họ trịnh sắc mặt ai nấy đều thay đổi nhà họ kỳ và nhà họ hoắc đều là gia tộc thế giới ngầm mà thứ nhà họ trịnh xem thường nhất chính là loại gia tộc thế giới ngầm này vẻ mặt trịnh lâm u ám ngay lập tức là gia chủ được bổ nhiệm đời kế tiếp gã phải dẫn đầu cho nên đi đầu về phía nhà họ kỳ kỳ hạ huy nhà họ trịnh của tôi không mời anh thế mà anh lại dám không mời mà tới sau tiếng quát lớn này không khí khó khăn lắm mới lắng dịu lại có xu thế dương cung bạt kiếm hôm nay là đại thọ 70 của ông Trịnh, họ kỳ tôi là thế hệ con cháu, bày tỏ tấm lòng, có gì không thể. Kỳ Hà Huy vẫn ung dung, mí mắt khẽ nâng, thản nhiên liếc nhìn Trịnh Lâm, rất rõ ràng, không hề xem Trịnh Lâm ra gì. Bày tỏ tấm lòng, Trịnh Lâm nhìn thoáng qua nhóm người đông đảo sau lưng Trịnh Lâm, cười lạnh một tiếng. Nếu là bày tỏ tấm lòng, tại sao còn mang theo nhiều người như vậy, tôi thấy cậu không phải muốn bày tỏ tấm lòng, mà là muốn sử dụng bạo lực vừa khéo ngược lại ông trịnh rất có uy tín ở minh châu nhà họ kỳ chúng tôi tuy là người của thế giới ngầm nhưng lại có lòng ngưỡng mộ ông trịnh đông người nhiều thành ý giọng nói tê giải quyến rũ truyền đến cô gái váy đỏ bên cạnh kỳ hạ huy mỉm cười duyên dáng ung dung nói chớp mắt khi nhìn thấy cô gái váy đỏ ánh mắt trịnh lâm lóe lên vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô ta nhưng nghĩ đến tình huống hiện nay gã vẫn phải cố nén sự bồn chồn trong lòng trầm giọng hỏi cô là ai Thế lực ngầm nổi tiếng ở Minh Châu cũng chỉ có nhà họ Kỳ và nhà họ Hoắc, nhưng mà, bất kể là nhà họ Kỳ hay nhà họ Hoắc, đều chưa từng có người phụ nữ như vậy. Ha ha, cô gái váy đỏ nở nụ cười quyến rũ, khoác tay Kỳ Hạ Huy, đùa giỡn nói: "Tôi chỉ là cô gái nhỏ bình thường, sao có thể khiến anh Trịnh đây ghi nhớ được?" Động tác này khiến Trịnh Lâm cau mày, trong lòng suy đoán hẳn là tình nhân gì đó của Kỳ Hạ Huy. Kỳ Hạ Huy còn cao mày chặt hơn cả Trịnh Lâm, muốn rút tay ra khỏi người cô gái váy đỏ, lại bị cô ta hung hăng trừng mắt, còn nhéo mạnh lên eo anh ta một cái, đau đến mức Kỳ Hạ Huy run rẩy. Tất cả các chi tiết, Huỳnh Nhân đều nhìn thấy, hít mắt đánh giá cô ta, cô gái này, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc kệ thế nào, nhà họ kỳ các người đều là phần tử nguy hiểm, không được vào trong. Trịnh Lâm không nhường một bước, trầm giọng nói. Trịnh Lân, lúc này, trịnh tiến thành thấp giọng quát một tiếng bước qua người đến là khách không được vô lễ sau đó lại đưa ly rượu cho kỳ hạ huy cháu trai tuổi trẻ nóng nảy hơi lỗ mãng một chút ông chủ kỳ đừng trách tội họ trịnh tôi đây lấy trà thay rượu mời ông chủ kỳ một ly hy vọng có thể bỏ qua chuyện này vẫn là ông trịnh hiểu rõ lý lẽ kỳ hạ huy mỉm cười thản nhiên nhận ly rượu uống cạn một hơi trịnh tiến thành nhìn thoáng qua trịnh lâm quát lớn. Còn không mau xếp chỗ cho ông chủ kỳ. Trịnh Lâm chừng mắt nhìn Kỳ Hạ Huy, nhưng không dám làm trái lệnh của ông nội, vừa định xếp chỗ cho Kỳ Hạ Huy, Kỳ Hạ Huy lại thẳng thừng từ chối. Không cần đâu. Nói xong, đi về một phía. Sắc mặt nhóm người liên truyền quốc, liên Thúy na, liên hồng vân lập tức thay đổi, vô cùng căng thẳng. Ông chủ kỳ, đây là... Liên truyền quốc vội vàng đứng dậy đón tiếp, nơm nớp lo sợ nhìn kỳ hạ huy. Ông liên, ngồi cùng bàn với chúng tôi không có ý kiến gì chứ kỳ hạ huy thờ ơ hỏi nghe thấy câu này tất cả người nhà họ liên đều cảm thấy áp lực gấp bội nhưng ngại uy thế của nhà họ kỳ không dám từ chối không không có ý kiến kỳ hạ huy cũng không nói nhiều ngồi vào chỗ ngài huỳnh tôi mời ngài một ly anh ta cầm ly rượu cung kính nói với huỳnh nhân thái độ như vậy khiến người nhà họ liên sợ ngây người liên truyền quốc liên thúy na nhìn huỳnh nhân với vẻ khó tin gia chủ nhà họ kỳ sao lại quen biết xác rưởi này huỳnh nhân không lên tiếng chỉ vui vẻ gật đầu chạm ly với kỳ hạ huy chỉ là động tác đơn giản đã khiến kỳ hạ huy cảm thấy mừng rỡ lại nhìn về phía cô gái váy đỏ khoác hiền đây là ngài huỳnh mà em luôn nhắc đấy còn không mau mời ngài ấy một ly cô gái váy đỏ không nề mặt chút nào em không mời người đàn ông nhỏ mọn người đàn ông nhỏ mọn. Ngay lập tức, Kỳ Hạ Huy bị dọa cho đầu đầy mồ hôi. Huỳnh Nhân cũng cười khổ một tiếng, có lẽ cô ta vẫn còn nhớ chuyện anh đã vượt qua xe của cô ta. Đúng là làm loạn mà. Kỳ Hạ Huy đang định của trách, Huỳnh Nhân lại phất tay, thuận miệng hỏi. Bỏ đi, cô ta là người phụ nữ của anh sao? Giống như hầu hết mọi người, Huỳnh Nhân cũng cảm thấy cô gái váy đỏ này là người phụ nữ của Kỳ Hạ Huy, nhưng sắc mặt của kỳ hà huy và cô gái váy đỏ lại thay đổi chớp mắt kéo giãn khoảng cách cô gái váy đỏ thậm chí còn hung hăng chừng kỳ hà huy như thể kỳ hà huy đã chiếm lợi lớn của cô ta ngài huynh ngài hiểu lầm rồi kỳ hà huy cười khổ một tiếng nói em ấy là em gái tôi tên hoắc hiền nghe kỳ hà huy nói như vậy sắc mặt cô gái váy đỏ mới dịu đi một chút huỳnh nhân kinh ngạc nhìn cô ta lại kỳ lạ hỏi nếu cô ta là em gái anh tại sao anh họ kỳ cô ta lại họ hoắc ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép vừa nhắc đến chuyện này kỳ hạ huy và hoắc hiền lại biến sắc dường như có nỗi niềm khó nói kỳ hạ huy quay đầu nhìn cô ta đang trưng cầu sự đồng ý của cô ta hoắc hiền do dự một lúc đột nhiên phất tay anh muốn nói thì nói đi dù sao cũng không giấu được bao lâu kỳ hạ huy nhìn về phía huỳnh nhân thở dài ngài huỳnh chuyện này kể ra rất dài nói một cách đơn giản tôi và hoắc hiền đều là con của hoắc ca câu này vừa thốt ra ánh mắt huỳnh nhân lập tức thay đổi người khác không hiểu ý câu nói này anh thì lại hiểu được thời niên thiếu hoắc ca tung hoành có rất nhiều con riêng lại chỉ có một cô con gái ruột quan hệ giữa cô con gái đó và hoắc ca căng thẳng đến cực điểm lẽ nào chính là cô gái này huỳnh nhân không hỏi tiếp một là đây là chuyện riêng tư của nhà người ta anh không tiện hỏi nhiều, hay là, ông Trịnh đã bước qua đây rồi. Liên truyền quốc, Liên Thúy Na và nhóm người nhà họ Liên sốt ruột như kiến bỏ trên chảo nóng, nhưng mà, đã không thoát được nữa, chỉ đành đứng lên, căng ra đầu nói. Chúc ông Trịnh Giang Sơn vạn dặm, thăng tiến thêm một bước. Cảm ơn mọi người. Ông Trịnh sảng khoái cười to, uống hết rượu trong ly. Nhưng mà, sau khi uống xong không rời đi như khi trước, mà đứng yên tại chỗ đánh giá người nhà họ liên. Chương 174: Muốn chém giết muốn róc thịt. Ông Trịnh giống như biết được chuyện gì đó, trong giọng nói trầm thấp, lộ ra sát ý nhàn nhạt. Tất cả người nhà họ Liên đều run rẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí nín thở, không dám thở mạnh. Nhà họ Trịnh không phải đồ ngốc, trong một khoảng thời gian dài liên tục không có tin tức của Trịnh Hạo, gọi trời không thấu, gọi đất không nghe, cơ bản là lành ít giữ nhiều. Vậy thì tại sao nhà họ Trịnh lại mời nhà họ Liên bởi vì bọn họ không có chứng cứ nhà họ Liên đã giết Trịnh Hạo, cho nên ông Trịnh muốn đích thân nghe thấy nhà họ Liên nhận tội. Bữa tiệc hồng môn này, hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. Câu này ông ta nói không nặng không nhẹ, vừa khéo có thể khiến tất cả khách mời nghe thấy, hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe thấy vẻ đè nén của một trận mưa gió sắp kéo đến. Ánh mắt của Huỳnh Nhân cũng khẽ híp lại, lóe lên ánh sáng sắc bén. Chuyện nên đến, cũng phải đến liên truyền quốc lập tức nhìn về phía liên thúy na vờ bình tĩnh nói thúy na con nói đi suy nghĩ của liên truyền quốc rất đơn giản nhà họ liên là một nhánh của nhà họ liễu lỡ như sự việc thật sự đi đến bước đường không thể khống chế có thể nhanh chóng vứt bỏ nhà họ liễu để bảo toàn nhà họ liên liên thúy na thình lình bị đẩy ra sợ đến mức mặt mũi trắng bệch lắp bắp nói chuyện đó trịnh hảo thằng bé thế nào Trịnh Tiến Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Thúy Na, truy hỏi. Khoảng thời gian này tôi rất nhớ thằng bé, ngay cả nằm mơ cũng gọi tên của thằng bé, xã hội bên ngoài loạn như vậy, tôi sợ thằng bé bị người có lòng hiểm ác hãm hại. Bầu không khí ở hiện trường cực kỳ đè nén, không khí như thể bị đông cứng, khiến người ta không thể hít thở. Một vài gia tộc thậm chí đưa người lùi về sau vài bước, sợ tai bay vạ gió. Kỳ Hạ Huy và Hoác Hiền cũng hít mắt lại, nhìn trịnh tiến thành nhưng không phải sợ hãi thấy bà ta mãi không nói chuyện trịnh tiến thành lại đổi sang gương mặt đau khổ nói mọi người cứ yên tâm nói đi nhà họ liên là đối tác làm ăn quan trọng của nhà họ trịnh nếu trịnh hạo thật sự xảy ra chuyện tôi cũng sẽ không trách mọi người tôi chỉ yêu thương hai đứa cháu trai này của tôi cuối cùng thằng bé còn sống hay đã chết mọi người cũng phải cho tôi biết chính xác trịnh tiến thành chảy nước mắt thậm chí quỳ dạp xuống đất dáng vẻ lo lắng cho cháu trai. Người nhà họ Liên cũng bị bộ dạng của ông Trịnh làm cho cảm động, trần trừ một lúc, lên tiếng hỏi. Ông Trịnh, ông thật sự không trách chúng tôi chứ? Trong mắt Trịnh Tiến Thành nhanh chóng lướt qua sát ý sắc bén, nhưng vẫn đau đớn nói. Thật sự, mọi người mau nói cho tôi biết, cháu ngoan của tôi rốt cuộc thế nào rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhóm người Liên Thúy Na và Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân nhìn nhau, như thể đang hạ quyết tâm, mặc kệ nhóm người liễu nham khuyên ngăn vẫn nói ra sự thật ông trịnh xin bớt đau buồn trịnh hảo đã đi rồi cái gì đồng tử trịnh tiến thành co lại hít khí lạnh liên tục lùi về sau mấy bước cuối cùng dầm một tiếng ngồi phịch xuống đất ông nội trịnh lâm vội vàng dẫn người nhà họ trịnh xông qua đó nhanh chóng dìu ông trịnh đứng lên vỗ lưng ông ta để hơi thở thông thuận cháu ngoan của tôi trịnh tiến thành đau đớn hét lên một tiếng sau đó vẻ mặt khổ sở trước mắt biến thành sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm tất cả người nhà họ Liên. Tôi có lòng tốt tác hợp Trịnh Hạo và Liễu Cảnh Nhiên, các người lại lấy ơn báo oán, hại chết cháu ngoan của tôi, hôm nay mặc kệ là nhà họ Liên hay nhà họ Liễu, đều không thể sống sót rời khỏi chỗ này, tôi muốn tất cả các người phải chôn cùng cháu trai của tôi. Câu này vừa thốt ra, trên dưới nhà họ Liên đều thay đổi sắc mặt rõ rệt. Liên Truyền Quốc vội vàng đi đến trước mặt Trịnh Tiến Thành, khổ sở cầu xin. Tiến Thành, chuyện này không liên quan đến nhà họ liên chúng tôi, Thúy Na đã gả ra ngoài rồi, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, không thu lại được. Nếu ông muốn trừng phạt, cứ trừng phạt nhà họ liễu là được, không liên quan đến nhà họ liên của tôi. Chuyện liên quan đến sống chết của nhà họ liên, liên truyền quốc không còn lo được nhiều như vậy nữa, bắt đầu bán con gái mình. Sắc mặt liên Thúy Na trắng bệch, dầm một tiếng quỳ xuống. Ông Trịnh, cũng không liên quan đến nhà họ liễu chúng tôi, trên dưới nhà họ Liễu đều đồng ý để Cảnh Nhiên và Trịnh Hạo ở bên nhau, là tên rác rưởi này, giết chết Trịnh Hạo, muốn chém muốn giết cậu ta, đều tùy ý ông, tuyệt đối đừng tính cái sai lầm của cậu ta lên nhà họ Liễu chúng tôi. Liên Thúy Na đột ngột xoay người, chỉ vào Huỳnh Nhân, nói với vẻ oán độc. "Mẹ, đúng là anh ta giết Trịnh Hạo, nhưng tên kia còn muốn hại ba, chết còn chưa hết tội." Thấy Liên Thúy Na vậy mà đẩy Huỳnh Nhân ra không chút do dự, Liễu Cảnh Nhiên cũng lo lắng cô ta có xấu xa đến mấy cũng không xấu đến mức muốn lấy mạng huỳnh nhân liễu nham cũng nhìn liên thúy na với vẻ khó tin có thế nào bà cũng là trưởng bối của huỳnh nhân sao có thể làm ra loại chuyện này tôi làm sai sao vốn dĩ người là do cậu ta giết cậu ta là tội phạm giết người nói rồi liên thúy na lại đến bên cạnh ông trịnh chỉ vào huỳnh nhân nói ông trịnh tôi và ông là người cùng phe tuyệt đối đừng tha cho cậu ta Nghe lời nói của Liên Thúy Na, Liễu Cảnh Nhiên vội vàng xoay người, lo lắng nói với Huỳnh Nhân. Anh mau trốn đi, nhà họ trịnh còn lớn mạnh hơn nhà họ Liên. Nhưng mà, Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên gương mặt không chút sợ hãi, chỉ là khi nhìn về phía Liên Thúy Na, trong mắt đen nhánh lướt qua vẻ lạnh lẽo. Ngài Huỳnh, có cần tôi? Trong mắt kỳ hạ huy lóe lên tia sáng sắc bén, Huỳnh Nhân chỉ phất tay. Còn chưa đến lúc để anh ra tay. Hoác Hiền kinh ngạc nhìn Huỳnh Nhân. Cô ta rất quen thuộc với người anh này của mình, tính tình kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, vậy mà bây giờ lại cung kính với một người đàn ông từ tận đáy lòng. Trịnh Tiến Thành cũng nhìn về phía Huỳnh Nhân, ánh mắt răng đầy sát ý. Chính là mày, đã giết cháu trai của tao. Đúng vậy. Huỳnh Nhân không chút sợ hãi, thản nhiên nói. Anh ta muốn hại ba tôi, có lòng hiểm ác, tôi giết anh ta, là chuyện đương nhiên mặc kệ cháu tao đã làm chuyện người thần phẫn nộ gì cũng không đến lượt người ngoài như mày ra tay với thằng bé lúc này trịnh tiến thành bừng bừng sát khí làm gì còn dáng vẻ nửa người đã xuống mổ nữa tao sẽ cho mày biết đắc tội nhà họ trịnh của tao sẽ có kết cục thế nào ông nội ông có chuyện không biết lúc này trịnh lâm cũng đến bên cạnh trịnh tiến thành chỉ vào huỳnh nhân lạnh lùng nói vừa nãy khi tiệc thọ còn chưa bắt đầu cậu ta đã dung túng cho vệ sĩ của mình rút lưới cậu chủ của rất nhiều gia tộc còn ra tay với con nữa cái gì trịnh tiến thành càng thêm phẫn nộ mày đã giết một đứa cháu của tao còn dám ra tay với một đứa cháu khác đối diện với lửa giận của trịnh tiến thành huỳnh nhân lại than thở vốn dĩ mọi người đều bình yên vô sự tôi cũng sẽ không ra tay với nhà họ trịnh nhưng bây giờ là ông ép tôi hỗn sược huỳnh nhân chỉ nói sự thật Trịnh Tiến Thành lại giận dữ. Mày cảm thấy hôm nay mày còn sống để ra khỏi nhà họ Trịnh sao? Lúc nói chuyện, ông ta đã phất tay, mấy chục cao thủ của nhà họ Trịnh lập tức xông ra từ khắp các nơi, bao vây chặt chẽ nơi này. Còn có một người đàn ông ở bên cạnh như hổ rình mồi, gò má nhô cao lồi lên, gân xanh ở huyệt thái dương co giật, oai phong mạnh mẽ, khí thế không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Tao biết vệ sĩ của mày đánh giỏi, nhưng đánh giỏi đến mấy, có thể lợi hại hơn súng đạn sao? Sắc mặt ông Trịnh hung ác nói. Cuống hồ, còn có cao thủ hàng đầu của nhà họ Trịnh Tao chấn giữ, hôm nay mày có là thần tiên đại la, mọc cánh cũng khó thoát. Đội hình như vậy, khiến không ít người của các gia tộc đều run rẩy sắc mặt huỳnh nhân lại không thay đổi, thậm chí khóe môi khẽ dương lên. Chỉ thế này thôi à, chương 175, người phụ nữ tàn nhẫn mười mấy tên cầm súng ống đồng loạt chĩa họng súng vào đầu huỳnh nhân một cao thủ đỉnh phong ở bên cạnh chờ cơ hội ra tay đội hình thế này đã là tất cả vốn liếng của một gia tộc rồi nhưng huỳnh nhân lại chỉ cười khẽ ba tiếng hoàn toàn không để bọn họ vào mắt tất cả những người có mặt đều cảm thấy huỳnh nhân điên thật rồi thưa các anh em bạn hữu sự việc xảy ra bất ngờ việc vui thành việc buồn họ trịnh tôi đây thành thật xin lỗi đột nhiên trịnh tiến thành quay người lại Nhìn về phía tất cả các gia tộc được mời đến, nhẹ nhàng cúi đầu. Ngày khác họ Trịnh nhất định sẽ đích thân tới cửa thăm hỏi, hôm nay xin mời các vị về trước cho. Không sao không sao, sức khỏe của ông Trịnh quan trọng hơn, đừng vì mấy chuyện không đâu này mà tổn hại đến sức khỏe. Nếu cần đến nhà chúng tôi hỗ trợ thì cứ mở lời. Người của các gia tộc lần lượt từ biệt rồi rời đi, không lâu sau, toàn bộ nhà họ Trịnh trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại vệ sĩ của nhà họ Trịnh mọi người trong nhà họ liên và nhà họ kỳ bầu không khí đượm vẻ nghiêm trọng sơ sắc tiêu điều, điều trịnh tiến thành lại nhìn về phía kỳ hạ huy đôi mắt híp lại lộ vẻ nguy hiểm ông chủ kỳ không đi à kỳ hạ huy nhấp một ngụm rượu ngon cười ha hả nói ông trịnh không cần để ý đến tôi cứ coi chúng tôi như người tàng hình là được những lời này là biến tướng ngoài mặt trong lập trường của nhà họ kỳ điều này khiến vẻ mặt trịnh tiến thành càng thêm u ám nhưng nghĩ đến thực lực hùng mạnh của nhà họ Kỳ, Trịnh Tiến Thành cũng không nói gì thêm, chỉ khịt mũi một cái rồi nhìn mọi người trong nhà họ Liên bằng ánh mắt u tối. Xem ra, nhà họ Liên mấy người quyết muốn làm kẻ thù của nhà họ Trịnh tôi. Không dám, Liên Truyền Quốc lập tức sợ tới mức không dám thở mạnh, vội vàng đẩy Liên Thúy Na một cái. Cái rổ mà nhà bọn mày chọc ra đấy, còn không nhanh nghĩ cách giải quyết đi. Liên Thúy Na cũng gấp như kiến bò trên chảo nóng chợt tức giận nhìn Huỳnh Nhân. Cái đồ bỏ đi kia, còn không mau quỳ xuống trước ông Trịnh. Sắc mặt Huỳnh Nhân lạnh lẽo, không nói gì, anh chẳng còn hứng nói chuyện với Liên Thúy Na. Nhưng trái lại, Liễu Nham kéo Liên Thúy Na đang vội đến mức đầu đầy mồ hôi qua, quát lớn một tiếng. Đủ rồi, bà điên này đừng có mà làm loạn thêm nữa. Bà quên Trịnh Hảo đã làm những gì rồi à? Mẹ, lần này con đứng về phía ba. Liễu Cảnh Nhiên cũng bình tĩnh nói, dù gì cũng đứng trước nhiều hỏng súng như vậy cô ta đã tái mặt vì sợ hãi trịnh hạo muốn mưu hại ba tôi tôi đúng là mù mới đi cùng anh ta cả nhà họ trịnh cũng không phải là thứ tốt đẹp gì không có chuyện chẳng có lý do gì mà yêu cũng không có chuyện chẳng có lý do gì mà hận vì sao nhà họ trịnh phải giúp nhà họ liên chẳng phải vì để sau này dễ dàng thâu tóm nhà họ liên hơn à ông ơi đạo lý đơn giản đến vậy mà ông cũng không hiểu ư Cả nhà họ Liên đều chìm vào sự im lặng hồi lâu, đặc biệt là Liên Truyền Quốc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Là người đứng đầu nhà họ Liên, tất nhiên ông ta biết tất thảy những chuyện này, vỗ béo heo rồi mới làm thịt, vì thế nên nhà họ Trịnh mới hết lần này đến lần khác đầu tư vào nhà họ Liên. Nhưng không phải nhà Liên cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của nhà họ Trịnh để củng cố chính mình đấy sao? Nói trắng ra, hai bên là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng hiện tại nhà họ Trịnh và nhà họ Chu đều cạch mặt nhau thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của Liên Truyền Quốc. Ông ta trầm tư hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, nói. Cảnh nhiên, những gì cháu nói ông đều hiểu, bây giờ là giai đoạn nhà họ Liên phát triển mạnh nhất, không thể không có nhà họ Trịnh. Lời vừa dứt, đồng tử của Liễu Cảnh Nhiên hơi co lại, Trịnh Tiến Thành nở một nụ cười lạnh lẽo. Ông Liên, xem ra tôi cũng không nhìn lầm ông, cái chết của cháu trai tôi không thể đổ lên đầu nhà họ Liên ông nhưng việc này cần có một lời giải thích nói xong ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn huỳnh nhân nói tiếp người này tôi sẽ cắt đứt tứ chi của nó chuyện giết nó thì giao cho nhà họ liên mấy người để tôi xem lòng thành của nhà họ liên đến đâu được liên truyền quốc không do dự gì mà gật đầu đồng ý ngay liễu cảnh nhiên và liễu nham lập tức nhìn về phía huỳnh nhân thúc giục anh mau chạy đi nhà họ trịnh và nhà họ liên cùng đối phó anh anh không có phần thắng đâu Liễu Cảnh Nhiên thay đổi thái độ cũng khiến Huỳnh Nhân hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười khẽ một tiếng, đi đến trước mặt Liễu Cảnh Nhiên, thản nhiên nói: "Ý tốt của cô, tôi nhận. Hôm nay tôi đứng ở đây, xem ai có thể đụng tới tôi." Những lời này cực kỳ phách lối, nhưng Liễu Cảnh Nhiên khẽ run lên, nghĩ đến Huỳnh Nhân trước đây, dường như anh chưa từng lùi bước. Lúc này Lưu An đã chậm rãi tiến tới, Kỳ Hạ Huy cũng châm một điếu thuốc, lẳng lặng hút thuốc ha 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 nhà họ trịnh vang lên một trận cười đầy khinh thường trịnh lâm vừa cười vừa bước tới chỉ vào huỳnh nhân nói mày cho là mày còn có thể không cần kiêng rè gì như vừa rồi chắc ở trước mặt nhà họ trịnh tao mày chỉ là một cái rắm mà thôi trịnh tiến thành cũng nhìn về phía liên truyền quốc mấy người về trước đi đến lúc đó tôi sẽ đưa nó về nhà họ chu ngày mai mang đầu nó tới gặp tôi chỉ có trịnh lâm biết tại sao ông gã lại làm như vậy hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông gã nên không muốn giết người, vậy cứ để nhà họ Liên làm đi. Liên truyền quốc đành rời khỏi nhà họ Trịnh, còn liên tục cảm ơn. Cảm ơn ông Trịnh khoan thứ, cảm ơn cụ Trịnh bao dung. Cút đi. Liên truyền quốc vội vàng dẫn người nhà họ Liên đi khỏi, Liên Thúy Na kéo liễu cảnh nhiên đi. Được rồi, đi thôi. Nhưng, Huỳnh Nhân, anh ta, không cần lo cho đồ bỏ đi kia làm gì, hôm nay chắc chắn nó phải chết. Liễu cảnh nhiên đi một bước lại ngoái nhìn Huỳnh Nhân một lần, nhưng Liên Thúy Na vội vã kéo cô ta rời đi. Từ đầu đến cuối, Huỳnh Nhân cũng không có ngăn cản, với anh mà nói, mọi người đều đi mới là chuyện tốt. Được rồi, mày còn lời chăn chối gì muốn nói không? Ánh mắt trịnh tiến thành lạnh lẽo nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân. Khóe miệng Huỳnh Nhân nở một nụ cười cổ quái, thản nhiên nói. Tôi nói là ông tự tin đến mức nghĩ rằng mình có thể ăn được tôi. Huỳnh Nhân, đừng tưởng là tao không biết mày lấy tự tin ở đâu. Trịnh Lâm đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Mày chính là cái tên đã ở cùng với Liễu Phi Tuyết vào 5 năm, năm trước. Tất cả những mọi thứ của mày đều do Liễu Phi Tuyết ban cho. Không có cô ta, mày chẳng là cái thá gì cả. Ầm, um, lời vừa dứt, ánh mắt huỳnh nhân lập tức trở nên rét lạnh, tràn ngập sự tàn ác như có như không. Đôi mắt kỳ hạ huy lộ ra vẻ kinh hãi, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị sẵn nhưng vẫn bị thông tin này làm sửng sốt vợ của anh huỳnh là tổng giám đốc tập đoàn lệ tinh trong mắt hoác hiền cũng đầy sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó hai anh em nhìn nhau cùng có chung sự nhận định sự tàn ác trong mắt lóe lên rồi lại biến mất huỳnh nhân cười nhẹ không cần biết mày lấy thông tin từ đâu nhưng mày cũng không thể nói cho người khác biết đã chết đến nơi rồi còn mạnh miệng trịnh lâm tức giận rồi nhìn sang trịnh tiến thành ông nội để vệ sĩ bắn thủng tứ chi của nó đi đừng giết nó cháu muốn khiến nó cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết trịnh tiến thành ngừng nói linh tinh thêm mà vung tay lên bắn đi pằng 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 ngay sau đó toàn bộ nhà họ trịnh tràn ngập tiếng súng chói tai ha 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 trịnh lâm không nhịn được cười ha hả đồ bỏ đi chỉ biết ăn trực uống chờ như mày sao đấu được với tao mày mở to mắt mà nhìn đằng sau đi. Giọng nói nhẹ truyền đến, tiếng cười của trịnh lâm chợt im bặt, nhìn huỳnh nhân vẫn lành lặn không có thương tích gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sao mày vẫn an toàn được? Như thể cảm nhận được điều gì đó, trịnh lâm, trịnh tiến thành và tất cả mọi người trong nhà họ trịnh vô thức nhìn lại, thấy được một cảnh tượng bi thảm. Tất cả các vệ sĩ của nhà họ trịnh chưa kịp nổ súng thì đã bị bắn chết, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mặt. Bên ngoài nhà họ trịnh có 40, 50 người mặc vest, tay cầm súng lục, trông vô cùng hung dữ. Trịnh Tiến thành lập tức quay đầu nhìn Kỳ Hạ Huy đầy căm tức. "Kỳ Hạ Huy, cậu dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trịnh tôi à?" "Này lão già, ông nhìn cho kỹ đi, người của tôi đâu có ra tay đâu." Kỳ Hạ Huy cười xấu xa nói. "Cái gì?" Nhất thời, sắc mặt Trịnh Tiến thành thay đổi kịch liệt. "Đó là người của tôi." Một tiếng cười nhẹ khác truyền đến. Hoắc Hiền đi giày cao gót 10 phân, tư thái duyên dáng đi tới. Cô là? Đôi mắt của Trịnh Lâm mở to, nhìn chằm chằm Hoắc Hiền. Tự giới thiệu bản thân chút vậy. Hoắc Hiền cười tươi như hoa nói, "Tôi là con gái lớn của nhà họ Hoắc." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 176, lòng thành của nhà họ Trịnh. Dây trước khí thế của vệ sĩ nhà họ Trịnh vẫn còn vô cùng hùng hổ, dây sau trong đều đã ngã trên mặt đất chỉ còn lại một cao thủ hàng đầu được nhà họ trịnh dùng rất nhiều tiền thuê tới gã ta nhìn cảnh tượng này mà phải khiếp sợ sốc đến mức thậm chí nói cũng không nên lời tất cả hoàn toàn chìm trong sự im lặng trịnh lâm mở to mắt đầy vẻ không thể tin quên luôn cả việc trước mắt sắc mặt gã nhanh chóng trở nên tái nhợt trịnh tiến thành hụt hơi một cái rồi ngã ngồi xuống đất cả người run lẩy bẩy đây đều là những vệ sĩ chuyên dùng súng lục ông ta tốn rất nhiều tiền huấn luyện không ngờ trong nháy mắt tất cả đã chết Kết quả này vốn đã nằm trong tính toán của Huỳnh Nhân, nhưng anh vẫn kinh ngạc nhìn Hoắc Hiền. Rõ ràng người vốn ra tay là Kỳ Hạ Huy, thế mà lại biến thành Hoắc Hiền. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Huỳnh Nhân, Hoắc Hiền nở nụ cười quyến rũ với anh, tinh quái trước mắt, như muốn nói, anh nợ tôi một ơn đấy nhé. Không thể nào, điều này là không thể. Trịnh Tiến Thành chậm rãi đứng lên nhờ nhà họ Trịnh đỡ dậy, thân thể già nua vẫn không ngừng run rẩy như cũ, hoảng sợ nhìn Hoắc Hiền rồi tự lầm, theo tôi được biết thì nhà họ Hoác chỉ có một đứa con trai, không có con gái. Rốt cuộc cô là ai? Khuôn mặt như hồ ly của Hoác Hiền lộ vẻ lạnh lùng, hung độc, âm ngoan nói. Ông nói không sai, triệu lão lục quả thật không xứng làm ba tôi. Những lời này tràn ngập sự hận thù sâu sắc, kỳ hạ huy khẽ thở dài. Đôi mắt huỳnh nhân hơi nheo lại. Anh biết khá nhiều về chuyện của Hoác ca, ngoài việc có nhiều con ngoài giá thú thì ông ta còn có một đứa con gái ruột. Chỉ là cô con gái này lại không nhận người ba kia, cũng không ở nhà họ Hoắc nên dẫn đến rất nhiều gia tộc đều không biết đến sự tồn tại của Hoắc Hiền. Thưa cô, lão già này lại dám phủ nhận cô, có muốn tôi? Đúng lúc này, một người đàn ông đầu chọc bước dẫn theo khoảng 40, 50 người đi vào khuôn viên nhà họ Trịnh, cung kính đứng trước mặt Hoắc Hiền. Chỉ riêng trận chiến này thôi cũng đủ để chứng minh thân phận của cô ta, Trịnh Tiến thành không tin nổi cũng phải tin. Hoắc Hiền xua tay, thờ ơ nói. Không cần, mấy người các anh chỉ cần giết đám tên vệ sĩ đó là được rồi. Cô ta rất thông minh, chuyện nên làm thì sẽ làm, chuyện không nên làm thì tuyệt đối sẽ không làm. Đây là ân oán giữa nhà họ Trịnh và Huỳnh Nhân, nếu cô ta giết Trịnh Tiến Thành thì sẽ biến thành ân oán giữa nhà họ Hóc và nhà họ Trịnh. Trương Phong, sao còn không mau ra tay đi? Đột nhiên, Trịnh Tiến Thành tức giận gầm lên một tiếng. Hai mắt ông ta trợn trừng, răng đầy tơ máu đỏ ngầu, Nhìn về phía cao thủ đỉnh phong mạnh mẽ cách đó không xa. Hử, hai mắt huỳnh nhân tỏa hơi lạnh, đang định bảo Lưu An ra tay. ầm um, một bóng người dẫn đầu tiến lên một bước, ra tay trước Lưu An. Hạng tép siêu này đâu cần phiền đến anh huỳnh tự mình ra tay, cứ để tôi giải quyết cho. Kỳ Hạ Huy đầy vẻ ngoan độc, hóa thành một cái bóng, đánh về phía cao thủ bị bóc trần tên Trương Phong kia. Trương Phong trợt cả kinh, ánh mắt hiện vẻ khó tin nhìn Kỳ hà Huy chỉ cảm thấy anh ta như hổ dữ xuống núi, lập tức bùng lên khí thế, hoàn toàn nghiền nát Trương Phong. Trong khoảnh khắc đi tới trước mặt Trương Phong, gần cốt toàn thân kỳ hạ huy kêu răng rắc, hai tay đồng loạt đánh ra, trong nháy mắt đã đấm ra mấy quyền. Bụp bụp bụp, trong không khí không ngừng vang lên tiếng đánh, bóng quyền chớp nhoáng còn kèm theo cả tư thái sấm sét mở ảo. Huỳnh Nhân và Lưu An nhìn nhau, trong mắt đều hiện vẻ kinh ngạc chiêu thức mà kỳ hạ huy sử dụng lúc này hiển nhiên là quyền pháp bôn lôi do huỳnh nhân sáng tạo ra. Từ lâu anh ta đã không còn là tay gà mờ ngu ngơ, bất kể là tinh thần hay khí thế đều đã có sự thay ra đổi thịt. Bụp! Sau khi Trương Phong bị trúng một quyền thì lùi lại một bước rồi không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Cho đến tận khi Kỳ Hạ Huy đấm một quyền cuối cùng vào hạ bộ của Trương Phong, anh ta mới chịu lùi lại về sau. Giây sau, một tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên. À, anh ta đau đến mức cả người lăn lột, nhưng cơn đau không những không giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng. Chúng phải quyền bôn lôi, tuyệt đối không được di chuyển, chỉ cần khẽ cử động thì tất cả sức lực đều sẽ nổ tưng, cơn đau sẽ dần tăng lên. Huỳnh Nhân hài lòng gật đầu, chứng tỏ kỳ hạ huy không phụ sự kỳ vọng của anh, sau khi được anh chỉ dạy, anh ta càng thêm chăm chỉ học tập. Còn Trịnh Tiến Thành thì hoàn toàn chết lặng ngay tại chỗ đây là cao thủ đỉnh phong ông ta bỏ ra số tiền lớn để mời về thế mà kỳ hạ huy lại có thể giải quyết chỉ trong mộ hiệp hiện trường hoàn toàn rơi vào sự im lìm mọi người trong nhà họ trịnh đều tái mặt linh hồn run rẩy cha ông nội thậm chí trịnh lâm còn không hiểu được mình đang nói gì run rẩy ngồi bệt xuống nền đất lúc này chỉ có thể dựa vào ông nội của gã thì mới có cơ may sống sót nào biết mắt trịnh tiến thành nhìn chồng chồng kỳ hạ huy giọng vừa sợ vừa giận Kỳ Hà Huy, nhà họ Trịnh tôi không thù không oán với cậu. Tại sao cậu lại muốn đối phó với nhà họ Trịnh tôi? Kỳ Hà Huy cười lạnh một tiếng. Tôi không có ân oán nợ nần gì với mấy người, nhưng ông lại có thù với sư phụ của tôi. Dám ra tay với sư phụ của tôi, tôi thấy mấy người đúng là chán sống rồi. Sư phụ, nghe Kỳ Hà Huy nói xong, toàn thể nhà họ Trịnh đều hóa đá. Ai là sư phụ của Kỳ Hà Huy cơ? Giây tiếp theo ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Huỳnh Nhân. Chỉ có sắc mặt của Lưu An là bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào. Huỳnh Nhân mặc vest, trên mặt hiện nụ cười nhạt, đi về phía đám người trong nhà họ trịnh. Cộp, 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 trong không gian vang lên tiếng bước chân lanh lảnh của anh, nhưng đối với người nhà họ trịnh mà nói thì lại giống như âm thanh của cái chết, tuyên án tử hình. Đừng, đừng tới đây. Sắc mặt trịnh lâm lộ vẻ hoảng sợ, hét lên, liên tục lui lại, nhưng lại vấp phải hòn đá bịch một tiếng thảm hại ngã vật ra đấy nhưng gã không hề cảm thấy đau vẫn rời mông không ngừng lùi về sau huỳnh nhân khẽ liếc nhìn gã một cái đôi mắt đen nhánh như chăm chú nhìn xuống vực thẳng đột nhiên ba hồn bảy phách của như thể trịnh lâm bay mất thậm chí còn không còn chút sức lực nhích người nhưng huỳnh nhân hoàn toàn không có hứng thú gì với gã đi thẳng tới trước mặt trịnh tiến thành nhếch mép cười gia chủ nhà họ trịnh à tục ngữ có câu gừng càng già càng cay, sao ông càng già lại cùng lú lẫn vậy? Tôi đã nói rồi, hoàn toàn không cần tôi ra tay, nhà họ trịnh mấy người sẽ tự diệt thôi. Hai gối trịnh tiến thành mềm nhũn, phịch một tiếng khuỵu xuống đất, sớm đã sợ đến mức mất hồn. Cho tới giờ phút này, ông ta mới hiểu vì sao nhà họ kỳ lại không mời mà đến, không phải chúc thọ ông ta gì rất, mà là đến hỗ trợ trận chiến cho huỳnh nhân. Tiếc là lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Cơ thể ông ta run rẩy, liên tục xin tha thứ. Anh Huỳnh, là do tôi mắt mù không nhìn thấy núi Thái Sơn. Xem như ít nhiều gì nhà họ trịnh tôi cũng đã giúp nhà họ liên mà tha cho chúng tôi thôi. Cháu trai trịnh hảo của ông có ý xấu với ba tôi, chết cũng không hết tội, ông lại vờ như không biết, trái lại tôi cũng không có ý định ra tay với nhà họ trịnh. Huỳnh nhân lạnh nhạt nói y. Nhưng ông gây sự hết lần này đến lần khác, cứ ép tôi phải ra tay với nhà họ trịnh ông, ông nói xem, trách được ai đúng đúng là tội của tôi đáng chết nghìn lần xin anh huỳnh cứ coi chúng tôi như cái rắm mà bỏ qua cho trịnh tiến thành ra sức dập đầu tuy huỳnh nhân không ra tay nhưng xét từ thái độ của kỳ hạ huy đối với anh chắc chắn anh là người có máu mặt chỉ có người như vậy mới có hành động không kiêng nể gì trong tiệc mừng thọ của mình thậm chí buông lời ngung cuồng ngay trước mặt mọi người lên giọng như con ông cháu cha lúc này một chiếc ô tô dừng lại trước cửa nhà họ trịnh một người đàn ông mặc vest bước xuống đó là phó tổng giám đốc của long đằng chu hào anh ta hoàn toàn không ngạc nhiên với chuyện xảy ra phía nhà họ trịnh bước nhanh đến trước mặt huỳnh nhân kính cẩn báo cáo anh huỳnh đây là thông tin anh muốn huỳnh nhân cầm lấy nhìn qua rồi ném tới trước mặt trịnh tiến thành nhìn kỹ đi chỉ liếc mắt một cái sắc mặt trịnh tiến thành đã tái nhợt tất cả những gì được liệt kê ở trên rõ ràng đều là những chuyện phạm pháp do công ty dưới trướng họ trịnh làm ra chuyện sau nặng hơn chuyện trước chuyện trước không đủ kinh hãi bằng chuyện sau sau khi nhìn thấy toàn thân trịnh tiến thành run lên cầm tờ giấy cũng không xong ánh mắt hiện sự kinh hoàng nhìn huỳnh nhân trước đây nhà họ trịnh đã làm chuyện gì ông ta đều xử lý rất sạch sẽ thế mà vẫn bị huỳnh nhân điều tra ra người như vậy cơ bản là đứng trên đỉnh cao quyền lực gia chủ nhà họ trịnh à nếu tôi gửi thông tin này đến cục cảnh sát ông đoán các ông sẽ có hậu quả gì huỳnh nhân chậm rãi nói Phé miệng hiện lên nụ cười hài hước. Trịnh Tiến Thành dùng cả tay lẫn chân vội vã leo lên chân Huỳnh Nhân, túm lấy ống quần Huỳnh Nhân, gào lớn: "Anh Huỳnh, tôi sẽ rời khỏi Minh Châu, tất cả công ty trực thuộc nhà họ Trịnh tôi đều sẵn lòng giao cho anh Huỳnh, chỉ mong đổi lấy một con đường sống cho nhà họ Trịnh." Ông nội, gia chủ à, tuyệt đối không được đâu. Lời vừa dứt, toàn bộ mọi người trong nhà họ Trịnh đều đồng thanh kêu lên: "Tất cả câm miệng cho tôi." Trịnh Tiến Thành gầm lên một tiếng, chừng mắt nhìn đám người nhà họ Trịnh, tai họa hôm nay của nhà họ Trịnh là bắt nguồn từ tôi nên phải có một lời giải thích. Dù công ty không còn thì vẫn có thể gây dựng lại, nhưng một khi người không còn thì tất cả đều mết, sống là hy vọng lớn nhất. Trong tiếng giống giận dữ tang thương của ông Trịnh, nhà họ Trịnh Lâm vào trầm mặc. Huỳnh Nhân nheo đôi mắt nguy hiểm, lãnh đạm cười. Toàn bộ nhà họ Trịnh thì không đủ, phải thêm một người nữa lòng trịnh tiến thành run lên, dâng lên một cảm giác bất an, nhưng vẫn nói, mời nói anh đừng nói. Huỳnh nhân bất chợt nhìn về phía trịnh lâm đang đờ đẫn, giọng nói cực kỳ rét lạnh. Giết hắn cũng có nghĩa là đại biểu cho lòng thành của nhà họ trịnh ra mấy người. chương 177, giết gà dọa khỉ. Sau khi nghe xong lời của Huỳnh Nhân, đồng tử mắt Trịnh Tiến Thành co lại, Trịnh Lâm càng bàng hoàng hơn. Có đánh chết gã cũng không ngờ Huỳnh Nhân sẽ đưa ra yêu cầu giết chết gã chỉ riêng Lưu An vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô ta hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu mà Huỳnh Nhân đưa ra. Với thiếu chủ, càng ít người biết chuyện anh và Liễu Phi Tuyết là vợ chồng càng tốt, nhưng gã trịnh lâm kia đã nghe thấy bí mật này từ miệng cậu ấm nhà họ đồng, hơn nữa còn liên tục lôi chuyện này ra sỉ nhục Liễu Phi Tuyết, không giết chết gã mới là lạ. Xong, loài run dế như gã hoàn toàn không xứng để thiếu chủ đích thân giết chết. Vì vậy, đương nhiên công việc giết gã được giao cho trịnh Tiến Thành. Bầu không khí lúc này tràn ngập sát ý, Trịnh Tiến Thành lấy lại tinh thần, cười khan một tiếng với Huỳnh Nhân, nói: "Anh Huỳnh, có thể đổi một yêu cầu khác không, chuyện này thật sự. Tôi vẫn giữ yêu cầu đó, nếu không đồng ý, nhà họ Trịnh các người cứ chuẩn bị tinh thần bị diệt vong đi." Huỳnh Nhân không kiêng nể gì ngắt lời ông ta, hờ hững nói: "Xoạt." Anh vừa dứt lời, mặt Trịnh Tiến Thành và Trịnh Lâm đều tái nhợt. "Anh Huỳnh, Trịnh Tiến Thành còn muốn van nài, nhưng chỉ trong giây lát, mắt Huỳnh Nhân ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tôi chỉ cho ông thời gian một phút đồng hồ để ông đích thân ra tay giết cậu ta thôi. Nếu ông không giết, thời hạn một phút trôi qua rồi mà cậu ta vẫn còn sống thì không ai ở đây có thể sống sót rời đi đâu. Ông nội, ông mau cứu cháu với, cháu không muốn chết đâu. Mắt Trịnh Lâm lộ rõ vẻ hoảng sợ, gã vội vàng bò đến bên chân Trịnh Tiến Thành, cố hết sức túm lấy tay áo của ông ta nhưng điều khiến mọi người phải bất ngờ chính là trịnh tiến thành lại không trả lời gã biểu cảm u ám tột cùng trịnh lâm cũng bỗng chốc ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn trịnh tiến thành ông nội ông còn nửa phút nữa huỳnh nhân nhìn đồng hồ lạnh nhạt nhắc nhở ông nội ông đừng nghe lời cậu ta cậu ta không dám đụng đến cháu đâu trịnh lâm hết sức kinh hoàng bàn tay túm tay áo trịnh tiến thành cũng run lẩy bẩy trịnh lâm cháu tỉnh táo lại Nghiêm túc nghe lời ông nói đây." Trịnh Tiến thành bỗng khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Trịnh Lâm đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhìn ánh mắt của ông nội, Trịnh Lâm như hiểu ra điều gì, gã bất chợt dại ra. Ông nội vẫn luôn nhắc cháu, "Hỏa từ miệng mà ra, im lặng là vàng, nhưng cháu vẫn không nghe lời." Ông ta nhìn Trịnh Lâm, than vãn. "Cháu cảm thấy nhà họ Trịnh đã đủ mạnh, đủ lớn rồi, nên cháu vẫn luôn kiêu căng hống hách, không coi ai ra gì cả." nhưng chỉ một mình ông nội biết rằng, còn lâu nhà họ trịnh mới đủ mạnh, chưa nói những nơi xa, chỉ xét trong toàn bộ Minh Châu, đã có rất nhiều người có thể tiêu diệt nhà họ trịnh. Ông nội, ông đừng nói nữa, mau cứu cháu đi. Ban đầu, nếu cháu không gây hấn trước thì có lẽ nhà họ trịnh chúng ta còn có thể sống tạp, nhưng vì cháu mà cả nhà họ trịnh đã gặp rắc rối. Trịnh Tiến Thành như không nghe thấy lời nói của Trịnh Lâm, ông ta tiếp tục nói với vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt còn rất đối hiền lành, hệt như ánh mắt ông nội từng nhìn gã khi gã còn nhỏ. Còn 10 giây, Huỳnh Nhân thả tay xuống, chậm rãi đi về phía Trịnh Lâm. Nếu Trịnh Tiến Thành không nỡ ra tay, anh sẽ tự ra trận, giết chết tất cả người nhà họ Trịnh. Trịnh Lâm, ông nội cảm thấy thời gian vui vẻ nhất chính là lúc thấy hai anh em cháu và Trịnh Hạo cùng chơi đùa với nhau lúc còn nhỏ. Cháu nói xem, có phải một mình Trịnh Hạo ở trên trời như thế cô đơn lắm không? Nói tới đây, hai mắt Trịnh Tiến Thành đỏ sẫm, ngay cả giọng nói cũng có phần nghẹn ngào. Trong tay ông ta bỗng có thêm một khẩu súng lục u ám, rồi ông ta chậm rãi giơ súng, nhắm thẳng đầu Trịnh Lâm. Ông nội, ông định làm gì đấy? Chứng kiến cảnh tượng ấy, đồng tử Trịnh Lâm bỗng chợt co rút mạnh, gã liên tục lui về phía sau. Gia chủ hãy nghĩ lại đi. Những người khác trong nhà họ Trịnh cũng vội vàng chạy tới, Trịnh Tiến Thành quay phát đầu lại, trợn trừng mắt. Tất cả đừng tới đây, Hai nấy đều giật nảy mình, hoảng sợ nhìn Trịnh Tiến Thành, chỉ thấy vẻ mặt của ông ta lúc này dữ tợn khó tả. Nhà họ Trịnh đã được truyền giao ba đời, tôi không thể để cái nhà này hủy trong tay tôi, nếu không 30 năm sau, tôi không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nữa. Nhưng mà cháu là cháu trai của ông mà. Trịnh Lâm nhìn Trịnh Tiến Thành với vẻ khó tin, không ngờ ông nội sẽ giết mình để bảo vệ gia tộc. 5, 4, 3 Huỳnh Nhân bắt đầu đếm ngược thời gian. Trịnh Tiến Thành nhìn Trịnh Lâm, nói. Trịnh Lâm, vì gia tộc, ông chỉ có thể hy sinh cháu thôi, cháu đừng trách ông nội. Vừa dứt lời, ông ta lập tức nhắm hai mắt lại, bóp mạnh cò súng. Trịnh Lâm không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Đoàn, chỉ nghe một tiếng đạn bay ra khỏi nòng súng, Trịnh Lâm chỉ chạy được vài bước rồi không còn động đậy nữa. Cơ thể gã cứng ngắc như một cái xác đông cứng, đến khi người quay lại, Tất cả mọi người nhìn thấy trên trán gã xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi ồ ạt chảy xuống, thi thể Trịnh Lâm lập tức mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Cháu trai tôi." Trịnh Tiến thành ngửa mặt lên trời đau buồn gào thét, súng lục trong tay cũng rơi xuống đất theo tiếng ông ta. Toàn bộ người nhà họ Trịnh cũng im phăng phắc như đã chết, Trịnh Tiến thành tự tay nổ súng giết chết cháu trai của ông ta cũng chứng tỏ một điều, từ đây nhà họ Trịnh đã tuyệt hậu. Sau khi nỗi đau buồn qua đi, Trịnh Tiến Thành như già đi mười mấy tuổi, ánh mắt đục ngầu liếc nhìn Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh, tôi đã giết chết cháu trai tôi theo yêu cầu của anh rồi đấy, anh có thể buông tha cho người nhà họ Trịnh chúng tôi chưa? Huỳnh Nhân lạnh nhạt gật đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn Chu Hào một cái. Chu Hào sải bước tiến lên, đưa một bản hợp đồng cho ông ta. Gia chủ Trịnh, sau khi ông ký tên trong hợp đồng, tất cả tài sản tư hữu dưới danh nghĩa nhà họ Trịnh sẽ được tự động chuyển sang danh nghĩa của anh Huỳnh tự tay giết chết cháu trai mình đã khiến nội tâm của ông Trịnh sụp đổ, ông ta đần độn lấy bút ký tên mình, rồi sau đó xoay người lại, nhìn mọi người nhà họ Trịnh. Cầm tất cả đồ đạc trước đó trong nhà, tất cả thâu đêm rời khỏi Minh Châu thôi. Môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Trịnh Lâm chết, nhà họ Trịnh diệt phong, toàn bộ người nhà họ Trịnh đều đau lòng, nhưng dù không cam lòng đến mấy, họ cũng chỉ có thể vội vàng quay về nhà họ Trịnh, sắp xếp lại hành lý kỳ hạ huy liếc nhìn thi thể trịnh lâm trên đất một cái hỏi anh huỳnh chúng ta xử lý thi thể của cậu ta thế nào đây huỳnh nhân chẳng thèm nhìn lại một lần dẫn lưu an xoay người rời đi cùng lúc đó một giọng nói hờ hững vang lên lấy vải trắng che xác ném vào nhà họ liên vâng kỳ hạ huy lên tiếng ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn vậy là phải giết gà dọa khỉ rồi kỳ hạ huy chờ chút đã Lúc kỳ Hạ Huy đang định rời đi, Hoác Hiền bỗng gọi anh ta lại. Anh thân với con quỷ nhỏ mọn kia lắm hả? Nghe một câu quỷ nhỏ mọn của em gái, kỳ Hạ Huy sợ đến nỗi môi run run, hung ác lườm cô ta một cái. Phải gọi là anh Huỳnh. Đôi mắt đẹp của Hoác Hiền nhìn theo bóng lưng rời đi của Huỳnh Nhân, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Em nghĩ là em thích con quỷ nhỏ mọn đó rồi đấy. Kỳ Hạ Huy ngẩn ra, sợ tới mức che kín miệng Hoác Hiền. Cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung nghe chưa? Anh Huỳnh đã kết hôn rồi đấy. Thế thì đã sao? Hoắc Hiền hất tay Kỳ Hà Huy ra, nhìn anh ta với vẻ không vui. Anh ấy kết hôn thì kết hôn, em có kết hôn với anh ấy đâu? Kỳ Hà Huy lo lắng nhìn em gái mình, sợ cô ta sẽ thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngoại ô, nhà họ Liên, Liên Truyền Quốc, Liên Thúy Na, Liên Hồng Vân. Liễu Cảnh Nhiên và những người thuộc dòng dõi chính đều tập trung ở phòng khách, tuy nhiên, bầu không khí trong phòng vô cùng nghiêm trọng. Ai cũng tỏ vẻ lo âu như có mưa bão sắp đến. Ông Trịnh đã nói rõ rằng sẽ ném Huỳnh Nhân về nhà họ Liên, nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Liễu Cảnh Nhiên đứng phát dậy, nói. Không được, còn phải đến nhà họ Trịnh xem tình hình thế nào thôi. Liên Thúy Na kéo cô ta lại, vẻ mặt nham hiểm dữ tợn. Cái con bé này, sao con không hiểu gì thế hả thứ ăn hại đó đắc tội nhà họ trịnh chúng ta vừa hay nhân cơ hội này thoát được gánh nặng đó luôn liên truyền quốc cũng ra lệnh trước khi người nhà họ trịnh tới ai cũng không được rời khỏi nhà họ liên đổi một thứ rác rưởi để lấy lại sự tin tưởng của nhà họ trịnh nhà ta không lỗ nhưng mà liễu cảnh nhiên còn muốn nói gì nữa bên ngoài lại có tiếng ô tô ẩm vang một chiếc xe hơi đỗ lại trước cửa nhà họ liên vài người vác một cái bao tải to màu đen ném vào nhà họ Liên, rồi nghênh ngang rời đi. Chiếc bao tải đen to đó rất nặng, trông có vẻ như bên trong bao tải là một người. Liên truyền quốc lập tức đứng lên, sang sảng cười to. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, có lẽ thư rác rưởi đó đã bị cao thủ nhà họ trịnh đánh gãy xương tay chân, đưa đến đây mà. Liễu cảnh nhiên hít vào một hơi lạnh, vẻ mặt trở nên lo lắng, cô ta đi theo người nhà họ liên tới bên cạnh chiếc bao tải đen. Để tôi xem đồ ăn hại đó đã bị đánh thành thế nào rồi." Liên Thúy Na vội vàng mở bao tải ra, rồi nhìn thấy Trịnh Lâm bị bắn thủng đầu, chết không nhắm mắt. Hai con mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Liên Thúy Na khiến bà ta sợ trắng cả mặt. Phịch một tiếng, bà ta ngã ngồi trên đất, hét lên một tiếng. "Có ma." Chương 178, chiếm làm của mình. Liễu Cảnh Nhiên, Liên Hồng Vân, Liễu Nham và những người khác cũng vừa nhìn thấy người trong bảo tải trong khoảnh khắc ai nấy đều giật nảy mình. Người nằm trong bao tải lại không phải Huỳnh Nhân mà là cháu trai lớn của ông Trịnh Trịnh Lâm. Sao lại thế này? Liên truyền quốc tỏ vẻ hãi hùng. Thằng rác rưởi kia đâu? Liên Thúy Na có vẻ đã sợ đến nỗi choáng váng, bà ta run rẩy đứng lên, trốn ra sau lưng Liễu Nham. Trong số những người có mặt ở hiện trường, chỉ riêng Liễu Nham biết sơ sơ về chuyện đã xảy ra, nhưng ông ấy cũng không nói ra, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh, thậm chí ông ấy còn khẽ cười một tiếng. Liên truyền quốc lập tức căm tức nhìn Liễu Nham. Cậu cười cái gì, có phải biết gì rồi không? Liễu Nham lập tức lắc đầu. Tôi không biết gì cả, nhưng tôi tin một câu nói thế này, kẻ thích làm nhục người khác, ắt bị người ta sỉ nhục. Nhà họ trịnh làm đủ chuyện xấu xa, sớm muộn gì cũng đá trúng ván sắt, nói không chừng nhà họ trịnh đã bị tiêu diệt, thi thể của trịnh lâm chính là bằng chứng đấy. Không thể nào. Mặt liên truyền quốc tái nhợt, người lào đảo sắp ngã. Lúc này ông ta lấy điện thoại di động ra gọi số của nhà họ Trịnh, nhưng ông ta chỉ nghe thấy tin không có người nhận. Gia chủ hình như chiếc xe vừa rồi là của nhà họ Kỳ. Đúng lúc này một hậu bối nhà họ Trịnh nói với vẻ mặt quái dị. Sau khi anh ta nói xong, tất cả người nhà họ Liên đều im phăng phắc. Mặt Liên truyền quốc khó coi cùng cực, Liên Thúy Na, Liên Hồng Vân và một vài người thuộc dòng chính cũng hoảng loạn không thôi tất cả mọi người đều nhớ tới hình ảnh kỳ hạ huy cung kính gọi huỳnh nhân là anh huỳnh chẳng lẽ là nhà họ kỳ bảo vệ thằng rác rưởi đó giết trịnh lâm tiêu diệt nhà họ trịnh nếu nhà họ kỳ ra tay vậy mọi chuyện đã trở nên rõ ràng rồi thế nhưng dù nghĩ thế nào bọn họ cũng không hiểu huỳnh nhân có tài có đức gì mà lại được nhà họ kỳ ra tay giúp đỡ liễu cảnh nhiên cảm thấy nghi ngờ không chắc chắn cô ta cảm thấy sự việc không chỉ đơn giản như vậy ông nội nếu Huỳnh Nhân chưa chết, vậy thì sao chúng ta không nói chuyện với anh ta một chút, đừng kết thù với anh ta nữa. Liễu cảnh nhiên còn chưa nói hết thì đã bị Liên Thúy Na hung hăng tát cho một cái. Mắt bà ta ánh lên vẻ lạnh lùng thù hận u ám. Con điên rồi à, thằng ăn hại đó hại chúng ta bao nhiêu lần như thế mà bây giờ, con lại nói đỡ cho nó. Chỉ khi nào nói chết, mối hận trong lòng mẹ mới có thể biến mất thôi. Không sai. Liên truyền quốc cũng nói với vẻ mặt chắc chắn. Chỗ dựa sau lưng nhà họ liên ta vững chắc lắm, đấy là nhà họ đồng, một trong bốn nhà giàu nhất đấy, chỉ là một nhà họ kỳ thôi, sợ cái quái gì. Còn cháu nữa, cháu chuẩn bị gả cho nhà họ văn đến nơi rồi. Ông ta lại nhìn liễu cảnh nhiên. Ta phải mượn sức nhà họ văn, tôi đây không tin, hai kẻ mạnh kết hợp còn không giết chết được huỳnh nhân. Nghe liên truyền quốc nói vậy, người nhà họ liên vốn còn hoảng sợ bỗng chốc bình tĩnh lại, lộ ra nụ cười như nắm chắc chiến thắng trong tay. Liễu Nham ngồi trong góc, không nói một lời nào, không nói đỡ cho Huỳnh Nhân giống như trước đây. Kể từ sau khi biết một vài tin tức về Huỳnh Nhân, ông ấy đã biết toàn bộ gia tộc ở Minh Châu đều không phải đối thủ của Huỳnh Nhân. Còn chưa kể, đây chỉ mới là một góc băng nổi của Huỳnh Nhân thôi, thế mà những người này lại vọng tưởng có thể đối phó anh, đúng là mạo hiểm làm liều. Đúng rồi, lần trước tôi bảo mấy người điều tra vợ của thằng nhóc đó, đã tra ra chưa? Liên truyền quốc đột nhiên hỏi. Mọi người nhao nhao lắc đầu, riêng liễu cảnh nhiên nhớ lại, vào ngày người tổng phụ trách thương hội Hồng ưng đến Tân Giang hội, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ để lại huỳnh nhân và phó tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, Lê Nguyệt Thiên. Nghe cô ta báo lại việc này, Liên truyền quốc lập tức vỗ tay một cái, kích động nói. Hay lắm, xem ra vợ của thằng ăn hại đó chính là giám đốc Lê của tập đoàn Lệ Tinh rồi. Có lẽ vì nề mặt giám đốc Lê nên nhà họ Kỳ mới giúp thằng rác rưởi đó. Cũng có thể do nhà họ nhìn chúng sắc đẹp của giám đốc Lê, thằng vô dụng đó vẫn chưa biết sừng trên đầu mình đã cao chót vót rồi. Liên Thúy Na cũng nói ra suy đoán của mình. "Được rồi, Thúy Na, khi nào rảnh con đến tìm Lê Nguyệt Thiền của tập đoàn Lệ Tinh một chuyến, đe dọa cô ta ly hôn thằng ăn hại đó, ba cũng sẽ dành thời gian đi thăm nhà họ Đồng, xin nhà họ Đồng bắt đầu đối phó huynh nhân." Liên Truyền Quốc cười lạnh liên tục không có Lê Nguyệt Thiên, bất cứ thế lực nào cũng sẽ không giúp nó nữa, ba muốn khiến nó phải chết thảm đầu đường. Rất nhanh sau đó, tiếng cười vang khắp nhà họ liên. Mình liễu cảnh nhiên không cười, vẻ mặt sầu lo. Cô ta lo rằng quyết định này của ông nội không chỉ kéo nhà họ liên xuống vực sâu, mà thậm chí cả nhà họ văn mà cô ta sắp gả đến cũng khó mà may mắn trốn thoát. Ngày ngày trôi qua, tuy chuyện nhà họ trịnh bị giết đã được cố ém nhẹm hết sức, nhưng vẫn bị một vài nhà giàu biết được vị trí nhà họ đồng tiếp giáp sông minh châu một loạt biệt thự hai bên bờ sông đều thuộc tài sản tư hữu nhà họ đồng trong một căn biệt thự một người đàn ông khôi ngô mặc áo ngủ tơ tằm màu xanh biển xẻ ngực bưng một ly rượu vang đỏ đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ trên mặt sông minh châu trước mặt gió lớn gầm gào sóng to đập vào bờ sau khi nhìn chăm chú thật lâu người đàn ông chợt cười phá lên sằng sặc huỳnh nhân giỏi lắm huỳnh nhân tôi đã nói rồi mà người đàn ông có thể trở thành chồng chưa cưới Thiểu Gia Nguyệt, sao lại không có tí năng lực nào được. Tôi nghĩ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại gặp mặt đấy. Khi đang cười, người đàn ông bỗng chốc uống một hơi cạn sạch ly rượu ngon. Miệng anh ta đỏ tươi hệt như đang uống máu người. Trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, cửa văn phòng chợt bị gõ vang. Anh Huỳnh có ở bên trong không, anh có biêu phẩm này. Huỳnh nhân lập tức đứng lên, mở cửa ra chỉ thấy biêu tá đưa 999 đóa hoa hồng tới. Anh Huỳnh, đây là 999 đóa hồng anh đã mua. Cảm ơn. Ký tên, Huỳnh Nhân cầm bó hồng trên tay, đi về phía văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Với những người khác, hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng với Huỳnh Nhân, hôm nay có ý nghĩa khác. Thời hạn nửa tháng đã đến, Hoàng tộc Yên Lăng vẫn cử người tới, hôm nay là ngày anh có thể chuyển về tử viên đoàn viên với vợ và con gái vợ chồng xa nhau ít ngày gặp lại nhau cảm xúc trào dâng hơn cả đêm tân hôn một ngày không gặp như chia xa cả ba năm càng chưa kể xa cách dòng giã nửa tháng huỳnh nhân càng vô cùng nhung nhớ liễu phi tuyết và tiểu như nhưng huỳnh nhân không có kinh nghiệm yêu đương nghĩ đi nghĩ lại anh chỉ biết tặng hoa thôi cộc 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 huỳnh nhân gõ cửa văn phòng tổng giám đốc nhưng người mở cửa cho anh lại là một người khác hoàn toàn anh rể Liễu Thủy Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi thấy Huỳnh Nhân xuất hiện trước cửa, cô ấy kinh ngạc gọi một tiếng. Huỳnh Nhân có phần sửng sốt, hỏi với vẻ khó hiểu. Đáng lẽ em phải đang thực tập chứ? Hôm nay được nghỉ, hi hi. Liễu Thủy Hoa vừa liếc mắt đã thấy bó hồng trong tay Huỳnh Nhân, thế là cô ấy lại ngạc nhiên kêu lên. Wow, 999 đóa hồng, anh mang tặng em à? Không phải, tặng cho chị em. Huỳnh Nhân hơi xấu hổ, anh nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng Liễu Phi Tuyết. Cô ấy đi đâu rồi? Niềm vui bất ngờ trong mắt Liễu Thủy Hoa thoáng cái đã biến mất. Thay vào đó là sự cô đơn. Nhưng cô ấy vẫn gượng cười nói: "Chị em đi học rồi, chắc cũng sắp xong rồi đấy. Thế thì may quá. Lát nữa chờ Phi Tuyết học xong, em đưa bó hoa này cho cô ấy giúp anh nhé." Huỳnh Nhân đưa hoa cho Liễu Thủy Hoa. Khoan đã. Liễu Thủy Hoa còn định nói gì đó nhưng Huỳnh Nhân đã bước vào thang máy. Nhìn 999 đóa hồng trong tay, Liễu Thụy Hoa bỗng chốc như một quả bóng cao su xì -si hơi, nét mặt đầy vẻ uể oải. 10 phút sau, Liễu Phi Tuyết tan Học quay về, chỉ thấy Liễu Thụy Hoa cầm một bó hoa hồng lớn đứng trong phòng làm việc. Hoa hồng đẹp thế. Cô nở nụ cười ít thấy, trêu ghẹo. Thụy Hoa, em có người trong lòng rồi hả? Chị, hoa này là... Liễu Thụy Hoa sốt ruột đến nỗi mặt đỏ tai hồng, đang định nói sự thật. Nhưng khi lời nói đến bên miệng, cô ấy bỗng ngây ngẩn cả người. Nhìn Liễu Phi Tuyết tỏ vẻ tò mò chờ cô ấy nói tiếp, không biết bản thân Liễu Thụy Hoa nghĩ như thế nào mà bỗng chốc hạ quyết tâm, ôm chặt lấy 999 đóa hồng đó rồi cố nặn ra vẻ tươi cười. Chị à, chị nói đúng rồi đấy, đây là hoa người trong lòng em tặng em. Chương 179, lỡ thích anh rể. Sau khi nói ra những lời này, không hiểu sao nhịp tim Liễu Thụy Hoa lại đập rất nhanh, khuôn mặt dần dần đỏ bừng vì tâm tư hư hỏng của mình. Cô ấy biết mình đã làm một chuyện rất xấu, thế nhưng dù biết rõ không tốt, nhưng cô ấy không thể không làm. Liễu Phi Tuyết không nhìn ra Liễu Thụy Hoa đang chột dạ, cười nói: "Em cũng không còn nhỏ, đã tới lúc chuẩn bị cho tương lai, chẳng qua phải nhìn người cho đúng, đừng để bị lừa gạt." "Ôi chao, em biết rồi mà, chị đừng dạy bảo em." Liễu Thủy Hoa ôm 999 đóa hoa hồng bỏ chạy. Em về nhà trước đây. Liễu Phi Tuyết nhìn cô ấy đầy kỳ lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc. Không lâu sau, cửa phòng làm việc lại mở ra, Huỳnh Nhân bước vào. Còn chưa hết bận à? Liễu Phi Tuyết ngẩng đầu liếc Huỳnh Nhân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua tia phức tạp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Xong ngay đây. Đợi em tan ca, chúng ta cùng đi đón Tiểu Như. Liễu Phi Tuyết khẽ gật đầu. Được. Sau đó cô lại tiếp tục làm việc. Huỳnh Nhân không quấy rầy, chỉ ngồi trên sofa yên lặng chờ đợi. Một ngày không gặp như cách ba thu, Huỳnh Nhân nhớ Liễu Phi Tuyết, Liễu Phi Tuyết cũng nhớ Huỳnh Nhân. Tuy nhiên, tính cách của cô không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình, cách ở chung của hai người cũng rất đơn giản. Thế nhưng, cả Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết đều hưởng thụ hình thức ở chung này, đôi khi không nói gì còn hơn nói chuyện. Đúng rồi. Đột nhiên, Huỳnh Nhân giống như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Hoa hồng anh tặng em đâu?" Anh nhìn bốn phía xung quanh, không thấy 999 đóa hoa hồng kia. "Hoa hồng gì?" Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết hơi kỳ lạ, rõ ràng cô không biết rõ. "Hoa hồng anh nhờ Thụy Hoa giao cho em đấy." Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Liễu Phi Tuyết nhớ lại những lời của Liễu Thụy Hoa, sau đó cô chợt hiểu ra, rơi vào trong im lặng sâu sắc sau một lúc lâu ánh mắt cô lơ lửng nói à em nhờ thụy hoa mang về nhà rồi nơi này là phòng làm việc không thể bày nhiều hoa hồng như vậy cũng đúng huỳnh nhân không để ý mỉm cười cũng không truy hỏi vấn đề này đến cùng sau khi hoàn thành công việc trong tay liễu phi tuyết tắt máy tính đi đến trường mầm non cai sơ với huỳnh nhân ba nhìn thấy huỳnh nhân tiểu như phấn khích nhào vào trong ngực của anh huỳnh nhân cũng ôm chặt tiểu như từ hôm nay trở đi ba đã trở lại gia đình chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa liễu phi tuyết đứng bên cạnh cũng đỏ hoe đôi mắt nhẹ nhàng nói với huỳnh nhân nửa tháng qua vất vả cho anh rồi huỳnh nhân lắc đầu chỉ cần có hai người anh có thể làm bất cứ chuyện gì gia đình ba người quay về tử viên nghe thấy tiếng xe tắt máy trái tim liễu thụy hoa nhảy lên thình thịch vì lo lắng để bản thân bình tĩnh lại cô ấy chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh Liễu Thủy Hoa ơi là Liễu Thủy Hoa, sao mày có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Đó chính là anh rể của mày đấy. Cô ấy nhìn bản thân trong gương, không ngừng tự trách mình. Mày làm thế này khác gì đang đào góc tường của chị gái mình, không ra gì. Nhưng mình không thể kiểm soát được bản thân. Lúc này, dường như trong đầu Liễu Thụy Hoa đang có hai người nhỏ đánh nhau, quấn vào nhau không dứt ra được. Thụy Hoa, em có ở nhà không? giọng nói của Liễu Phi Tuyết bất ngờ truyền vào từ bên ngoài khiến cô ấy sợ hãi đến run lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Em tới đây. Lúc nhìn thấy Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết dẫn Tiểu Như vào nhà, Liễu Thụy Hoa lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát dễ thương thường ngày, tươi cười chào hỏi. Chị, anh rể, hai người đã trở về. Huỳnh Nhân vừa vào cửa đã nhìn thấy 999 bông hồng trên sofa, thuận miệng hỏi. Thụy Hoa, sao em không đi cùng bọn anh? Vẻ mặt Liễu Thủy Hoa lập tức trở nên nặng nề, sau đó nở nụ cười. Em thấy hơi không thoải mái nên đã về nhà trước. Nghe vậy, Liễu Phi Tuyết đi tới bên cạnh cô ấy, quan tâm hỏi. Khó chịu ở đâu, chẳng lẽ là sốt? Không không, em không sao. Liễu Thủy Hoa không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt né tránh. "Chị, em đi tắm trước đây." Nói xong, cô ấy bỏ chạy. Con nhóc này Liễu Phi Tuyết đang chuẩn bị nấu cơm thì điện thoại để trên bàn chợt đổ chuông. Trên màn hình xuất hiện một tin tức không quan trọng, thế nhưng đôi mắt xinh đẹp của Liễu Phi Tuyết lại khẽ co rút. Đây là điện thoại di động của Liễu Thụy Hoa, ảnh chụp màn hình lại là một bức ảnh chung. Vẻ mặt Liễu Phi Tuyết lập tức trở nên giàu dỉ, Huỳnh Nhân đi tới, kỳ quái hỏi. Phi Tuyết, em làm sao vậy? Không sao, em đi nấu cơm. Liễu Phi Tuyết nhanh chóng khóa điện thoại, vội vàng đi vào phòng bếp hôm nay là ngày đầu tiên Huỳnh Nhân trở về nhà sau nửa tháng xa cách, vì vậy Liễu Phi Tuyết đã nấu cả bàn đồ ăn, thế nhưng Liễu Thụy Hoa vẫn không chịu xuống. Anh vừa đi hỏi, em ấy nói không đói. Huỳnh Nhân bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Liễu Phi Tuyết biết cái gì, khẽ gật đầu. Vậy chúng ta ăn cơm trước. Bữa cơm đầu tiên sau khi Huỳnh Nhân trở về có cảm giác hơi khó chịu, nếu không phải tiểu như cứ díu dít chuyện thú vị ở trường mầm non như một chú chim nhỏ thì trên bàn ăn đã không có lời nào rồi. Mãi đến tận 10 giờ tối, Tiểu Như mới cảm thấy buồn ngủ, Liễu Phi Tuyết và Huỳnh Nhân cũng nhanh chóng đi ngủ. Sau đó mới thật sự là thế giới của hai người. Huỳnh Nhân hoàn toàn không để ý chuyện này, đối với anh, chỉ cần có thể ở bên cạnh Liễu Phi Tuyết là đủ rồi. Hôm nay em bận rộn cả ngày, đi ngủ thôi. Anh cười nói với Liễu Phi Tuyết. Chờ một chút, em có chuyện muốn hỏi anh. Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân, muốn nói lại thôi. Huỳnh Nhân sững sờ, đây là lần đầu tiên liễu phi tuyết nói chuyện với anh một cách nghiêm túc như vậy vì thế anh cũng ngồi dậy cười nói có chuyện gì vậy em ánh mắt liễu phi tuyết có chút dãy ruộng lấy hết can đảm rồi nói anh cảm thấy đứa nhỏ thụy hoa này như thế nào rất tốt huỳnh nhân thuận miệng đáp vậy anh có cảm thấy hôm nay thụy hoa có gì đó không được bình thường không liễu phi tuyết lại hỏi hỏi xong cô ngồi thẳng người chuyện này cũng có nghĩa cô rất xem trọng vấn đề này Huỳnh Nhân gật đầu. Có một chút. Anh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em ấy sẽ thích anh không? Ánh mắt của Liễu Phi Tuyết vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Huỳnh Nhân. Nghe vậy, Huỳnh Nhân sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói. Làm sao có thể, anh là anh rể của em ấy, sao em ấy lại có thể cướp của em? Nhưng em ấy lại nói mấy bông hoa hồng anh tặng em hôm nay là dành cho em ấy đấy. Hơn nữa, em ấy còn cài đặt hình chụp chung với anh thành ảnh nền màn hình bảo vệ. Mặc dù em chưa từng yêu đương nhưng Chiếu Vân là em gái của em, em ấy nghĩ bản thân đã che giấu suy nghĩ của mình rất kỹ nhưng thật ra trong mắt em, nó tràn đầy sơ hở. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nghe Liễu Phi Tuyết nói xong, vẻ mặt của Huỳnh Nhân cũng trở nên đầy ngạc nhiên, đủ loại dấu hiệu cho thấy Liễu Thụy Hoa thật sự thích anh. chương 180, chuyện đêm khuya của vợ chồng. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn yếu ớt, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều của tiểu như thì không có một âm thanh nào khác liễu phi tuyết nhìn huỳnh nhân bằng vẻ mặt phức tạp anh cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề này chuyện hệ thống liễu thụy hoa là em gái của cô lại yêu anh rể của chị mình về sau ba người nên sống chung như thế nào đây em ấy là em gái của em em không muốn em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào ánh mắt liễu phi tuyết rất bình tĩnh nhìn chằm chằm huỳnh nhân khẽ nói cho dù anh là chồng em anh hiểu huỳnh nhân cười khổ anh sẽ tìm thời gian để trò chuyện với em ấy về vấn đề này cảm ơn anh vẻ mặt của liễu phi thuyết hơi dịu đi thậm chí cô còn cảm thấy có chút áy náy cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ dựa dẫm vào người đàn ông này thế nhưng khi ở bên nhau rồi cô mới nhận ra mình đã sai dù ở nhà hay bên ngoài huỳnh nhân đều là người đầu tiên đứng ra thói quen là một chuyện rất đáng sợ có thể thay đổi một con người mà không hề để lại dấu vết Đúng thế. Liễu Phi Tuyết cảm thấy cô không còn độc lập như 5 năm trước nữa. Không sao rồi, ngủ thôi. Huỳnh Nhân không thèm để ý mỉm cười, anh biết rõ chỉ anh mới có thể đi nói chuyện này. Nếu Liễu Phi Tuyết chủ động nhắc tới với Liễu Thụy Hoa sẽ khiến tình chị em của hai người dạn nứt. Em đi tắm. Liễu Phi Tuyết chợt nói. Huỳnh Nhân sửng sốt, không phải vừa rồi cô mới đi tắm à? Khoảng 40 phút sau, Liễu Phi Tuyết bước ra từ phòng tắm, Huỳnh nhân vô thức nhìn lên, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã không thể rời đi nơi khác. Trước đây, mỗi khi Liễu Phi Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, cô đều mặc quần áo chỉnh tề, che phủ bản thân rất nghiêm túc. Thế mà hôm nay, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Mái tóc dài của cô ướt súng, không ngừng nhỏ nước. Sau khi tắm xong, làn da non nớt của Liễu Phi Tuyết giống như tuyết trắng, bên trên còn tràn ngập hơi nước. Hơi thở của Huỳnh Nhân lập tức trở nên rồn rập. Phi Tuyết, Em, em đang làm gì vậy? Lẽ nào anh không thích? Liễu Phi Tuyết đi tới nằm xuống bên cạnh anh. Mặc dù cô cũng thở dốc, hai má ửng hồng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thích gì? Một cơn gió ngát hương phất qua, tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, kích thích giác quan của huỳnh nhân. Liễu Phi Tuyết liếc anh, bình tĩnh hỏi. Năm năm trước, anh đã làm chuyện gì với em hả? SSSS. Ngay khi cô nói ra những lời này, Huỳnh Nhân lập tức hít sâu một hơi, nhìn Liễu Phi Tuyết bằng ánh mắt đờ đẫn, vậy mà lại quên mất nói chuyện. Trong nửa tháng này, em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Liễu Phi Tuyết nói tiếp: "Em đã thừa nhận anh, anh chính là chồng của em, ba của Tiểu Như. Vì vậy chúng ta không còn là vợ chồng trên danh phận nữa, anh có thể làm những việc thân mật." Câu này khiến Huỳnh Nhân vô cùng cảm động, nhưng anh vẫn nghiêm túc lắc đầu. "Phi Tuyết, cảm ơn em, nhưng đây không phải là kết quả anh muốn." anh đã nói sẽ khiến em thật sự yêu anh, hiện tại em chưa đạt tới trình độ kia. Vẻ mặt Liễu Phi Tuyết đầy cảm động, khẽ cắn môi, rơi vào im lặng. Huỳnh Nhân lại nói, tuy nhiên, anh có thể làm những chuyện khác cùng em. Nói xong, anh không thèm để ý đến sự nghi ngờ trong mắt Liễu Phi Tuyết, xoay người, đè lên người cô. Anh, anh muốn làm gì? Một phen vừa rồi đã cuốn trôi những suy nghĩ kích thích của Liễu Phi Tuyết, đột nhiên nhìn thấy huỳnh nhân nằm đè lên người mình thì lập tức giật mình hoảng sợ. Huỳnh nhân không nói gì, chỉ nhìn liễu phi tuyết từ trên cao, chậm rãi cúi người xuống. Ngay sau đó, trong căn phòng đen kịt chỉ vang lên tiếng kêu khẽ của liễu phi tuyết. Huỳnh nhân ngồi xổm trước mặt liễu phi tuyết, đôi tay giữ chặt cổ chân cô. Lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, huỳnh nhân liên tục kích thích ba huyệt tam lý, đại đôn và dũng tuyển để máu ứ lưu thông, phục hồi khí huyết hôm nay đến đây thôi. Huỳnh nhân thở hổn hển dừng lại. Liễu phi tuyết vừa nếm được ngon ngọt, lập tức nhíu mày, tức giận nói, không được, anh tiếp tục đi, mới 20 phút đã không được thì quá vô dụng. Khóe mắt huỳnh nhân co rút, kiên nhẫn giải thích. Không thể thường xuyên lưu thông máu ứ, nếu không sao 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 của em sẽ trở nên yếu ớt. Liễu phi tuyết không còn cách nào khác ngoài từ bỏ, nhưng cô vẫn lưu luyến hỏi. Vậy mỗi tháng một lần thì được chứ? không thành vấn đề huỳnh nhân mỉm cười gật đầu ngay sau đó liễu phi tuyết mơ màng chìm vào giấc ngủ huỳnh nhân đắp kín chăn cho cô cũng mệt mỏi thiếp đi dưới lầu liễu thụy hoa nằm một mình trên giường lớn bên tại lại vang vọng tiếng kêu vừa rồi của chị gái sắc mặt vô cùng giàu dĩ không chỉ liễu phi tuyết và huỳnh nhân phiền muộn chuyện này mà người trong cuộc là liễu thụy hoa cũng rất xoắn suýt có lẽ mình không nên phá hoại hạnh phúc của chị gái nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, cô ấy muốn nhếch môi cười lớn nhưng lại không thể cười nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì là cuối tuần cộng thêm việc tối hôm qua mát xa cho Liễu Phi tuyết tốn rất nhiều sức lực nên Huỳnh Nhân dậy hơi trễ. Lúc đi xuống cầu thang, anh mới nhận ra rằng mình là người thức dậy cuối cùng. Liễu Thụy Hoa nằm trên ghế sofa không có chút hình được, cướp đồ ăn vặt với Tiểu Như. Liễu Phi Tuyết lại ngồi bên cạnh, tay cầm một tách latte thơm nồng, đọc chuyên mục kinh tế và tài chính trên báo đó là nội dung cô đọc mỗi ngày anh rể nhìn thấy huỳnh nhân đi xuống lầu liễu thụy hoa lập tức chào hỏi trong mắt tràn đầy ý cười sao anh dậy muộn như vậy có phải tối hôm qua chị em quá điên cuồng làm anh mệt à ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép cô ấy vừa nói xong thân thể của huỳnh nhân và liễu phi tuyết cùng run lên lập tức đờ đẫn đặc biệt là liễu phi tuyết cô đặt tờ báo xuống hai mắt như bốc lửa Liễu Thủy Hoa, em đang nói bậy bạ gì đó. Em không nói cũng được, có điều em nghe hết động tính tối hôm qua rồi. Liễu Thủy Hoa không hề sợ hãi, còn giả vờ giả vịt bắt trước. A, à, dùng sức, chẳng biết tối qua là ai nói mấy lời này nữa. Chuyện này, biểu cảm của Liễu Phi Tuyết ngay lập tức trở nên trột dạ, ánh mắt của cô cũng né tránh. Huỳnh Nhân vội ho một tiếng. Thủy Hoa, mọi chuyện không như em nghĩ. Đừng giải thích. Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật. Liễu Thủy Hoa không cho Huỳnh Nhân bất kỳ cơ hội nào để giải thích, sau đó cô ấy nói với Tiểu Như. "Tiểu Như, nhóc sắp có thêm một em trai hoặc một em gái rồi." "Có thật không?" Nghe vậy, Tiểu Như lập tức vui mừng vỗ tay. "Được, con muốn một đứa em trai." "Liễu Thủy Hoa." Liễu Phi Tuyết rất tức giận, vừa xấu hổ vừa giận dữ đi về phía Liễu Thủy Hoa. Liễu Thủy Hoa lập tức cười hì hì. Nhanh nhẹn chạy lên tầng 2, không cho liễu phi tuyết đuổi kịp. Mắt thấy không đuổi kịp, liễu phi tuyết dứt khoát không thèm đuổi theo, cầm túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Trên lầu, liễu thủy hoa thò cái đầu nhỏ ra. Chị, chị đi đâu đấy? Chị đến công ty. Sắc mặt liễu phi tuyết không đổi, lên tiếng. Không phải chứ, chị, hôm nay là cuối tuần đấy, chị còn muốn đi làm hả? Liễu thủy hoa ngạc nhiên trợn tròn mắt, không vui nói lâu lắm rồi hai chị em mình không cùng nhau ăn tối rồi dạo phố chị cũng không đi chơi với em liễu phi tuyết im lặng sắc mặt có chút buồn bã năm năm qua cô đều sống như thế này bằng cách giấu tất cả những uất ức tức giận và không cam lòng tận sâu dưới đáy lòng khiến bản thân luôn luôn bận rộn thì cô mới cảm thấy hài lòng tuy nhiên cô lại không thể từ chối yêu cầu của em gái mình được rồi chị đi thay quần áo nói xong liễu phi tuyết đi lên lầu nhân lúc Liễu Phi Tuyết đang thay quần áo, Liễu Thụy Hoa lập tức nháy mắt ra hiệu cho Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân xua tay, hai người đi đi, anh sẽ ở nhà chăm sóc con cái. Sắc mặt Liễu Thụy Hoa thay đổi, nói, em kêu chị gái đi dạo phố với mình, anh cũng có thể đi cùng mà. Mấy người phụ nữ các em đi mua sắm, anh đi theo làm gì? Huỳnh Nhân bế tiểu như lên, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô bé. Trong suy nghĩ của anh, dạo phố còn không thú vị bằng ở nhà chăm trẻ con đúng là người đàn ông cứng nhắc mà sao anh theo đuổi được chị em thế liễu thụy hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận nói em đang suy nghĩ cho anh đấy lát nữa em sẽ ôm tiểu như rời đi tạo một cơ hội hẹn hò cho hai người cô ấy còn chưa kịp nói xong trên bậc thang đã vang lên tiếng giày cao gót trong trẻo huỳnh nhân quay đầu nhìn lại chỉ liếc mắt một cái đã không rời đi nơi khác được audio điện tử võ tấn bền audio điện tử võ tấn bền hết chương 180